Tiếng chuông báo điện thoại di động của Lục Phong Đàm vang lên. Kiều Minh Hảo giật mình tỉnh giấc. Hơi nghiêng người, cô phát hiện ra mình đang ngủ trong lòng Phong Đàm. Hoảng hốt vài giây, cô mới lờ mờ nhớ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Liền như bị điện giật, cô bật dậy nhảy xuống giường, vội vã chạy vào phòng tắm. Những tiếng động không nhỏ do Minh Hảo gây ra cộng với chuông điện thoại đã đánh thức Phong Đàm. Vừa hé mắt, anh liền thấy tấm thân mảnh mai của Minh Hảo đang nhảy vào phòng tắm. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng Minh Hảo toàn thân lõa lồ, trên làn da trắng nõn nà đầy những dấu hôn đậm nhạt. Bỗng từng đoạn hình ảnh nối nhau hiện ra trong đầu anh, là Minh Hảo chủ động chui vào trong ngực anh, hôn anh, vuốt ve anh, cởi bỏ quần áo của anh. Phong Đàm tức giận cau mày, tầm mắt theo bản năng quét một vòng quanh phòng ngủ, nhìn thấy bên giường một đống hỗn độn, những quần áo lớn nhỏ của cả hai ném cùng một chỗ. Trên da giường còn dính một vệt nhỏ đỏ tươi. Phong Đàm đêm qua uống nhiều rượu, sau cơn say, đầu anh có chút nhức, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những suy nghĩ. Anh liền sáng tỏ chuyện xảy ra tối qua giữa anh và Minh Hảo. Hóa ra anh không mơ, mà đó là sự thật. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt rồi mạnh mẽ xốc chăn lên vùng dậy. Cơn tức giận bừng bừng bốc lên. Phong Đàm cũng lao theo vào phòng tắm. Minh Hảo sau khi đóng cửa phòng tắm mới lặng lẽ hít một hơi dài. Tối hôm qua cô cũng uống chút rượu, nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ mà chui vào lòng Phong Đàm hồi nào không hay. Cô còn tưởng mình đang mơ cho nên mới đánh bạo hôn anh, rồi như phản xạ tự nhiên anh cũng cuồng nhiệt hưởng ứng và diễn biến càng đi xa khỏi nụ hôn ban đầu. Ai cũng ngỡ mình đang trong giấc mơ nên cứ việc buông thả. Cô và Phong Đàm kết hôn đã 2 tháng, nhưng đây không phải cuộc hôn nhân vì tình yêu. Nhìn ngoài không ai biết bọn họ là vợ chồng. Từ ngày cưới, hai người đã thỏa thuận ngầm không đụng chạm lẫn nhau. Ra khỏi cửa thì xem như không hề quen biết. Vậy mà cô dám phá vỡ ký kết ấy rồi. Liệu khi tỉnh lại thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Nghĩ tới đó, đáy lòng Minh Hảo dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi. Phải một hồi cô mới run rẩy mở vòi nước. Đang chuẩn bị đưa mặt vào dòng nước mát lạnh để lấy lại bình tĩnh thì cửa phòng tắm đột ngột bị Phong Đàm hung hăng đạp một cước đá bùng ra. Trong cơn giận hừng hực, anh nhào tới túm lấy cổ tay cô. Cô dùng hết sức vùng ra. Anh nhanh tay bóp lấy cổ, đẩy cô áp sát vào tường. Phong Đàm nóng nảy ra tay không hề nhẹ, toàn thân Minh Hảo ê nhức và nghẹn thở. Không bớt tức giận, Phong Đàm nhìn gằm vào mặt cô mà rít lên. Kiểu Minh Hảo, tôi không ngờ cô có bản lĩnh dậu đổ bìm leo như vậy. Thừa dịp tôi uống say, chủ động nhảy vào tôi, rồi cả gan trèo lên giường của tôi nữa. Phong Đàm nói tới đây thì ngưng lại như là ngại nghĩ đến điều gì. Ánh mắt trầm xuống, ra sức vừa siết cổ Minh Hảo vừa hướng khuôn mặt của cô lên. Nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nét mặt lạnh lùng, anh nói bằng giọng băng giá. Kiểu Minh Hảo, nếu tôi nhớ không lầm, trong đêm tân hôn, cô tỏ ra thuần khiết lắm mà. Câu nói đầu tiên của cô với tôi là không cho tôi chạm vào cô. Thế nào? Mới kết hôn có 2 tháng mà cô đã thay đổi suy nghĩ, chủ động bò lên giường tôi. Khi Phong Đàm nói những lời này, trên gương mặt chữ điền đẹp đẽ, không biểu hiện chút xíu tình cảm. Đôi mắt đen sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên sắc lạnh, cả người anh bất động, ngoại trừ bàn tay đang siết cổ cô càng lúc càng mạnh, như chút vào đó tất cả sự giận dữ làm người ta khiếp sợ. Minh Hảo vốn đã luống cuống trong sự cố căng thẳng này, lại còn bị anh một mực chất vấn thì càng kinh hoàng. Ngay cả đầu ngón chân cũng run rẩy. Cô cắn môi dưới, suy nghĩ cả buổi, nhưng vẫn không thể nói ra một chữ. Phong Đàm cũng không mở miệng nói thêm câu nào, trong bộ dạng có vẻ kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời. Phòng tắm trở nên im lặng, ngột ngạt đến nín thở. Ánh mắt Phong Đàm vẫn không rời khỏi gương mặt khả ái của Minh Hảo. Tự đáy lòng cô đang vô cùng sợ hãi, cảm giác như anh ta có thể đọc thấu tâm can mình. Tim cô đập càng ngày càng mạnh. Ngày lúc Minh Hảo cho là mình sắp chịu đựng không nổi, Phong Đàm lại lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Hay là ngay từ đầu cô đã muốn lên giường với tôi? Minh Hảo nghe đến đó toàn thân run lên. Anh thực sự không hiểu được con người cô. Minh Hảo chớp mắt thoáng kinh ngạc, nhưng để che giấu điều kia, cô theo phản xạ tự nhiên bật lời. Tôi muốn diễn bộ phim truyền hình Địa Lão Thiên Hoàng. Câu nói giòn tan của Minh Hảo đã dứt khoát cắt đứt lời nói đến một nửa của Phong Đàm. Không biết có phải do Kiều Minh Hảo nhận lỗi quá nhanh khiến Phong Đàm không nghe thấy rõ ràng. Anh có chút ngẩn người, nín lặng hồi lâu.
Minh Hào cảm giác được tim mình đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, nhìn chằm chằm gương mặt khôi ngô trong sáng như thiên thần của Phong Đàm, cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục lý lẽ. Anh biết đấy, tôi bước vào làng giải trí đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào tốt cả. Anh được coi là ông trùm làng giải trí, nên chỉ cần anh nói giúp một câu thì nhất định là tôi sẽ được diễn Địa Lão Thiên Hoàng. Kiều Minh Hào nói tới đây, dừng lại một chút, nhấp mím môi, ngữ điệu không hấp tấp vội vàng chêm thêm câu. Còn tối hôm qua là hồi báo của tôi. Kiều Minh Hào vừa dứt lời, Phong Đàm đồng tử kịch liệt co rút, cố để ép lại cơn tức giận mà những ngón tay anh đang siết chặt khẽ run lên, dần dần buông lỏng khỏi cổ cô. Giây sau đó, anh liền giận quá thành cười. Kiều Minh Hào, cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao? Lục Phong Đàm cười khẽ hai tiếng rồi biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, lời nói cay nghiệt mà lạnh lẽo. Được lắm, Kiều Minh Hào, nếu cô đã muốn chơi với tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục. Phong Đàm hận không thể xé nát khuôn mặt Kiều Minh Hào, nghiến răng nghiến lợi ném lại lời cuối cùng, liền buông bàn tay đang siết cổ cô rồi không thèm liếc nhìn lấy một cái, ngây ngang rời đi. Biết thế nào là địa ngục? Lông mi thật dài run lên, sắc mặt Kiều Minh Hào trở nên trắng nhợt, dựa sát vào tường không nhúc nhích. Cho đến khi chuyển đến tiếng đinh tai nhức óc của cánh cửa đóng sầm, cô mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, vô lực ngồi xổm xuống, khóe mắt nổi lên một tầng ướt át. Cô làm sao có thể chỉ để trở thành diễn viên trong bộ phim truyền hình Địa Lão Thiên Hoàng mới lên giường của anh chứ? Chẳng qua, cô chỉ lấy đó làm cái cớ để che giấu đi tâm tư của mình. Mà điều đó là một bí mật chỉ riêng duy nhất cô biết, rằng cô yêu anh. Đúng vậy, yêu anh. Cô thầm yêu anh suốt 13 năm. Cô không dám cho anh biết, cũng không thể để anh biết. Cô vốn tưởng rằng cô đã giấu những điều này rất tốt. Nhưng là không ngờ tối hôm qua cô chỉ uống chút rượu, liền để lộ ra tâm sự của mình. Cô đúng là đã đánh giá quá cao năng lực của mình mà. Mặc kệ Lục Phong Đàm có bao nhiêu phẫn nộ việc Kiều Minh Hào chủ động leo lên giường anh, 3 ngày sau, Minh Hào vẫn nhận được cuộc gọi từ bên Địa Lão Thiên Hoàng, thông báo cô đến thử vai diễn. Kiều Minh Hào cũng không biết vai diễn của cô là Phong Đàm phân phó xuống hay là đạo diễn của Địa Lão Thiên Hoàng sắp xếp. Tần suất của xuất hiện trong các bộ phim tuy không coi là nhiều nhưng cũng không thể tính là ít. Chưa nói tới vai chính quan trọng như thế nào, nhưng cũng không phải vai phụ, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng so với những vai diễn lúc trước, đúng là tốt hơn ngàn lần. Bởi vì dựa vào thủ đoạn bất chính mà lấy được vai diễn này, cho nên khi Kiều Minh Hào diễn thử, tuy chỉ có một cảnh nhưng đã kết thúc, liền trực tiếp ký hợp đồng. 3 ngày sau, Minh Hào tiến vào đoàn phim chính thức khởi quay, mà Lục Phong Đàm cũng vào ngày hôm sau bay đi Rome quay bộ phim mới của anh. Kết hôn 2 tháng, hai con người ân ái một đêm liền chia cách ra hai con đường. Qua 3 tháng quay, đoàn phim Địa Lão Thiên Hoàng đã thuê một biệt thự có phong cảnh tuyệt đẹp trị giá 30 triệu ở vùng ngoại ô phía đông của thủ đô. Mọi người trong đoàn ai nấy đều hân hoan. Cao hứng nhất phải kể đến đạo diễn của Điện Lão Thiên Hoàng, ông sảng khoái làm cú phone đến Beijing Grand Hotel bảo cả đại sảnh trên tầng thượng đãi toàn bộ người của đoàn buổi tiệc rượu. Thời gian buổi tiệc của Điện Lão Thiên Hoàng là 3 giờ chiều. Nhân viên đoàn phim phải thu dọn đạo cụ, diễn viên thì phải tẩy trang và thay quần áo. Cho nên buổi tiệc đành rời xuống 8 giờ. Lục Phong Đàm gần đây luôn ở Rome, bởi vì công ty tạm thời nảy sinh một chút sự việc nhỏ. Hiện giờ tận dụng thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, chờ quay tiếp để về nước một chuyến. Bởi vì thời gian cấp bách, Lục Phong Đàm căn bản không có giây phút nghỉ ngơi trên chuyến bay đường dài mệt mỏi. Vừa hạ cánh, anh liền trực tiếp từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đến công ty. Tới công ty, các nhân sự cấp cao đã chờ sẵn trong phòng hội nghị. Lục Phong Đàm ngay cả miếng nước cũng chưa uống, lập tức bắt đầu cuộc họp. Hội nghị kéo dài liên tục từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối mới kết thúc. Khi Lục Phong Đàm quay về văn phòng, trợ lý cũng tiến theo vào. Ông Lục, tôi đã đặt vé máy bay 12 giờ tối nay quay lại Rome. Đến nơi thì ngài còn 15 tiếng để nghỉ ngơi trước lúc quay. Bay một quãng đường dài cộng với buổi hội nghị lúc chiều khiến cho Phong Đàm có vẻ thoáng chút mệt mỏi. Anh ngồi trên ghế làm việc, vừa nghe trợ lý báo cáo hành trình, vừa thuận tay lấy ra chiếc di động mà anh đã tắt âm trong khi họp. Thấy không có tin tức quan trọng,
Trong lúc đang chuẩn bị khóa màn hình di động thì WeChat bốc lên. Lục Phong Đàm vô tình tiện tay nhấn mở xem tin nhắn trong group. Điện lão Thiên Hoàng đã hoàn thành tốt đẹp, 8 giờ tối nay ở Beijing Grand Hotel mở tiệc. Có thời gian thì ghé qua đây nhé. Phong Đàm đọc đi đọc lại câu nói kia ước chừng 5 giây, sau đó mới lặng lẽ ngẩng lên, gật đầu đồng ý với cô trợ lý đã báo cáo xong, tỏ vẻ đã biết. Trợ lý theo Lục Phong Đàm lâu năm rồi nên hiểu rõ tính anh trầm tĩnh ít nói, không bao giờ để lộ cảm xúc ra vẻ mặt. Cô trợ lý vẫn tiếp tục nói. Ông Lục, từ giờ tới lúc máy bay cất cánh còn 6 tiếng, ngài dùng bữa tối trong thành phố hay là để ra thẳng đến sân bay rồi ăn ạ? Ăn trong thành phố đi. Phong Đàm thản nhiên trả lời, không đợi trợ lý hỏi đi nơi nào ăn, liền nói tiếp. Đi Beijing Grand Hotel. Lục Phong Đàm cùng trợ lý ăn xong bữa cơm tối, đã là 8 giờ rưỡi tối rồi. Sau khi thanh toán, đúng lúc hai người một trước một sau bước về cửa chính, Lục Phong Đàm bỗng dừng bước. Trợ lý cũng vội vàng ngừng theo. Ông Lục, có chuyện gì sao? Lục Phong Đàm vẫn yên lặng không đáp một hồi lâu, đến khi trợ lý định lên tiếng hỏi lại một lần nữa thì anh mới tử tốn mở miệng nói. Cậu vào trong xe trước chờ tôi có chút chuyện, lên lầu một lúc đã. Nói xong, Phong Đàm đứng ở cửa chính khách sạn vài giây, sau đó mới xoay người, bước về phía thang máy. Kiều Minh Hảo đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Địa Lão Thiên Hoàng, nên đương nhiên cũng phải tham gia buổi tiệc mừng công này. Vừa về tới thành phố, cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, thay quần áo, làm tóc, sau đó qua loa chọn một món trang sức trang nhã, liền vội vội vàng vàng chạy đến Beijing Grand Hotel. Nhưng rốt cuộc, Kiều Minh Hảo vẫn không kịp. Khi cô tới nơi thì đạo diễn Điện Lão Thiên Hoàng đã đứng trên sân khấu, đang trang trọng đọc bài diễn văn cảm tạ. May mà mọi người tập trung chú ý nhìn người đạo diễn trên sân khấu nên không thấy Kiều Minh Hảo đến trễ. Cô đứng ở bên ngoài đám đông nhìn quanh một vòng, sau đó quyết định hướng về phía đại diện Triệu Minh đang đứng phía ngoài đi tới. Đạo diễn nói cũng không dài. Sau khi chấm dứt, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người cụng ly, vui vẻ hàn huyên. Tuy Kiều Minh Hảo trong làng giải trí không phải là người có tên tuổi, nhưng lại sở hữu thân hình hoàn mỹ, khí chất tao nhã. Hơn nữa còn biết cách đối nhân xử thế. Cho nên ở buổi tiệc xã giao thế này, đối với người trên kẻ dưới, cô đều có ngôn từ cử chỉ tao nhã thân thiện, không chê vào đâu được. Sau khi Kiều Minh Hảo kính rượu những người có máu mặt trong giới, thì cô đã đói đến nỗi bụng muốn dán vào lưng. Không lên tiếng, liền lôi kéo Triệu Manh qua khu buffet làm người bưng bê giúp cô, rồi tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nhưng Kiều Minh Hảo còn chưa ăn được mấy miếng, thì bữa tiệc vốn đang ồn ào náo nhiệt, trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Kiều Minh Hảo cố nuốt nốt miếng thức ăn, vừa tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng ánh mắt của mọi người, đã thấy bóng hình Lục Phong Đàm đập vào trong mắt. Ngay lập tức, sự việc của 3 tháng trước ùa về trong đầu Kiều Minh Hảo, bởi vì uống say, u mê leo lên giường của anh, đã bị anh tức giận vừa bóp cổ vừa mắng nhiếc. Kiều Minh Hảo, cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao? Được lắm. Kiều Minh Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục. Nhớ đến đó, Minh Hảo siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn xạ. Ngày hôm đó, nhất định là anh vô cùng bức xúc nên mới có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy. Suốt 3 tháng qua cô luôn trốn tránh anh, nhưng cho dù trốn thế nào, cuối cùng bây giờ vẫn phải chạm mặt nhau. Bộ vest màu đen cắt nay vừa vặn khéo léo, càng tôn thêm dáng người hào hoa nho nhã của Lục Phong Đàm. Ánh đèn đại sảnh yến tiệc làm gương mặt anh tỏa sáng lung linh hơn, tạo hóa ưu ái ban cho anh khuôn mặt quá hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Mũi cao, mày ngài, mắt phượng, đôi môi mỏng gợi cảm. Không thể diễn tả hết được vẻ đẹp xuất thần ấy. Làng giải trí từ trước đến nay luôn không thiếu những nam thanh nữ tú, tuấn nam mỹ nữ. Tùy tiện kéo bất kỳ ai trong đám người này đều là sặc sỡ loa mắt. Nhưng khi có mặt anh thì hết thảy đều chìm nghỉm, không ai sánh kịp. Ở Lục Phong Đàm toát ra một sức quyến rũ kỳ lạ, nó biến anh trở thành tâm điểm cho mọi người. Toàn bộ khung cảnh buổi tiệc bởi vì anh đột nhiên xuất hiện mà lặng lẽ kéo dài chừng nửa phút. Đạo diễn Điện Lão Thiên Hoàng là người đầu tiên phục hồi tinh thần, bưng ly rượu, ân cần khách sáo, tiến lên đón. Ông Lục, theo tiếng đạo diễn mở miệng, không khí buổi tiệc thoáng dịu đi một chút. Tuy rằng mọi người trong lòng biết rõ ràng đi bắt chuyện sẽ không được đáp lại, nhưng tất cả đều khuôn mặt tươi cười hướng phía Lục Phong Đàm chào hỏi. Xin chào ông Lục. Lục Phong Đàm phảng phất như không nghe được lời chào hỏi của người xung quanh, chỉ
chỉ nhìn không chớp mắt hướng về phía khu ghế ngồi, bước đi thong thả. Tuy chỉ là hành động rất đỗi bình thường như vậy, nhưng vẫn như trước được anh bước đi theo một hương vị làm điên đảo con người. Đạo diễn bưng rượu, lẽo đẽo đi theo bên cạnh Lục Phong Đàm, về mặt hớn hở, miệng nói không ngớt. Kiều Minh Hảo vẫn đang yên vị ở khu vực ngồi, ban đầu khoảng cách còn khá xa so đám người che chắn, cô mới dám tranh thủ trộm ngắm Lục Phong Đàm một chút. Khi bước chân anh càng ngày càng gần, cô chỉ dám thỉnh thoảng liếc nhanh qua một cái. Đến lúc Lục Phong Đàm tới gần kề thì cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ cầm đôi đũa mà xêu đồ ăn một cách cứng nhắc. Giả đò bình tĩnh thờ ơ, không mảy may để ý tới sự xuất hiện của anh. Lục Tổng, ngài đến mà không nói trước một tiếng, để tôi phái người đi đón ngài. Nghe tiếng đạo diễn nói, Kiều Minh Hảo cảm giác được Lục Phong Đàm đang đi tới chỗ mình. Cô vô thức nắm chặt chiếc đũa hơn, lưng duỗi thẳng, nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn không chớp mắt. Mà ngay cả động tác nhai cũng trở nên thật cẩn thận. Rốt cục, Lục Phong Đàm cũng bước đi ngang qua khỏi chỗ cô ngồi. Kiều Minh Hảo vừa định thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện anh tới ngồi xuống chiếc ghế ngay sau lưng mình. Lúc ban đầu, khi Kiều Minh Hảo thích Lục Phong Đàm, nằm mộng cũng muốn có thể mỗi ngày nhìn thấy anh. Nhưng sau đó, cô trở nên có chút e ngại khi thấy anh. Lúc anh đi xa thì không đến nỗi, nhưng chỉ cần ở khoảng cách gần, cô liền không thể nói nên lời, khẩn trương cùng sợ hãi. Huống chi 3 tháng trước còn xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, anh ngồi đằng sau cô, giọng nói của anh, hơi thở của anh, cô đều có thể cảm nhận rõ ràng. Kiều Minh Hảo khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lục Phong Đàm cùng đạo diễn đàm luận về một số phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Anh nói rất ít mà chủ yếu là đạo diễn thao thao bất tuyệt. Nhưng mỗi lần Lục Phong Đàm lên tiếng đều làm cho đáy lòng Kiều Minh Hảo run lên kịch liệt. Đến cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, đành buông đôi đũa trong tay xuống, lấy cớ đi toilet, nói với Triệu Manh rồi đứng lên. Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc Kiều Minh Hảo đứng lên, Lục Phong Đàm cũng bật dậy. Toilet phía sau Kiều Minh Hảo, cửa ra đại sảnh buổi tiệc sau lưng Lục Phong Đàm. Cô xoay người, anh cũng xoay người. Hai người cứ như vậy, không kịp phòng bị, bất ngờ đối mặt nhau. Kiều Minh Hảo vừa chạm phải tầm mắt Phong Đàm, liền hoảng sợ vội vã cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của anh. Kiều Minh Hảo và Lục Phong Đàm thành vợ chồng đã được 5 tháng, nhưng là kết hôn trong bí mật, nên trong con mắt của người ngoài, hai người bọn họ chỉ là người xa lạ không có quan hệ. Kiều Minh Hảo siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế đáy lòng đang xung động của mình, vừa không quen biết Lục Phong Đàm như những người khác, hướng phía anh cung kính chào hỏi. Chào ông Lục. Lục Phong Đàm không thay đổi sắc mặt, nhưng đứng bất động, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như căn bản là không nghe thấy tiếng của Kiều Minh Hảo. Qua một hồi thật lâu, anh chớp chớp mắt, xoay người, vòng qua bên sải bước, hướng về cửa ra đại sảnh buổi tiệc rời đi. Từ đầu đến cuối, anh đều không liếc mắt nhìn Kiều Minh Hảo lấy một cái. Như thể người phụ nữ đứng trước mặt anh không phải là người vợ đã kết hôn cùng anh 5 tháng qua. Lục Phong Đàm tính tình cô lãnh, toát ra hơi thở người lạ chớ tới gần. Hơn nữa, trong làng giải trí, anh một tay che trời, khiến mọi người gặp anh khó tránh khỏi căng thẳng cẩn trọng. Hiện tại anh đã đi rồi, không khí buổi tiệc dần khôi phục lại sự huyên náo. Tất nhiên, cũng bởi vì sự xuất hiện của anh, nhiều người không kiềm chế được bàn tán xôn xao về anh. Lục Cẩn Niên thật đúng là huyền thoại của giới showbiz. Đâu chỉ là huyền thoại thôi, mà thực sự là một huyền thoại khó tin. Phải biết rằng từ lúc anh ta gia nhập đến nay, suốt 10 năm mà không có một scandal hay vụ bê bối tình ái nào. Hồi nữa anh ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghe nói lúc anh ta gia nhập giới showbiz, chỉ là một thanh niên nghèo, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không bối cảnh, chịu không ít uất ức, nhẫn nhịn gần 4 năm mới hết khổ. Và rồi từ đó ra khỏi tầm kiểm soát, liên tiếp trong 6 năm nay, 10 kiệt tác điện ảnh được bình chọn trên mạng. Trong đó có 6 bộ phim anh ta đảm nhiệm vai chính, 2 bộ là vai phụ. Hơn truyền kỳ một màn là 3 năm trước đây, truyền thông Hoàn Ảnh gặp phải nguy cơ muốn đóng cửa. Cậu ta đã dùng toàn bộ đồng lương dành dụm được trong mấy năm để thu mua lại truyền thông Hoàn Ảnh. Khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta đi tới kết cục phá sản, không đồng xu dính túi. Nào ai biết được, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, truyền thông Hoàn Ảnh thực sự trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước. Những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình, người nào mà không phải xuất thân từ truyền thông Hoàn Ảnh chứ? Nhưng tôi nghe nói rằng cậu ta có tính cách hơi quái gở, không tình yêu, cũng không giao thiệp với người khác, chỉ thích làm việc một mình. Bất quá trong giới showbiz, mấy năm nay không ai vượt qua được gương mặt anh Tuấn, năng lực xuất chúng, lẫn diễn kỹ hạng nhất của cậu ta.
Khó trách mọi người đều gọi cậu ấy là người chồng quốc dân. Chỉ là không biết người chồng quốc dân này cuối cùng sẽ lấy ai đây. Lại nói, cậu ta gia nhập từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã 28 rồi. Cho dù là không kết hôn, cũng nên có bạn gái chứ. Như thế nào một chút tin tức cũng không có. Đúng vậy, đừng nói bạn gái, mà ngay cả đối tượng ái muội cũng không thể chụp được. Anh nói xem, liệu cậu ấy có phải là không có hứng thú với phụ nữ không? Triệu Mạnh nghe những người xung quanh nghị luận, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kiều Minh Hảo trước mặt, đang cầm thìa khuấy cà phê, hỏi. Không phải anh ấy ở Rome quay phim còn chưa kết thúc sao? Thế nào lại đột nhiên quay về Bắc Kinh? Tuy rằng chuyện kết hôn của Kiều Minh Hảo và Lục Phong Đàm giữ bí mật với bên ngoài, nhưng thân là bạn tốt nhiều năm kiêm người đại diện của Kiều Minh Hảo, Triệu Mạnh. Cho nên từ anh ta trong lời của Triệu Mạnh tuy không nêu tên nhưng cô hiểu được là đang ám chỉ Lục Phong Đàm. Tay cầm thìa hơi dừng lại, sau đó cô ngẩng đầu lên và nhìn Triệu Mạnh, lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật. Không biết. Không biết. Triệu Mạnh vẻ mặt kỳ quái xem xét Kiều Minh Hảo. Cô Kiều Minh Hảo, cô rốt cuộc có phải là vợ không vậy? Anh ta từ Rome quay về Bắc Kinh, sao lại không thông báo cho cô? Minh Hảo tiếp tục lắc đầu. Không có. Triệu Mạnh đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi, Kiều Minh Hảo và Lục Phong Đàm chạm mặt nhau, mà Phong Đàm từ đầu tới đuôi đều không nhìn Minh Hảo lấy một cái. Lúc đó cô, Triệu Mạnh chỉ nghĩ là hai người chỉ diễn trò để che giấu việc kết hôn. Nhưng bây giờ cô lại thấy có vẻ không giống như cô nghĩ. Triệu Mạnh cau mày, mở miệng hỏi lần nữa. Cô và anh ta đã từng vụng trộm như thế nào? Bình thường khi không gặp nhau thì bao lâu mới liên lạc một lần? Kiều Minh Hảo rũ xuống rèm mắt, không nói gì. Cô và Lục Phong Đàm không có xảy ra cái gì gọi là vụng trộm. Từ khi kết hôn tới giờ đã được 5 tháng, số lần nói chuyện không vượt quá 3, mà lần bọn họ nói chuyện nhiều nhất là vào 3 tháng trước, khi cô ngà ngà say mà ôm ấp yêu anh một lần, mà một lần đó cũng là anh mắng cô. Nghĩ tới điều đó, Kiều Minh Hảo nhếch môi cười nhạt, bỏ qua câu đầu mà trả lời thẳng vấn đề thứ hai của Triệu Mạnh. Anh ấy và tôi đã 3 tháng không liên lạc rồi. 3 tháng? Triệu Mạnh mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Cô Kiều Minh Hảo, cô rốt cuộc là vợ anh ta hay anh ta đang nuôi vợ bé? Nói cô là vợ bé cũng là coi trọng cô lắm rồi. Vợ bé bổi kim chủ ngủ một giấc còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Mà cô thì sao? Thân là vợ anh ta, cô xem cô từ đầu tới chân, ăn với mặc, có cái nào giá trị vượt qua 5 con số đâu. Còn nữa, anh ta trong giới showbiz hô mưa gọi gió, muốn đưa cô lên thành ngôi sao sáng chói là việc dễ như trở bàn tay, nhưng lại khăng khăng chỉ cấp cho cô một vai phụ nhỏ trong Địa Lão Thiên Hoang. Kiều Minh Hảo không nói bất cứ điều gì, nhưng đáy lòng lại bởi vì lời nói quyết liệt của Triệu Mạnh mà khẽ run. Triệu Mạnh nói đúng, cô đích xác ngay cả vợ bé cũng không bằng. Tuy rằng cũng đều là bồi ngủ, nhưng vợ bé tốt xấu gì cũng có khả năng khiến kim chủ ưa thích. Mà cô bồi anh ngủ, ngược lại còn chọc anh phẫn nộ cùng chán ghét. Kiều Minh Hảo bưng lên cà phê, hung hăng nuốt một ngụm, áp chế đáy lòng quằn quại cay đắng. Ngữ điệu nhẹ nhàng như thể đang nói đến chuyện tình cảm của người khác. Cô cũng không phải không biết, tôi và anh ấy là bất đắc dĩ mới kết hôn, hai người không có tình cảm, không liên lạc cũng là bình thường. Triệu Mạnh và Kiều Minh Hảo quen nhau từ thời tiểu học, tuy rằng sở thích của hai người khác nhau một trời một vực, nhưng quan hệ luôn rất tốt, cho nên về một số chuyện cũ, Triệu Mạnh cũng biết. Cô nghe Kiều Minh Hảo nói những lời này, trầm mặc một lúc lâu, tầm mắt nhiều lần nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Kiều Minh Hảo thủy chung vẫn duy trì bình tĩnh. Rốt cuộc nhị không được thở dài một hơi, lên tiếng. Kiều Kiều, hồi trung học cơ sở, trong trường nữ sinh có thể nói chuyện với anh ta không nhiều. Có thể đếm trên đầu ngón tay mà cô nằm trong số đó. Hơn nữa lúc ấy, anh ta đối với cô cũng không tệ, còn nhiều lần đi chơi với cô. Sau khi lên đại học, như thế nào đột nhiên hai người các người ai cũng không liên lạc với đối phương. Cho dù là gặp mặt cũng xem như người xa lạ, như thể chưa bao giờ gặp trước đây. Thậm chí đôi khi, anh ta không nhịn được nói những câu khó nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Kiều Minh Hảo trở nên có chút hoảng. Cô nhìn chằm chằm tách cà phê trước mặt một hồi thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tôi không biết, mấy năm nay tôi còn muốn biết hơn cô. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Khi Lục Phong Đàm lần nữa đi từ Beijing Grand Hotel, trợ lý đã đỗ xe trước cửa chính chờ. Trợ lý thấy Lục Phong Đàm lập tức từ trên xe bước xuống, mở ra cửa sau xe. Lục Phong Đàm không nói tiếng nào, khom người lên xe. Lúc trợ lý đóng cửa xe, thuận thế ngẩng đầu,
liếc nhìn Lục Phong Đàm, phát hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông tỏa sáng, khóe môi căng chặt. Trợ lý bị vẻ mặt như thế của Lục Phong Đàm dọa sợ tới mức đáy lòng một trận chột dạ. Vội vã đóng cửa sau xe, ngồi trên chỗ điều khiển, phát động cơ, quay vô lăng lái xe rời đi. Trợ lý theo Phong Đàm rất nhiều năm. Lục Phong Đàm chỉ cần có một cử chỉ vẻ mặt nhỏ thôi, liền có thể đoán được tâm tình của anh. Khi anh càng khóe môi, 89 phần 10 là biểu hiện tâm tình không tốt. Chỉ là rõ ràng sau bữa tối, tâm tình anh vẫn bình thường không nóng không lạnh. Như thế nào một mình một người lên lầu một chuyến, trở ra liền biến thành như vậy? Trợ lý đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có can đảm đi hỏi Lục Phong Đàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khi xe ra đến đường chính mới mở miệng xử lý việc công. Ông Lục, bây giờ chúng ta ra thẳng sân bay chưa ạ? Lục Phong Đàm không lên tiếng, bên trong xe càng trở nên tĩnh lặng. Lục Phong Đàm tính tình vốn là thiên lãnh, làm cho người ta một loại cảm giác rất khó tiếp cận. Nhưng lúc này, hơi thở lạnh băng, xen lẫn cỗ cảm giác áp bách từ trên người anh tỏa ra lan tràn, khiến không khí bên trong xe bị đè ép mà lạnh lẽo. Trợ lý nhìn thẳng mặt đường, không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ chuyên chú lái xe. Nhưng đánh lòng cậu, càng ngày càng căng thẳng. Khi xe từ đường vành đai 2 chạy đến vành đai 3, đường cao tốc của Bắc Kinh có 7 đường vành đai, tiết trời đang êm đẹp, đột ngột chuyển mưa. Để làm dịu lại sự căng thẳng của bản thân, trợ lý lần nữa lên tiếng. Trời mưa rồi. Lời nói vừa dứt, mưa càng nặng hạt hơn, bên trong thủy chung không tiếng của Lục Phong Đàm, chỉ có âm thanh mưa rơi lạch tạch đập vào mạng xe. Trợ lý liên tục hai lần nói chuyện, đều không nhận được trả lời, lần này hoàn toàn hết hy vọng, liền im bặt. Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn không tốt, tốc độ xe cũng chậm lại. Và lúc xe chuẩn bị quẹo vào hướng ra sân bay, Lục Phong Đàm luôn trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng. Dừng xe. Lục Phong Đàm thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để trợ lý có thể hoàn toàn nghe thấy. Liền lập tức thắng cả hai phanh lại. Trợ lý quay đầu, nhìn về phía Lục Phong Đàm. Ông Lục, làm sao vậy? Lục Phong Đàm rất lâu đã không lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe. Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh đang vội vội vàng vàng chạy dưới cơn mưa như chút. Cuối cùng cũng núp được dưới mái hiên một tòa nhà bên lề đường. Hai em trú được khoảng 2 phút. Một chiếc taxi đến mở cửa, hai người liền chui vào trong xe rời đi. Nhưng tầm mắt Lục Phong Đàm lại vẫn như cũ dừng lại ở nơi mái hiên mà hai em học sinh ấy vừa tránh mưa. Trợ lý cũng không hiểu được Lục Phong Đàm đang nhìn cái gì. Thấy anh hô dừng xe, chậm chạp không có gì phân phó, nhịn không được lại ra tiếng. Ông Lục. Lục Phong Đàm vẫn không nói chuyện, dường như đang thất thần, sự việc nhiều năm về trước bỗng nhiên ùa về trong đầu anh. Hôm đó cũng là một ngày mưa to như vậy, anh và Kiều Minh Hào cùng chạy vào một ngôi nhà cũ nát tránh mưa. Đó là nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên. Hai người ai cũng không lên tiếng, cứ thế im lặng nhìn nhau. Sau đó thấy đồng phục trên người đối phương mới biết là cả hai học cùng trường. Ông Lục. Không biết qua bao lâu, bên trong xe lại vang lên tiếng của trợ lý. Lục Phong Đàm mi tâm hơi giật giật, nhàn nhạt quay đầu, đáy mắt tối đen thâm thúy, bình thản không có bất kỳ sắc thái và cảm xúc nào. Ông Lục, chờ đến 2 tiếng nữa là tới giờ máy bay cất cánh, chúng ta cần phải đi làm thủ tục. Trợ lý còn chưa nói hết. Lục Phong Đàm đã nhẹ giọng đánh gãy lời cậu, cậu xuống xe ở trạm taxi gần nhất đi. Trợ lý kinh ngạc vừa định tiếp tục nói, Lục Phong Đàm giọng điệu không thăng trầm mở miệng. Hôm nay không đi Rome, cậu hãy đổi vé máy bay thành sáng mai. Đợi cho trợ lý xuống xe, Lục Phong Đàm ngồi ở ghế lái, tay đặt trên vô lăng, ngón tay gõ lên một nhịp như đã quyết định điều gì. Phiền não vặn chìa khóa, thuần thục lái xe, ngoặt một vòng tại giao lộ phía trước hướng vào thành phố. Tiệc mừng công phim Địa Lão Thiên Hoàng kết thúc, Triệu Minh lái xe đưa Kiều Minh Hảo quay về Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên là khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh, ba mặt núi vây quanh, tấc đất tấc vàng. Mà phòng cưới của Lục Phong Đàm và Kiều Minh Hảo nằm ở khu biệt thự Cẩm Tú Viên. Triệu Manh vững vàng đỗ xe trước cổng biệt thự Lục Phong Đàm và Kiều Minh Hảo sinh sống. Lúc này mưa đã tạnh, con đường được cọ rửa đặc biệt sạch sẽ. Đèn đường mờ nhạt vẩy lên những giọt nước trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Kiều Minh Hảo chào tạm biệt Triệu Manh, chờ sau khi Triệu Manh đem xe quay đầu rời đi, mới từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cổng biệt thự. Trời vừa đổ cơn mưa, vốn trong sân hoa nửa ngập tràn, rồi trên sân lác đác vài cánh hoa rơi. Những hạt mưa đọng lại trên những đóa hoa còn trụ vững, nhẹ nhàng từng giọt tí tách trôi. Lối vào biệt thự tuy không xa,
Nhưng Kiều Minh Hào lại từng bước chậm rãi. Lục Phong Đàm từ Rome trở về Bắc Kinh, không biết tối nay có quay lại Cẩm Tú Viên hay không, hoặc là bây giờ anh đã ở Cẩm Tú Viên rồi. Chuyện xảy ra 3 tháng trước kia, Kiều Minh Hào thực sự không biết nên đối mặt với Lục Phong Đàm như thế nào. Vừa nghĩ tới cô có thể sẽ chạm mặt Lục Phong Đàm, toàn thân Kiều Minh Hào liền vô thức trở nên căng thẳng luống cuống lên. Minh Hào đứng trước cửa ra vào ngôi biệt thự, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mới cầm chìa khóa mở cửa. Trong biệt thự không có gì ngoài người giúp việc cứ mỗi ngày 2 lần đến quét tước vệ sinh ở bên ngoài. Cũng không có người hầu ở lâu dài, cho nên cực kỳ yên tĩnh. Kiều Minh Hào đứng ở lối vào phòng khách, hướng mắt xung quanh, thấy không có một bóng người, mới thay giày, từ từ đi lên lầu. Nhìn đến trên lầu cũng trống rỗng, Kiều Minh Hào lúc này mới âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh không có ở Cẩm Tú Viên, chỉ là không biết liệu đêm nay anh có tới. Ngoài 3 tháng anh và cô không gặp mặt, 2 tháng đầu khi anh và cô kết hôn, anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới ở lại Cẩm Tú Viên một lần. Tuy rằng mỗi lần tới thời gian không cố định, nhưng cũng sẽ không muộn quá nửa đêm. Lúc này là 11 giờ khuya, nói cách khác, đợi thêm 1 tiếng nữa, nếu như anh vẫn chưa đến, thì có nghĩa là đêm nay anh sẽ không tới. Trong suốt khoảng thời gian này, Kiều Minh Hảo luôn thấp thỏm không yên. Thời gian chậm rãi trôi, kim đồng hồ trên vách tường phòng ngủ chỉ 1 giờ. Kiều Minh Hảo thân thể căng thẳng suốt một đêm, rốt cuộc cũng được thả lỏng, cả người vô lực nằm trên ghế sofa. Đã 1 giờ sáng rồi, đêm nay anh chắc chắn sẽ không xuất hiện. Kiều Minh Hảo đợi cho tâm tình hoàn toàn bình lặng xuống, mới từ trên sofa đứng lên, cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Kiều Minh Hảo vặn nước vào bồn tắm trước, mới đứng trước bồn rửa mặt tháo trang sức. Sau khi tẩy trang xong xuôi, cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị bôi kem. Nhưng xuyên qua âm thanh nước chảy róc rách lại truyền đến một đạo tiếng bước chân. Kiều Minh Hảo động tác trong nháy mắt cứng đờ, nắm chặt bàn chải đánh răng trong tay. Cô bất động trước bồn rửa mặt một hồi, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra. Kết quả liền thấy Lục Phong Đàm đứng trước ghế sofa trong phòng ngủ. Kiều Minh Hảo lo lắng đề phòng, hơn nửa đêm Lục Phong Đàm có thể hay không trở về. Thẳng đến khi thấy sắc trời quá muộn, nghĩ rằng anh sẽ không tới, thì tâm tình mới buông lỏng xuống. Lúc này cô không hề chuẩn bị tâm lý gặp Lục Phong Đàm. Kiều Minh Hảo đáy lòng rùng mình, sự sợ hãi và căng thẳng này không thua gì khi toàn bộ trái tim cô bị chôn vùi. Lục Phong Đàm như là nghe thấy tiếng đẩy cửa, hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Kiều Minh Hảo ôn hòa nhưng không có chút cảm xúc nào quét qua. Kiều Minh Hảo bị ánh mắt của Lục Phong Đàm làm cho toàn thân run lên, theo bản năng thu lại tầm mắt, nhìn Lục Phong Đàm rất nhanh cúi đầu. Mặc dù cô biết cô mở miệng nói chuyện với anh thì anh 89 phần đều bàng quan, bỏ mặc. Nhưng xét lại vẫn là chần chừ một chút, ôn thanh ôn khí mở miệng hỏi một câu. Anh đã trở lại. Cô đưa đỉnh đầu về phía anh, thậm chí không bận tâm nhìn anh một cái. Lục Phong Đàm nhếch khóe môi lên thật chặt, ánh mắt hở hững rời khỏi trên người Kiều Minh Hảo. Căn bản không có quan tâm Kiều Minh Hảo gì, chỉ là điềm nhiên như không giơ tay lên, cởi từng chiếc cúc áo tây trang của mình. Kiều Minh Hảo sớm đã quen bị Lục Phong Đàm lơ đi lời nói của mình. Nhưng lúc này đây, không biết có phải vì chuyện 3 tháng trước hay không, Kiều Minh Hảo lại mẫn cảm nhận ra từ thời khắc sống chung, người đàn ông này có tấm kén lạnh lẽo băng giá, càng khiến cô khẩn trương cùng sợ hãi và muốn chạy trốn. Cô nắm chặt bàn chải đánh răng, rốt cuộc cũng không chịu nổi, đành tìm đại cho mình cái cớ tạm thời né tránh. Cái kia, bồn tắm có thể đã đầy rồi, tôi đi tắm trước. Lục Phong Đàm vẫn như cũ, một chút phản ứng ý tứ Kiều Minh Hảo đều không có. Chỉ là 2-3 lần kéo áo khoác tây trang, tiện tay ném vào một bên trên sofa, trực tiếp cất bước, hướng về phía cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Lục Phong Đàm rời đi một hồi lâu, Kiều Minh Hảo mới hồi phục lại tinh thần. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một lần nữa xoay người đi vào phòng tắm. Nếu có thể, Kiều Minh Hảo thật muốn ở trong phòng tắm trốn cho đến khi Lục Phong Đàm rời khỏi Cẩm Tú Viên. Nhưng là, mặc kệ cô cố gắng chậm chạp như thế nào, thì vẫn phải chui ra khỏi phòng tắm. Kiều Minh Hảo vừa mở cửa phòng tắm, liền thấy Lục Phong Đàm từ căn phòng cách vách tắm rửa xong quay lại. Anh mặc áo ngủ, ngồi ở giường, nơi vị trí anh thường hay nằm, hai tay khoanh sau đầu, nhắm mắt lại ngủ. Kiều Minh Hảo ngay cả vẻ mặt Lục Phong Đàm đều không thấy rõ, liền vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt của mình, rũ mi mắt tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Tấm gương nơi bàn trang điểm đối diện với chiếc giường lớn của hai người, vì thế mỗi lần soi gương,
Kiều Minh Hảo đều lén quan sát Lục Phong Đàm xuyên qua tấm gương kỳ diệu này. Ban đầu, Kiều Minh Hảo chỉ dám vội vã, liếc mắt nhìn người đàn ông, cứ lén la lén lút như thế, cho đến khi cô phát giác anh luôn nhắm mắt như thể thực sự đang ngủ. Lúc này, Kiều Minh Hảo mới dám đụng đến đống mỹ phẩm làm công việc dưỡng da, vừa tranh thủ lặng lẽ nhìn anh qua gương. Khuôn mặt đó của anh, Kiều Minh Hảo có nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung ra đầy đủ từng đường nét. Thế nhưng, từ 13 năm trước, khi lần đầu tiên cô gặp anh, đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn vào gương mặt đó, cứ mỗi một lần cô đều có một loại cảm xúc kinh diễm. Không biết có phải là do anh nhắm mắt lại, ít đi sự thờ ơ lạnh nhạt nơi đáy mắt, trên người anh có dòng khí lạnh cũng tiêu tán đi rất nhiều, khiến cho đường nét trên khuôn mặt anh cũng nhu hòa đi rất nhiều. Kiều Minh Hảo nhìn có chút xuất thần mê mẩn, thế cho nên cô cứ để y nguyên sữa dưỡng thể trên mặt mà quên mất phân tán ra. Mặc dù đây chỉ là cô đơn phương thầm thương trộm nhớ, nhưng có thể an tĩnh như vậy mà nhìn, đáy lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh ra một loại ấm áp và hạnh phúc không thể diễn tả. Nếu lúc anh mở mắt thức giấc, cô tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh như vậy. Vì nếu cô không cẩn thận, luôn nhìn anh thất thần, thì với ánh mắt sâu sắc của anh, bí mật ẩn giấu sâu dưới đáy lòng cô sẽ bị phanh phui mất. Kiều Minh Hảo mặt mày đều trở nên dịu dàng ôn nhu, cô không kìm lòng được nâng tay lên, nhẹ nhàng mà chạm vào ảnh phản chiếu Lục Phong Đàm trong gương, rồi không thể cưỡng lại, ngón tay di chuyển theo đường nét miêu tả hình dáng anh. Sau đó vuốt ve lên gương mặt anh này, cánh mũi đang phập phồng này và dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của anh. Thậm chí cô ngay lập tức hiện ra đêm hôm đó 3 tháng trước, chính cô đã chủ động hôn lên đôi môi này. Cho dù đã qua 3 tháng, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cánh môi anh mềm mại ấm áp. Nhịp tim không nhịn được, đập dồn dập, càng lúc càng nhanh, ngón tay cô vẫn mân mê đôi môi anh phản chiếu trong gương. Ngay tại thời điểm Kiều Minh Hảo sắp hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tình yêu vụng trộm của mình, thì đột nhiên di động vang lên âm thanh tin nhắn nhắc nhở. Sau đó, Lục Phong Đàm đang nằm trên giường như là bị làm ồn đến nơi, hơi cau mày. Kiều Minh Hảo nhất thời bị kinh hãi, theo phản xạ có điều kiện rút nhanh tay về, vội vàng quýnh lên, cầm miếng bông lau đi đống kem dưỡng bị bôi bôi chét chét lung tung trên mặt. Có thể là bởi vì hành động nhìn lén Lục Phong Đàm suýt nữa bị bắt tại trận, Kiều Minh Hảo không dám xuyên qua gương liếc mắt đến bên giường nơi Lục Phong Đàm nằm nữa, chỉ là thân thể cứng đơ, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt mình bôi bôi chét chét. Kiều Minh Hảo đáy lòng cho rằng dù hiện tại Lục Phong Đàm đã tỉnh lại, nhưng với tính toán nhỏ nhặt của mình, chỉ cần cô từ từ trang điểm thì anh sẽ lại ngủ tiếp thôi. Thành ra cô cố gắng đem hết sức lực từ lúc sinh ra tới nay, đem từng động tác làm một cách chậm rãi từ tốn nhất. Đừng nói rùa mà ngay cả ốc sên cũng phải chào thua. Kiều Minh Hảo dưỡng da xong, nương theo động tác đứng lên, xuyên qua gương trộm nhìn Lục Phong Đàm một cái. Phát hiện anh nằm trên giường, cầm trong tay điện thoại di động chẳng biết nhìn cái gì. Kiều Minh Hảo vừa nhìn thấy Lục Phong Đàm tỉnh lại, cả người càng lo lắng hơn. Cô động thái lặng lẽ đi đến một bên, đầu tiên tắt đèn trong phòng ngủ, sau đó mới lê chậm chậm tới bên giường. Ngay lúc cô đang chuẩn bị xốc lên, định nằm xuống, bất chợt như là suy nghĩ cái gì, xoay người đi tới phòng thay quần áo, từ bên trong bế ra một chú gấu bông to bằng người. Khi Kiều Minh Hảo ôm con gấu một lần nữa đi tới bên giường, Lục Phong Đàm dửng dưng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Kiều Minh Hảo, ánh mắt lộ ra có chút lãnh. Kiều Minh Hảo sợ đến kinh hồn táng đảm, không dám thở một hơi, chỉ ôm con gấu vội vàng nằm xuống. Sau đó đem con gấu đặt ở giữa cô và Lục Phong Đàm, hoàn toàn ngăn cách hai người. Kiều Minh Hảo lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là thân thể lại nằm ngay ngắn, không dám cử động. Con gấu bông này là sau khi anh và cô kết hôn, hai người nằm chung một giường hai lần rồi quyết định mua. Bởi vì yêu anh, cứ mỗi khi cô gần sát Lục Phong Đàm thì tim đập dồn dập và hồi hộp vô cớ. Cho nên ban đầu khi cô nằm trên giường, tư thế rất ư quy tắc, không dám di chuyển. Thế nhưng đợi cho đến khi cô ngủ thiếp đi, tinh thần sẽ khó tránh khỏi thư giãn. Tư thế ngủ cũng sẽ trở nên tùy ý. Do cô không ý thức được mình đang ở dưới tình huống nào, có khả năng cô đụng trúng anh. Và đêm đầu tiên anh chỉ dùng lực đẩy cô ra. Nhưng khi đêm thứ hai, anh trực tiếp xách cô lên từ trên giường xuống dưới đất, sau đó đứng dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Khi đó, cô chỉ biết là anh không thích cô đụng chạm vào anh, thậm chí là buổi tối ngủ cũng không cho phép vô ý đụng chạm. Vì để tránh cho về sau phát sinh tình huống tương tự,
Ngày thứ hai, cô đã cố ý mua một chú gấu bông cao to một thước tám. Sau đó cứ mỗi lần cùng anh ngủ chung một giường, liền đem bé bự đặt ở giữa hai người. Thứ nhất có thể phòng ngừa chính mình buổi tối lại đụng đến anh, mà vừa có thể che chắn người của anh. Cứ mỗi lần thế, cô cũng sẽ không ngủ trước, bởi vì có anh sát bên, cô hồi hộp hơn nửa đêm mới có thể ngủ. Bên trong phòng chỉ là ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, tầm nhìn được tốt lắm, làm cho thính giác con người trở nên nhạy bén khác thường. Kiều Minh Hào nằm một bên gấu, nhắm mắt lại, nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Trên người anh có một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng, chậm rãi bay vào mũi cô, khiến đáy lòng cô trở nên xao động. Quanh quẩn bên tai cô là tiếng bíp bíp nho nhỏ Lục Phong Đàm thỉnh thoảng gõ màn hình di động. Không biết qua bao lâu, Lục Phong Đàm khóa màn hình di động, toàn bộ phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến nỗi, Kiều Minh Hảo có thể nghe thấy được hơi thở của Lục Phong Đàm. Minh Hảo nằm xuống quá nhanh nên tư thế có chút không thoải mái. Cô không dám cử động mạnh nhưng cẩn thận mà thay đổi tư thế nằm một chút. Thế nhưng cho dù thế, vẫn gây động tĩnh đến Lục Phong Đàm bên kia bé bự. Anh lập tức mạnh mẽ xoay người, động tác có chút mạnh. Kiều Minh Hảo sợ đến mức hoàn toàn không dám cử động. Có vẻ tâm tình Lục Phong Đàm không được tốt lắm, chắc là có chuyện phiền não. Toàn bộ sự chú ý của Kiều Minh Hảo đều đặt lên người Lục Phong Đàm nên cô cũng không ngủ được. Đột nhiên, Lục Phong Đàm xốc chăn đứng lên, động tác có chút mãnh liệt. Kiều Minh Hảo sợ tới nỗi, muốn run cũng chẳng dám. Kiều Minh Hảo không dám mở mắt, nhìn Lục Phong Đàm. Cô chỉ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Phong Đàm. Sau đó là tiếng bật lửa vang lên, theo sau là thoang thoảng mùi thuốc lá lan ra khắp phòng. Kiều Minh Hảo luôn nghĩ rằng Lục Phong Đàm không hút thuốc, bởi đây là lần đầu tiên từ lúc kết hôn tới nay anh hút thuốc trước mặt cô. Đáy lòng Kiều Minh Hảo có chút nghi hoặc. Lục Phong Đàm rốt cuộc là từ khi nào thì học được và bắt đầu hút thuốc? Phong Đàm hút hai ngụm rồi nhìn lướt qua giường nơi Kiều Minh Hảo đang nằm và con gấu bên cạnh còn lớn hơn cả cô. Sau đó liền hờ hững quay đầu đi tới ban công, mở cửa sổ ra. Sau khi hút xong, đợi cho mùi thuốc lá trong phòng tàn dần đi, Lục Phong Đàm mới đóng cửa sổ, quay về giường ngủ. Lần này, Phong Đàm nằm xuống, liền không động đậy. Không có Phong Đàm hết lần này tới lần khác gây ảnh hưởng, tuy rằng Kiều Minh Hảo trong lòng lo lắng, nhưng vì có bé bự ngăn cách ở giữa, hơn nữa cô thực sự cũng có chút mệt, cả người dần dần buông lỏng cảnh giác, sau đó chậm rãi tiến vào giấc mộng. Kiều Minh Hảo cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, đột nhiên cổ tay của cô bị người khác hung hăng nắm lấy. Trong nháy mắt, cơn đau buốt truyền khắp toàn thân cô. Kiều Minh Hảo đang mơ ngủ khẽ nhíu mi, từ từ mở mắt. Sau đó liền nhìn thấy Lục Phong Đàm ngồi phía bên kia con gấu với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cô. Anh dùng âm điệu không chút ấm áp nói chuyện về cô. Lại muốn thử dịp lúc tôi ngủ mà quyến rũ tôi. Kiều Minh Hảo chợt tỉnh ngủ, nghi hoặc chừng mắt nhìn. Sau đó cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào mà bàn tay cô lại xuyên qua bé bự, đưa tới bên cạnh Lục Phong Đàm. Kiều Minh Hảo theo bản năng muốn rụt tay về, lại bị Lục Phong Đàm càng dùng sức giữ lấy, giọng điệu rõ ràng mang theo ý giễu cợt. Như thế nào, vừa diễn xong bộ phim thứ nhất, hiện tại không thể chờ đợi, lại muốn dùng thân đổi lấy bộ phim thứ hai sao? Kiều Minh Hảo bị Lục Phong Đàm châm chọc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chớ trêu thay, chuyện đêm hôm ấy hình thành định kiến trong anh. Cho dù cô giải thích, anh cũng sẽ không tin. Cô áp chế đáy lòng bi thương, nhẹ giọng nói. Tôi không có ý đó. Không có. Lục Phong Đàm trào phúng cười nhạo một tiếng. Mặt anh lúc đó lạnh như băng, lời nói sắc bén không chút lưu tình. Thật không nghĩ tới, cô Kiều không chỉ có dậu đổ bìm leo, mà ngay cả kỹ năng khẩu thị tâm phi đều là số một. Trước đây không biết là ai, thừa dịp tôi uống say, liền bò lên giường tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, một đêm kia đều là cô chủ động. Hơn nữa, miệng còn luôn cầu xin tôi, muốn tôi ngủ cùng cô. Lời nói của Lục Phong Đàm như dao găm, từng nhát, cứa vào tim gan, khiến lòng Kiều Minh Hảo rỉ máu đỏ tươi đến chói mắt. Đêm đó đúng là cô đã cầu anh, bất quá lúc đó là vì cô uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, cô tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, cho nên mới thì thầm vào tai anh nói, hãy để em làm người phụ nữ của anh. Kiều Minh Hảo thực sự không nghĩ tới, Lục Phong Đàm lấy chuyện tình đêm đó mang ra chế nhạo cô. Ngay lập tức, sắc mặt của cô trở nên đỏ ửng vì nhục nhã hổ thẹn và cũng thật thảm hại. Cô lấy tay nhéo chính mình, muốn dùng đau đớn này để át đi nỗi đau mà lời nói Lục Phong Đàm gây ra. Mới giọng điệu bình tĩnh, hướng Lục Phong Đàm tiếp tục mở miệng giải thích.
Tôi thật không có ý muốn quyến rũ anh. Tôi chỉ là đang ngủ, không biết sao tay lại đụng trúng anh. Tốt nhất là như cô nói. Tuy nhiên, nói cho cô biết, mặc dù trò chơi là do cô bắt đầu, nhưng chơi tiếp như thế nào là do tôi quyết định. Cô dùng thân thể thực sự có thể chiếm được chỗ tốt ở chỗ tôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là không phải cô muốn chỗ tốt liền có thể đạt được. Cũng phải nhìn xem tôi có hứng thú muốn ngủ với cô hay không. Lục Phong Đàm dừng một chút, giọng điệu mang theo cao ngạo lạnh lẽo, tiếp tục bạc bẽo nói. Nếu tôi không có hứng thú, cho dù cô có cố gắng sống chết cầu xin tôi như lần trước, tôi cũng chẳng thèm chạm vào một ngón tay cô. Nghe những lời Lục Phong Đàm vừa nói, huyết sắc trên mặt Kiều Minh Hào từng chút biến mất gần như không còn một giọt. Khi Lục Phong Đàm nói những lời này, cô vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, từ đầu đến cuối không có can đảm ngẩng đầu nhìn nét mặt anh. Lục Phong Đàm nói xong những lời này, liền lạnh nhạt hất cổ tay cô ra, xoay người xuống giường, đi vào thẳng phòng thay quần áo. Thời điểm Lục Phong Đàm ăn mặc chỉnh ra khỏi phòng thay đồ, Kiều Minh Hảo vẫn duy trì tư thế từ lúc trước khi anh rời giường. Bóng dáng cô mỏng manh, hơn nữa còn cúi đầu, giống như học sinh tiểu học vì làm sai mà bị người lớn khiển trách. Trong ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, trông có vẻ cực kỳ vô tội. Lục Phong Đàm đứng ở cửa phòng thay đồ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Kiều Minh Hảo một lát, sau đó ánh mắt trầm xuống, liền xoay người, mở cửa phòng ngủ rời đi. Thật lâu sau, khi Lục Phong Đàm rời đi, Kiều Minh Hảo mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nửa giường lớn nơi Lục Phong Đàm vừa mới nằm trong chốc lát, sau đó đặt đáy bự qua một bên, chúi mặt vào nơi mà Lục Phong Đàm vừa nắm ấy, bên trên còn vương lại chút hơi thở ấm áp của anh. Kiều Minh Hảo tham lam hít hơi ấm còn lưu lại trên chăn của anh, sau đó mặt cọ cọ mặt vào chăn nơi mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, đáy lòng bắt đầu dâng lên một chút chua xót. Ngay cả khi anh nói với cô những lời tàn nhẫn độc ác như vậy, nhưng cô lại không có khí khái mà vẫn yêu anh. Ở buổi tiệc mừng công phim Địa Lão Thiên Hoàng tối qua, Triệu Mạnh nói không sai, lúc trước kia giữa cô và anh không phải như thế này. Những năm anh ở trường học, có quan hệ tốt với nam sinh là điều bình thường. Nhưng đối với nữ sinh, nếu có thể tránh liền tránh đi, mà cô quả thật là khác với những nữ sinh khác vì có thể nói chuyện cùng anh. Đương nhiên, cô có thể cùng anh nói chuyện, không phải bởi vì anh đối với cô có chút để ý, mà là vì Hứa Gia Mộc. Hứa Gia cùng Kiều Gia có thâm giao, cho nên cô và Hứa Gia Mộc từ nhỏ cũng đã cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Mà Lục Phong Đàm là anh cùng cha khác mẹ với Hứa Gia Mộc. Nói cách khác, Lục Phong Đàm cũng là người của Hứa Gia, nhưng anh chỉ là con riêng. Lục Phong Đàm cùng Hứa Gia Mộc, hai người không vì bậc cha chú mà xuất hiện vấn đề gì ngăn cách, ngược lại cảm tình của bọn họ đặc biệt tốt. Kiều Minh Hảo chính là thông qua Hứa Gia Mộc mà quen biết, có thể cùng Lục Phong Đàm nói chuyện nhiều hơn so với các nữ sinh khác. Nhưng là cũng chỉ là nói xã giao mà thôi. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là xin chào, hai, tạm biệt, toàn những câu nói khách sáo không quan trọng. Thời điểm còn trẻ không có nhiều cố kỵ như bây giờ, tim rung động liền sẽ chủ động tấn công. Khi đó cô tuy rằng không táo bạo giống các nữ sinh khác dám thổ lộ với anh, viết thư tình cho anh, ở lễ tình nhân trao tặng anh chocolate. Nhưng cô luôn yên lặng mà quan sát từng động thái của anh. Ngẫu nhiên ở trường học, sân thể dục hay bất ngờ gặp anh trên đường về nhà. Sau đó cố gắng kiềm chế sự kích động đặc thù của thiếu nữ, ra vẻ trùng hợp rồi chờ anh lên tiếng gọi. Anh có đôi khi đáp lại cô, có đôi khi chỉ gật đầu. Cho dù khô khan không một đoạn đối thoại thú vị như thế, cô vẫn hạnh phúc mà nhảy nhót thật lâu. Cô không phải chưa từng ảo tưởng được ở cùng anh, nhưng lại không có dũng khí mà thổ lộ. Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy ôn hòa, duy trì khoảng cách không xa không gần. Nhưng cô thích từng ngày khắc sâu, đến cuối cùng liền biến thành yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Sau này lên đại học, cô cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thái độ Lục Phong Đàm đối với cô trở nên lạnh nhạt và cực kỳ chán ghét. Ban đầu cô chỉ nghĩ mình quá nhạy cảm, bởi vì cô yêu anh nên mới xuất hiện ảo tưởng. Nhưng mãi đến sau này, cô trong lúc vô tình từ trong miệng Hứa Gia Mộc nghe được anh nói đã có người thương. Sau đó một lần, ngẫu nhiên lúc ăn cơm gặp anh, cô nhịn không được liền hỏi, người trong lòng anh là ai? Tuy vào thời điểm đó, Lục Phong Đàm đã nhiều lần có thái độ không kiên nhẫn đối với cô. Thế nhưng một lần kia, cũng là anh một lần đã không giữ được kiên nhẫn với cô. Thậm chí sau một thời gian dài, cô vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy, anh dùng vẻ mặt rất lạnh nhạt và lạnh lẽo mà nói với cô.
Bất kể người tôi thích là ai, thì đó cũng không phải là cô. Vào lúc đó, cô mới hoàn toàn hiểu được Lục Phong Đàm thực sự rất chán ghét cô. Tuy rằng cô không rõ lắm, anh rốt cuộc bởi vì sao mà chán ghét và ghê tởm cô. Nhưng từ thời điểm đó, cô cũng thức thời bắt đầu xa cách anh. Giống như lời Triệu Manh nói, anh và cô từ khi đó cơ hồ đã bắt đầu ít liên lạc, cho dù là ngẫu nhiên gặp mặt, cũng như những người xa lạ mà không biết nhau. Không trao đổi, coi như bất đắc dĩ phải nói chuyện thì trong lời nói của anh luôn là những câu khó nghe và khiến người khác tổn thương. Vì quá yêu cho nên mới để tâm đến những lời anh nói. Vì quá yêu cho nên luôn dễ dàng bị cưa nát tim gan, nơi yếu hại nhất của cô. Dần dà lâu ngày, cô sinh ra sợ phải đối mặt với anh, sợ giao lưu với anh, không vì lý do nào khác, chỉ vì sợ anh vừa mở miệng, lời nói ra liền khiến cho cô rớm đầy máu và thống khổ. Kỳ thật, cô vẫn luôn nghĩ rằng cô và anh sẽ không có khả năng cùng xuất hiện. Hai người liền như vậy, mỗi người một ngả. Cho đến một ngày, ông trời trêu ngươi, cô và anh gắng gượng trở thành vợ chồng. Trời biết, khi cô biết cô và anh trở thành vợ chồng, cô hạnh phúc và vui mừng như thế nào? Cô biết anh chán ghét cô, cho nên trong đêm tân hôn, cô liền thức thời nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, lại càng sẽ không để bất luận ai biết quan hệ giữa anh và cô. Cô chính là quá yêu anh, cho nên đêm đó mới theo cơn say mơ mơ màng màng, hồ đồ chủ động quyến rũ anh. Cô nghĩ rằng anh thực sự chán ghét cô tới cực điểm, mới có thể sau khi ngủ với cô liền phẫn nộ như vậy. Kỳ thật, cô thật không muốn anh nghĩ rằng cô vì vai diễn của bộ phim này mới nhảy vào trong ngực anh. Nhưng cô không có cách nào khác, cô chỉ có thể vờ như mình là một cô gái ham hư vinh, giống những cô gái khác vì danh lợi mà không tiếc rẻ việc bán thân để ngụy biện cho lần ôm ấp kia. Bởi vì anh đã từng nói, bất kể người anh thích là ai, thì đó không phải là cô. Nghĩ đến đây, khóe mắt Kiều Minh Hảo có chút ướt. Lục Phong Đàm rời đi, Kiều Minh Hảo mãi cho đến rạng sáng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp, cô vẫn chưa gặp lại Lục Phong Đàm, thậm chí ngay cả một chút tin tức của anh cũng đều không có. Qua khoảng một tuần, Kiều Minh Hảo nhìn thấy tin tức mới nhất trong làng giải trí về việc Lục Phong Đàm đang quay phim điện ảnh. Sau đó cô mới biết rõ tình hình anh quay phim ở Rome. Những ngày ảm đạm tiếp theo cứ trôi đi, mới nháy mắt đã qua nửa tháng, đã đến cuối tháng 4. Kiều Minh Hảo vào làng giải trí đã hơn nửa năm, không có tiếng cũng chẳng có miếng. Dù cho cô dựa vào Lục Phong Đàm mà có được vai diễn trong Địa Lão Thiên Hoang, nhưng là hiện tại bộ phim đang ở hậu kỳ chế tác, vẫn chưa công chiếu. Hơn nữa, ngay cả khi tung ra quảng cáo, nhưng cũng chỉ là dành cho những diễn viên nổi tiếng trong phim. Đó là lý do mà Kiều Minh Hảo vẫn như cũ không được ai biết đến, không có ai tìm đến cô để thử vai diễn. Cũng không có quảng cáo nào mời cô làm đại diện, dẫn đến cô mỗi ngày đều có thời gian nhàn rỗi. Nhưng Triệu Manh vẫn luôn là một người đại diện có trách nhiệm, không ngừng giúp cô tìm không ít cơ hội thử vai của các bộ phim mới. Trong làng giải trí từ trước đến nay luôn thâm sâu, có nhiều khi không phải bạn xinh đẹp, diễn kỹ tốt nên có thể nhận được vai diễn. Vì thế trong hơn nửa tháng nay, Kiều Minh Hảo đã 8 lần dưới ống kính, mỗi lần đều kết thúc trong thất bại. Mà hôm nay là lần thứ 9 Kiều Minh Hảo thử vai, kết cục giống như 8 lần trước, vẫn là không được diễn. Kiều Kiều, gần một tháng rồi, đừng nói vai kha khá, ngay cả một vai đầy tớ chỉ lộ cái mặt, cũng không quay thử thành công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chết đói mất. So sánh với Triệu Manh nóng nảy hấp tấp, Kiều Minh Hảo ngược lại có vẻ vô cùng bình thản. Cô ngồi ở ghế lái phụ, một bên tùy ý xem lướt qua điện thoại, một bên ngữ điệu bình ổn trước. Trước kia không phải chúng ta cũng thế này sao? Kiều Minh Hảo nói tới đây, vừa vặn thấy trên Sina Weibo đứng đầu mục tìm kiếm là tên Lục Phong Đàm. Lời đang nói tức khắc đứt đoạn, một lát sau mới làm như không có chuyện gì, tiếp tục nói. Hơn nữa, nếu như tôi chết đói, tôi cũng sẽ không để cậu cùng chết đói đâu. Tôi đương nhiên biết cậu sẽ không bỏ đói tôi, cho dù nửa năm qua không nhận được vai diễn, nhưng mỗi tháng đều cấp cho tôi tiền lương. Thế nhưng Kiều Kiều, cha mẹ cậu có để lại cho cậu nhiều tài sản như thế nào, cũng không chịu nổi cậu tiêu phí như thế. Triệu Manh vừa nói, một bên nhìn qua kính chiếu hậu, liếc Kiều Minh Hảo một cái, liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của cô xuất hiện ba chữ Lục Phong Đàm. Một lát sau, tiếp tục nói, Kiều Kiều, bằng không, cậu tìm Lục Phong Đàm hỏi một vai đi, thừa dịp cậu bây giờ còn có thể từ trên người anh ta vớ được chỗ tốt, để mạnh mẽ lợi dụng anh ta một chút. Dù sao tên đàn ông này không đối tốt với cậu,
không cần phải uổng. Lại nói, tiền của anh ta và cậu nửa xu quan hệ cũng không có. Bà mẹ cậu mất sớm, từ nhỏ được người chú nuôi lớn. Chẳng lẽ cậu muốn sau khi không còn quan hệ với anh ta lại về ăn nhờ ở đậu nhà ông chú cậu? Triệu Mạnh nói không sai, tuy suy nghĩ có hơi thực tế, nhưng mọi chuyện đều là lo nghĩ cho cô. Kiều Minh Hảo cũng biết, lời nói của Triệu Mạnh không có ác ý. Chẳng qua là muốn tình hình hiện tại của cô nhanh chóng vực dậy trong làng giải trí thì chỉ còn cách nương tựa vào thế lực của Lục Phong Đàm. Tương lai, nếu phải chia tay Lục Phong Đàm, cô cũng có thể có được một cuộc sống giàu sang. Phụ nữ đa phần vì mình mà dự liệu, chung quy không có sai. Cũng không phải cô thanh cao mà khinh thường loại giao dịch này, mà là người đàn ông kia chán ghét cô, ngay cả ngủ cùng cô cũng khiến anh chán ghét. Kiều Minh Hảo rũ mi, che đi đầy mắt buồn bã, sau đó bưng môi nở nụ cười. Anh ấy đang quay phim ở Rome, việc này không phải cậu biết. Mình cũng không thể chạy đến Rome để ngủ cùng anh ta. Triệu Minh nghe được câu này, biểu tình hơi sửng sốt. Kiều Minh Hảo mi tâm cau lại, nghi ngờ hỏi một câu. Làm sao vậy? Kiều Kiều, cậu không biết sao? Biết cái gì? Triệu Minh qua thật lâu mới mở miệng nói. Lục Phong Đàm đã rời Rome từ 2 ngày trước. Anh ta lẽ nào vẫn chưa về nhà sao? Anh đã trở về, nhưng cô là vợ mà lại chẳng hề hay biết. Kiều Minh Hảo biểu tình cứng nhắc, sau đó phảng phất như cùng mình không có quan hệ gì vậy. Sửng sưng cười nói. Anh ấy bình thường không hay về nhà. Mình đạt được kỷ lục dài nhất trong 3 tháng không có tin tức của anh ấy. Bất quá hiện tại mới hơn nửa tháng. Triệu Mạnh không nói tiếp, trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Triệu Mạnh vẫn là không nhịn được liền nói. Kiều Kiều, 2 ngày trước, từ người khác mà mình biết được anh ta đã trở về. Người đó hình như nghe nói từ ban lãnh đạo truyền thông Hoàn Ảnh. Hôm Lục Cẩn Niên mới từ Rome trở về, liền tới công ty họp. Kết quả hội nghị mới diễn ra một nửa, anh ta lại đột nhiên ngất xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện. Kiều Minh Hảo nghe được tin này, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt à một tiếng. Mình còn nghe mấy người lãnh đạo đó nói, Lục Phong Đàm rất kỳ quái, sốt cao tới 40 độ, kết quả đưa đến bệnh viện, sống chết cũng không chịu để cho bác sĩ kiểm tra, cứ thấy ầm ĩ đòi xuất viện. Mọi người cố gắng khuyên như thế nào cũng không lay chuyển được anh ta. Cuối cùng anh ta cứ thế mặc bản thân đang sốt cao, bỏ lại mọi người, một mình lái xe rời đi. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Mai nhịn không được cảm thán một câu. Lục Phong Đàm đúng là có nhiều tật xấu, đã đốt thành cái quỷ dạng kia rồi, cũng không chịu cho bác sĩ khám. Cậu nói anh ta có thể chết cháy vì sốt quá cao hay không? Kiều Minh Hảo vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng hai tay cô ở nơi Triệu Manh không nhìn thấy, âm thầm bấu chặt vạt áo mình. Triệu Manh không chớp mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước lái xe, qua một lúc lâu lại lên tiếng hỏi một câu. Kiều Kiều, cậu không định đi xem anh ta sao? Kiều Minh Hảo trầm mặc một hồi, lắc đầu. Mình đã nói với anh ấy sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Lần này đổi thành Triệu Manh à một tiếng, sau đó hai người liền không nói chuyện nữa. Bất kể, Kiều Minh Hảo ở trước mặt Triệu Manh biểu hiện không quan tâm Lục Cẩn Niên. Triệu Manh vẫn đưa cô về Cẩm Tú Viên. Kiều Minh Hảo do dự một hồi, cuối cùng vẫn là mở gara lấy xe của mình ra khỏi nhà. Kiều Minh Hảo có nghe Hứa Gia Mộng nhắc qua, ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, Lục Phong Đàm có một căn biệt thự riêng biệt giữa sườn núi. Cô còn thông qua Hứa Gia Mộng mà biết nơi mà Lục Phong Đàm ghét nhất chính là bệnh viện. Mỗi lần anh ngã bệnh, đều muốn chạy đến cái nơi biệt thự rừng rú hoang vắng đó mà một mình trốn tránh. Kỳ thực khi đó, Hứa Gia Mộc bất quá là bởi vì Lục Phong Đàm sinh bệnh nhưng sống chết cũng không chịu đi bệnh viện nên mới thuận miệng mà tiết lộ với cô. Nhiều khi người nói vô tâm, người nghe có ý, nên lúc đó cô đã âm thầm ghi nhớ. Tuy rằng Kiều Minh Hảo không xác định được Lục Phong Đàm có ở trong căn biệt thự đó hay không, thế nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng thử vận may, chuẩn bị đi một chuyến. Trước khi đi, Kiều Minh Hảo còn cố ý đi đến tiệm thuốc. Cô không biết Lục Phong Đàm rốt cuộc là bị bệnh gì, cho nên để cẩn thận, cô chỉ mua một ít thuốc hạ sốt. Kiều Minh Hảo cũng chưa từng đến căn biệt thự đó, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ được. Hứa Gia Mộc nói, căn biệt thự của Lục Phong Đàm nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi nhất, mà cái ngọn núi kia tên là Nghi Sơn. Cho nên, Kiều Minh Hảo chỉ là tìm kiếm đường đi Nghi Sơn, liền sau đó phát hiện quả thật nó nằm ở phía bắc Bắc Kinh. Lúc này mới khởi động lên. Cũng may Nghi Sơn không lớn, chỉ có một khu biệt thự. Kiều Minh Hảo lái xe chạy thẳng tới đỉnh cao nhất nơi biệt thự. Thấy phía trên là một tòa biệt thự trơ trọi, cô đoán đó có lẽ là biệt thự của Lục Phong Đàm. Kiều Minh Hảo khởi hành đi lúc 3 giờ chiều.
cho tới khi cô đến Nghi Sơn đã hơn 5 giờ chiều. Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh mặt trời đỏ vàng chiếu vào phía lên biệt thự, làm nổi bật như một tòa thành đẹp huy hoàng. Cổng biệt thự đóng chặt, Kiều Minh Hào dừng thẳng xe trước cổng, nhìn xung quanh trái phải, thấy một bên hàng rào rất thấp, liền trực tiếp trèo qua. Cô không có chìa khóa của biệt thự nên đành gõ cửa, nhưng không có ai ra mở. Hướng đến cửa sổ sát đất, nhìn xuyên vào căn biệt thự rộng lớn, cũng không thấy bóng dáng Lục Phong Đàm. Kiều Minh Hảo đi vòng quanh biệt thự dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện phía sau biệt thự có một cánh cửa sổ sát đất đang hé mở một nửa. Cô do dự một chút, liền đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong biệt thự trang hoàng cực kỳ xa hoa, Kiều Minh Hảo trước tiên đi quanh một vòng ở tầng 1, không thấy bóng dáng Lục Phong Đàm, liền bước lên tầng 2. Toàn bộ biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có biết bước chân của cô. Kiều Minh Hảo lần lượt kiểm tra từng phòng, cuối cùng trong căn phòng ngủ lớn cuối lầu 2 cũng thấy được Lục Phong Đàm. Anh đang mặc tây trang trên người, mắt nhắm lại, yên tĩnh nằm trên giường. Kiều Minh Hảo giơ tay lên gõ cửa một cái, thấy người đàn ông trên giường không có phản ứng. Lúc này cô mới bước nhanh vào. Người đàn ông vẫn mặc tây trang, nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giường, từ xa nhìn lại như là đang ngủ rất say. Kiều Minh Hảo giơ tay lên gõ cửa một cái, thấy người trên giường không có phản ứng, cô chau mày liền nhanh chóng bước vào. Tiến lại gần, Kiều Minh Hảo mới nhìn rõ Lục Phong Đàm nằm tùy ý trên giường, cơ thể khẽ run. Cô vô thức vươn tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, mới thấy nóng kinh người. Mà người đàn ông này, ngay cả khi cô đã bước vào và chạm vào anh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một phản ứng nào. Chắc hẳn sốt đến hôn mê đi. Kiều Minh Hảo vội vàng đem thuốc hạ sốt cô đã mua ra, lấy 2 viên theo bản hướng dẫn liều lượng thuốc, với lấy chai nước suối trên tủ đầu giường mở nắp. Sau đó, cô cố sức nâng người Lục Phong Đàm lên, nhét viên thuốc vào miệng anh, cầm chai nước đưa tới bên miệng anh đổ vào. Lục Phong Đàm sốt đến hoàn toàn không có một chút ý thức, căn bản không có cách nào tự uống nước. Kiều Minh Hảo nâng chai nước lên, rót một ít nước vào trong miệng của anh. Ai ngờ anh thậm chí ngay cả nước và thuốc đều phun ra. Kiều Minh Hảo tiếp tục lặp lại việc đút thuốc những 2 lần, nhưng vẫn tốn công vô ích. Nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng cao, ngay cả không khí quanh thân anh cũng trở nên có chút nóng rực. Kiều Minh Hảo đánh lòng, liền nảy lên lo lắng. Anh như thế này, căn bản là không có cách uống thuốc. Ở nơi rừng núi hoang vắng này, để đi đến bệnh viện bác sĩ gần nhất cũng phải mất hơn mấy tiếng. Nghĩ tới đây, Kiều Minh Hảo bất chợt nhớ tới chính mình khi còn bé lúc sốt cao không ngừng, mẹ cô đã cầm túi nước đá chườm cho cô hạ nhiệt. Vì vậy cô liền đặt thuốc hạ sốt và nước khoáng lại trên tủ đầu giường, nhanh bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống nhà bếp ở tầng dưới, mở tủ lạnh tìm mấy cục đá để hạ nhiệt cho Lục Phong Đàm. Nhưng trong tủ lạnh, ngoại trừ một ít nước suối ướp lạnh thì không còn thứ gì khác. Kiều Minh Hảo suy nghĩ một chút, trực tiếp cầm chai nước suối lạnh, trở lại trên lầu, đem khăn mặt thấm ướt nước, vắt khô rồi đặt lên trán Lục Phong Đàm. Sau đó cô cố sức cởi bỏ bộ tây trang Lục Phong Đàm mặc trên người, tháo mở từng khuy áo sơ mi của anh, rồi cầm một cái khăn được ngâm trong nước lạnh lau đi cơ thể nóng bỏng của anh, giúp anh hạ nhiệt. Khăn lông lạnh ngắt khiến cho Lục Phong Đàm sốt cao cực kỳ thoải mái, mi tâm đang cau chặt theo từng đợt lau của Kiều An Minh Hảo mà từ từ giãn ra, thậm chí cơ thể run rẩy cũng từ từ dịu xuống. Vốn dĩ bởi vì anh sốt cao nên hô hấp có chút dồn dập, giờ đã trở nên yên tĩnh hơn, hoàn toàn lâm vào giấc ngủ. Kiều Minh Hảo nhìn đến Lục Phong Đàm không còn run rẩy cả người như lúc đầu nữa, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ đắp kín chăn cho anh, ngồi xổm xuống bên cạnh giường nhu thuận trông nom, tầm mắt lại nhịn không được nhìn trên gương mặt anh. Môi của anh tái nhợt dị thường, vẫn còn trao mày, khuôn mặt uể oải. Mặc dù là bộ dáng bệnh tật như vậy, anh vẫn như cũ tuấn mỹ đến kinh người. Kiều Minh Hảo nhịn không được nhìn anh đến xuất thần. Đến khi cô hoàn toàn phục hồi tinh thần, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, biệt thự ở giữa sườn núi đã yên tĩnh. Lúc này lại càng yên tĩnh hơn, mơ hồ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót trong khu rừng bên ngoài biệt thự. Trong phòng ngủ đèn chưa mở, tối đen như mực. Kiều Minh Hảo lấy điện thoại di động ra, nhờ vào ánh sáng từ màn hình điện thoại di động, mở công tắc đèn, sau đó vươn tay sờ vào trán Lục Phong Đàm, phát hiện cơn sốt đã giảm. Tuy vẫn còn rất nóng, vì vậy cô một lần nữa thay một cái khăn lạnh khác, chườm lên trán anh. Kiều Minh Hảo một mực thức để trông chừng Lục Phong Đàm, cứ cách một lúc,
cô sẽ cho thay khăn lạnh khác cho anh. Đợi đến 11 giờ đêm, nhiệt độ của anh không còn cao đến mức dọa người nữa. Kiều Minh Hảo tâm tình giờ mới hoàn toàn buông lỏng. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào bên giường, không kiềm chế được đã thiếp đi. Bởi vì tư thế ngủ không tốt, Kiều Minh Hảo căn bản chỉ chợp mắt được một lúc, liền tỉnh lại. Cô đưa tay theo quán tính sờ vào trán Lục Phong Đàm, phát hiện nhiệt độ vốn đã giảm, nay lại tăng trở lại. Kiều Minh Hảo vội vã cầm khăn lau khắp người Lục Phong Đàm để hạ nhiệt độ, thế nhưng lúc này không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí nhiệt độ càng cao, đến cuối cùng trong lúc mê man, bởi vì vô cùng khó chịu mà khẽ rên lên. Khăn lạnh chỉ làm giảm nhiệt độ tạm thời, nếu muốn hết cơn sốt thì phải dùng đến thuốc. Đêm hôm khuya khoắt, rừng núi hoang vắng, Kiều Minh Hảo thực sự sợ Lục Phong Đàm sốt càng cao, sốt đến mức nghiêm trọng. Thế nhưng người đàn ông vẫn cứ hôn mê bất tỉnh này lại không thể uống được thuốc. Kiều Minh Hảo nhìn chằm chằm Lục Phong Đàm một hồi, sau đó hạ quyết định đứng lên, lấy thuốc ở tủ đầu giường nhét vào trong miệng Lục Phong Đàm. Sau đó chính mình nhấp một ngụm nước, từ từ cúi đầu tiến tới môi anh. Với cái cúi đầu của Kiều Minh Hảo, mặt của anh ngày càng gần đến cô. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh. Toàn thân cô đều khẩn trương, đặt tay hai bên đầu Lục Phong Đàm, dùng sức nắm chặt ra giường. Sau đó cánh môi cô run run áp lên môi Lục Phong Đàm. Kiều Minh Hảo chẳng qua cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ngoài 3 tháng trước, cô và anh vì say rượu đã xảy ra chuyện đêm ấy, thì đây là lần thứ hai cô cùng anh môi chạm môi. Kiều Minh Hảo nín thở, đưa nước từ trong miệng mình chuyển vào miệng Lục Phong Đàm, rồi dùng đầu lưỡi đẩy thuốc và nước đến thẳng cổ họng của anh. Chờ nước và thuốc đều được nuốt xuống, Kiều Minh Hảo liền nhanh chóng rời khỏi môi Lục Phong Đàm, giơ tay lên che miệng mình, từng ngụm thở dốc. Trái tim cô đập loạn cả lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kiều Minh Hảo thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần sau rung động khi môi chạm môi với Lục Phong Đàm. Có thể thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, nên Lục Phong Đàm mới ngủ được yên ổn. Kiều Minh Hảo thay Lục Phong Đàm đắp chăn, cầm lấy bản hướng dẫn thuốc hạ sốt nhìn một chút. Mặt trên ghi chú rõ, nếu 4 tiếng sau vẫn sốt cao không lùi, lại dùng một lần thuốc. 4 tiếng sau, chính là 3 giờ sáng. Kiều Minh Hảo tính cầm điện thoại di động cài chuông báo, nhưng lại sợ đánh thức Lục Phong Đàm. Cuối cùng chỉ đơn giản là tinh thần thép ép chính mình không được ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian đó, Kiều Minh Hảo liên tục sờ trán Lục Phong Đàm, nhiệt độ dần dần hạ thấp. Thật vất vả chịu đựng đến 3 giờ sáng. So với cái nóng như thiêu như đốt lúc trước, nhiệt độ Lục Phong Đàm bây giờ chỉ có thể được coi là hơi cao. Kiều Minh Hảo không yên tâm Lục Phong Đàm sau giấc ngủ sẽ sốt trở lại. Vì lý do an toàn, cho nên cô bắt chước bộ dáng vừa rồi, miệng đối miệng mớm thuốc cho Lục Phong Đàm. Lần trước, khi Kiều Minh Hảo đút thuốc cho Lục Phong Đàm xong, liền lập tức tách ra. Nhưng lúc này đây, cô lại mang theo vài phần tham luyến, ở trên cánh môi Lục Phong Đàm ngập ngừng một chút. Khoảnh khắc đó, bất quá cũng chỉ mấy giây. Kiều Minh Hảo liền cuống quýt tính ngẩng đầu lên tách ra. Nhưng môi của cô vừa mới rời khỏi môi anh, đột nhiên đầu của cô liền bị người tóm lấy, chế trụ đè xuống. Sau đó môi cô một lần nữa lại cùng môi Lục Phong Đàm dán thật chặt vào nhau. Sốt cao khiến cho Lục Phong Đàm ý thức trở nên có chút mơ hồ. Anh mơ hồ trong lúc đó cảm giác được có người chăm sóc mình, lại cảm thấy như là giấc mộng. Trong mơ mơ màng màng, anh cảm giác được bị người nhét thứ gì đó vào miệng, đắng đắng chan chát. Ngay tại lúc anh chuẩn bị nhổ ra, đột nhiên bị một đôi môi mềm mại ấm áp ngăn chặn. Anh nhớ rằng đã từng có qua cảm giác này. Cảm giác tê tê dại dại, nháy mắt chuyển khắp toàn thân anh. Theo sau đó, cơ thể anh lại bắt đầu nóng rực lên. Nhưng lần này không phải cái nóng sốt cao, mà là trong cơ thể có một ngọn lửa dồn dập mãnh liệt bắt đầu bùng cháy. Anh ra sức muốn dập tắt ngọn lửa kia, thế nhưng sốt cao khiến sự tự chủ của anh trở nên kém đi. Đến cuối cùng, anh liền theo bản năng hôn lên đôi môi đang dán vào môi mình kia. Kiều Minh Hảo sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi cô phục hồi tinh thần thì chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông không biết từ khi nào đã thăm dò vào miệng cô. Cuốn lấy đầu lưỡi của cô, đưa đẩy hút lấy ngọt ngào của cô. Nếu nói hôn nhau, Kiều Minh Hảo nhớ tới đây thực sự là cái hôn của một đêm 3 tháng trước kia. Là cô chủ động hôn anh. Tuy rằng lúc đó cô say rượu, gan có lớn mức nào cũng nằm ngoài khả năng của cô. Cô chỉ dán môi mình lên môi anh, rồi không biết nên làm tiếp theo như thế nào. Lục Phong Đàm mặc dù nóng đến ngây thơ dại dại, nghĩ rằng đây là ảo giác và cảnh trong mơ.
nhưng là cơ thể anh theo bản năng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hôn Kiều Minh Hào càng ngày càng sâu, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu xé bỏ quần áo của cô. Lục Phong Đàm mơ mơ màng màng, cả nửa ngày cũng không cởi được áo của Kiều Minh Hào. Bực rồi, anh trực tiếp dùng sức xé toạc quần áo của ra. Tiếng vải dẹt vang lên, đầu óc Kiều Minh Hào lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô rốt cuộc cũng nhận thức được hiện tại mình và Lục Phong Đàm đang làm gì. Cô vô thức nghiêng đầu sang một bên, nhìn khuôn mặt của Lục Phong Đàm. Liền thấy vẻ mặt người đàn ông đang mê man, hiển nhiên là đang nghĩ mình đang trong giấc mộng đẹp đây. Kiều Minh Hảo bỗng sực nhớ cái lần 3 tháng trước kia, khi ấy anh cũng dưới tình huống không tỉnh táo, rồi hai người mới phát sinh quan hệ. Cho đến khi anh tỉnh lại, tức giận hận không thể muốn bóp. Cho đến khi anh tỉnh thì lại tức giận hận không thể muốn bóp chết cô. Kiều Minh Hảo lạnh hết cả người, theo bản năng vươn tay, dãy giụa muốn đẩy Lục Phong Đàm ra. Lục Phong Đàm nhăn mày, vươn tay bắt lấy hai tay cô, dùng cơ thể nặng nề của mình để ép trụ cô, rồi cứ thế tiếp tục động tác của mình. Cánh môi của Lục Phong Đàm chậm rãi từ cần cổ của cô đi đến đôi môi căng mọng ngọt ngào. Kiều Minh Hảo chỉ cảm thấy như bị điện giật theo đôi môi có chất dẫn điện của anh truyền khắp trái tim yếu ớt của cô. Cô cố sức đẩy nhưng lại hoàn toàn không có lực. Kiều Minh Hảo đè ép đáy lòng rung động, tay nắm chặt thành quả đấm, buộc mình phải lơ đi cảm xúc mà Lục Phong Đàm tạo ra, dùng hết sức để thoát khỏi anh. Nhưng mà cho dù sức của cô có mạnh đến đâu thì chung quy sức đàn ông vẫn mạnh hơn đàn bà. Anh dễ dàng chế ngụ được cô, sau đó không nói một lời liền đè cô ra chiếm đoạt. Khi anh tiến nhập vào địa phận ấy, Kiều Minh Hảo trong nháy mắt như một quả bóng xỉ hơi, không còn sức dãy giụa nữa, lòng cô phút chốc liền chìm nghỉm xuống tận đáy. Anh rõ ràng là khinh thường ngủ với cô, chỉ có điều hiện tại số đến ngu người mới chạm vào cô. Đợi cho đến khi anh tỉnh táo, phát hiện lại một lần nữa cùng cô dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ tới đây, Kiều Minh Hảo cũng không dám tưởng tượng tiếp nữa, chỉ là cắn môi và để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thỏa mãn được dục vọng, sau khi hoạt động quá sức, Lục Phong Đàm ôm Kiều Minh Hảo vào lòng, tiếp tục lâm vào giấc ngủ sâu. Kiều Minh Hảo lại bị Lục Phong Đàm cưỡng đoạt, toàn thân buồn rủn vô lực, mệt mỏi kiệt sức, nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ. Đợi đến khi cô hoàn hồn trở lại, ý niệm đầu tiên chính là rời khỏi vòng tay của anh. Tuy rằng cái ôm ấp của Lục Phong Đàm làm cho cô ham mê lưu luyến, khiến cô rất muốn nằm lại lâu hơn chốc lát. Nhưng là cô biết, cái ôm này không thuộc về cô. Bất quá chỉ là anh đang mê sảng mà phạm phải sai sót thôi. Khi Kiều Minh Hảo giơ tay lên định bắt lấy cánh tay Lục Phong Đàm đang đặt trên eo cô, thì ánh mắt cô chợt quét qua chiếc di động. Cô chần chừ một chút, vươn tay cầm lấy di động của mình, mở camera và chụp một bộ ảnh của hai người bọn họ. Trong hình, anh ôm cô ngủ rất trầm lắng. Mặc dù anh ôm cô chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn, thế nhưng cô vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc này. Như vậy những lúc cô đơn lẻ loi, cô có thể lấy tấm hình này ra, một mình xem, rồi tự lừa dối mình rằng anh thật tâm thật ý ôm cô cùng đi vào giấc ngủ. Kiều Minh Hảo lưu hình trong điện thoại di động, đặt di động sang một bên, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh. Không biết có phải là anh bẩm sinh khí chất có vấn đề, cho dù lúc này anh đang an tĩnh ngủ say, thế nhưng vẫn như cũ làm cho người ta một loại cảm giác cô lãnh, cấm người lạ chưa tới gần. Kiều Minh Hảo lặng lẽ quan sát Lục Phong Đàm nhìn một hồi, mới vươn tay chạm vào hai gò má của anh một chút. Một dòng điện chạy dọc theo ngón tay của cô, nhảy nhanh vào trái tim cô, khiến nhịp tim của cô không tự chủ được mà tăng tốc. Nếu là lúc anh tỉnh dậy, cô tuyệt đối không dám sống hiện tại, to gan lớn mật vuốt ve anh như vậy. Kiều Minh Hảo ngẩn ngơ ra, cô lúc này rõ ràng đưa tay là có thể chạm tới anh. Thế nhưng cô lại luôn cảm thấy giữa khoảng cách giữa anh và cô rất xa, cả đời này cô đều không thể tiếp cận. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm bất khả tư nghị. Cô vậy mà đã âm thầm lặng lẽ yêu anh đến 13 năm. Không phải là không chua xót, từ 13 tuổi còn trẻ ngây thơ, đến nay 26 tuổi, những năm tháng đẹp nhất cuộc đời của một người phụ nữ, cô đã cho anh không chút do dự, không cất giữ gì lại cho anh. Kiều Minh Hảo nghĩ tới đây, trên gương mặt trong lúc đó toát ra một tầng thương cảm. Cô dùng thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ hơn, hướng về Lục Phong Đàm đang ngủ say. Thấp giọng thì thầm mở miệng nói. Lục Phong Đàm, anh biết không, em chỉ có ở trong ảo tưởng của chính mình mới dám nói em yêu anh.
Kiều Minh Hảo nói xong câu đó, khẽ thở ra một hơi, sau đó liền rũ xuống mi mắt, lặng lẽ vươn tay, mở ra cánh tay Lục Phong Đàm đang ôm cô, lặng lẽ, không tiếng động xuống giường. Không biết có phải hay không, nguyên do rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh, Kiều Minh Hảo cảm thấy thân thể hơi lạnh, quần áo bị Lục Phong Đàm xé rách hỏng, đã không thể mặc được nữa. Kiều Minh Hảo không thể làm gì khác hơn là đi tìm quần áo trong phòng thay đồ của Lục Phong Đàm. Trong gác mang dê cho toàn đồ nam, cô tìm nửa ngày mới tìm được một cái áo thun đơn giản rồi mặc vào người. Lục Phong Đàm cao hơn cô rất nhiều, áo thun mặc vào người cũng có thể được coi như một chiếc váy. Bởi vì mớm thuốc cho Lục Phong Đàm mà lại xảy ra quan hệ một lần nữa. Kiều Minh Hảo không dám đứng gần bên giường nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa xa xa trong phòng ngủ. Sau nửa đêm bởi vì thực sự không nhịn được, Kiều Minh Hảo vùi ở trên ghế sofa, thiềm thiếp ngủ, chỉ là cô ngủ chập choạng cũng không được sâu. Khi tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt cô liền mở choàng mắt, tỉnh táo lại. Kiều Minh Hảo dụi dụi mắt, nhìn về trên giường, Lục Phong Đàm vẫn còn chưa tỉnh. Kiều Minh Hảo đứng lên, đi tới bên giường, vươn tay định sờ trán Lục Phong Đàm để xem anh đã đỡ sốt hay chưa. Chỉ là tay cô vừa đưa tới, còn chưa có va chạm vào da thịt của anh, cổ tay của cô liền bị người hung hăng chế trụ. Kiều Minh Hảo cả kinh cúi đầu, sau đó liền cùng Lục Phong Đàm mắt đối mắt với nhau tại cùng một chỗ. Có thể do mới vừa tỉnh ngủ nên vẻ mặt Lục Phong Đàm có chút ngơ ngơ. Anh nhìn chằm chằm Kiều Minh Hảo khoảng 2 giây, sau đó tầm mắt dừng lại ở cổ tay của cô đang bị chính mình nắm lấy. Không hiểu cô đưa tay đến trước mặt mình để làm gì, mi tâm trao lại, mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt, xen lẫn vài phần còn ngái ngủ. Cô muốn làm gì? Lục Cần Niên vừa nói xong, liền nhớ lại chính mình đã trở về biệt thự Nghi Sơn. Vì thế mang theo vài phần nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn khung cảnh chung quanh, thấy đây đúng là phòng ngủ của biệt thự Nghi Sơn. Sau đó, tầm mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú về phía Kiều Minh Hảo, đơn giản nhưng lại trực tiếp dùng giọng nói lạnh lẽo chất vấn. Sao cô lại biết tôi có biệt thự ở chỗ này? Lại cho phép cô đến biệt thự này? Lục Phong Đàm vừa nói dứt lời, liền lướt nhanh đến trên người Kiều Minh Hảo đang mặc áo của anh, càn trao mặt. Sau đó anh mới phát giác mình dưới tấm chăn, vậy mà đang khỏa thân trần trụi, rồi mơ hồ trong đầu ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh đứt đoạn anh và cô ngủ với nhau. Vì thế tầm mắt lại nhìn trên người Kiều Minh Hảo, phát hiện trên phần da thịt lộ ra ngoài có rất nhiều dấu hôn. Lục Phong Đàm cầm lấy cổ tay Kiều Minh Hảo, trong nháy mắt tăng sức lực. Buổi tối hôm qua, Kiều Minh Hảo vừa nghe đến bốn chữ này, cả trái tim nảy lên. Việc gì đến sẽ đến, cô theo bản năng mở miệng giải thích. Tôi nghe nói anh bị bệnh nên đến đây thăm anh, sau đó giúp anh uống thuốc. Kiều Minh Hảo giải thích một nửa, rồi không biết kế tiếp giải thích thế nào, việc sau đó họ cùng nhau lên giường. Tuy rằng Lục Phong Đàm tối hôm qua sốt đến mơ hồ, nhưng anh vẫn nhớ đại khái những gì đã xảy ra. Vốn dĩ viên thuốc đắng chát nhét vào trong miệng anh tối qua đó là cô chặn môi anh để đút anh uống thuốc. Cánh môi Lục Phong Đàm khẽ giật, gương mặt lạnh như băng đã giảm một ít. Kiều Minh Hảo thấy anh một lúc lâu cũng không lên tiếng, có chút không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, đáy lòng càng khẩn trương, do dự một chút tiếp tục nói. Tối qua, tôi cũng không có nghĩ rằng sẽ cùng anh làm chuyện đó. Kiều Minh Hảo còn chưa nói xong, đột nhiên Lục Phong Đàm chợt hung hăng hất cánh tay đang nắm của cô ra. Anh hơi dùng sức, nên Kiều Minh Hảo bị hất liền lui về sau hai bước, cả người cô không đứng vững, lại nghe được giọng nói lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống, hùng hăng đập tới. Cô muốn cái gì? Lục Phong Đàm ném ra bốn chữ này quá đột ngột. Kiều Minh Hảo trong chốc lát cũng không hiểu lời nói này của anh là có ý gì. Cô nhìn ánh mắt của anh tràn ngập nghi hoặc. Lục Phong Đàm chạm tầm mắt của cô, như hiểu được sự mơ hồ của cô, lại thản nhiên mở miệng nói. Đã một lần cô vì vai diễn Địa Lão Thiên Hoàng mà chủ động cầu được ngủ cùng tôi. Lần này sau khi được ngủ với tôi, cô muốn hồi báo gì? Trái tim Kiều Minh Hảo nặng trĩu rơi xuống nơi sâu và lạnh nhất. Lúc trước là cô nói dùng thân thể để đổi lấy vai diễn cho cô. Dưới tình thế cấp bách đó, cô sợ bị anh nhìn thấu lòng mình nên mới nói vậy. Nhưng bây giờ, anh lại thực sự xem cô thành loại người dựa vào buôn bán cơ thể để làm giao dịch với gái. Kiều Minh Hảo mím môi, không nói gì. Lục Phong Đàm chờ một lúc, thấy Kiều Minh Hảo từ đầu đến cuối không có ý muốn mở miệng. Anh dùng giọng điệu nhạt nhẽo đánh tan sự trầm mặc giữa hai người. Tại sao không nói gì? Cô trăm phương ngàn kế thăm dò được tôi nơi này có biệt thự. Biết tôi ngã bệnh,
chạy vội từ xa như vậy tới đưa tôi thuốc, còn chăm sóc tôi cả đêm. Cô làm những việc này, chẳng lẽ không phải đang muốn gì từ tôi sao? Cô vừa mới nói, tối hôm qua, cô cũng không muốn cùng tôi làm chuyện đó. Lục Phong Đàm nói tới đây, bỗng dưng dừng lại. Anh cảm thấy chính mình có ý nghĩ kỳ lạ, cả người trầm mặc một hồi thật lâu, nhưng vẫn là nuốt một ngụm nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều Minh Hảo, giống như muốn từ mắt của cô nhìn ra một vài chuyện. Anh dùng cái giọng nói lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm nào, nhàn nhạt tiếp tục nói. Chẳng lẽ cô tới đây, tuyệt nhiên không nghĩ muốn hồi báo. Kiều Minh Hảo thật bất ngờ khi tâm sự của mình liền bị Lục Phong Đàm dễ dàng nói ra như vậy. Tay cô theo tiềm thức nắm chặt thành quyền, cố gắng ổn định chính mình khỏi kích động. Giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói. Hai ngày trước tôi đi thử vai nữ thứ hai bộ phim chủ chốt năm nay của truyền thông Hoàn Ảnh, khuynh thành thời gian, nhưng không thành. Cô thật không nghĩ tới, chính mình một lần nữa vì che giấu tâm sự mà tiếp tục đem mình trở thành hàng hóa giao dịch. Kiểu Minh Hảo tự nhéo lòng bàn tay mình đến đau buốt, nhưng sắc mặt cô vẫn như cũ không thay đổi, dung bình thản tiếp tục nói. Đội hình dàn diễn viên bộ phim này rất lớn, phim còn chưa quay mà tiếng tăm đã lan xa. Nếu anh thực sự muốn hồi báo, vậy hãy cho tôi vai nữ số 2 này. Lục Phong Đàm không nói gì, đôi mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm thẳng vào Kiều Minh Hảo, nhìn rồi lại nhìn. Con người Lục Phong Đàm trầm xuống, bất chợt cả người quấn ra, mạnh mẽ xuống giường. Sau đó sải bước đi đến trước mặt Kiều Minh Hảo, cầm lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo cô ra khỏi phòng ngủ, kéo xuống lầu, đi đến cửa biệt thự, sau đó mở cửa. Lục Phong Đàm liền đem Kiều Minh Hảo lập tức kéo đến trước mặt của mình. Động tác của anh hơi dừng một chút, sau đó không chút do dự nhấc cả người Kiều Minh Hảo lên, dùng sức ném cô ra ngoài cửa biệt thự. Theo sau đó là giơ tay lên, dùng sức đóng sầm cửa lại. Một loạt động tác này của Lục Phong Đàm bất thình lình lại hung mãnh. Kiều Minh Hảo căn bản không kịp phản kháng. Đợi cho cô phục hồi tinh thần, cả người đã bị Lục Phong Đàm ném ra khỏi biệt thự. Nhưng mà túi của cô cùng chìa khóa xe, di động, áo khoác vẫn còn ở trên lầu. Ngay tại lúc Kiều Minh Hảo lưỡng lự có nên gõ cửa để lấy đồ của mình hay không, đột nhiên cổng biệt thự vẫn đóng chặt trước mặt nên bị giật mạnh ra. Sau đó mấy đồ đạc lạch tạch từ bên trong bị ném ra. Kiều Minh Hảo còn chưa thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cổng biệt thự lại bang một tiếng bị người hung hăng đóng sầm. Túi của cô không có khóa kéo, bị Lục Phong Đàm trực tiếp ném như vậy, đồ vật bên trong bị văng ra đầy đất. Kiều Minh Hảo ở bên ngoài biệt thự kinh ngạc sửng sốt một hồi, sau đó mới ngồi xổm người xuống, nhặt đồ đạc của mình lên, cất vào trong túi. Kiều Minh Hảo thu dọn xong tất cả mọi thứ, lại nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt một cái, mím chặt môi, sau đó liền lặng lẽ xoay người, cất bước rời đi. Lục Phong Đàm trở lại phòng ngủ, khi định lấy thuốc lá trong ngăn kéo tủ đầu giường, lại phát hiện trên mặt bàn tủ đầu giường có đặt một hộp thuốc. Kiều Minh Hảo mua thuốc hạ sốt, ánh mắt Lục Phong Đàm hơi chìm xuống, trực tiếp cầm lên ném vào thùng rác, rồi rút một điếu thuốc, châm lửa, đi tới trước cửa sổ, ra sức hút hai ngụm. Mùi thuốc lá quẩn vào bụng chung, làm cho cả người anh bình ổn xuống một chút. Khi Lục Phong Đàm hút đến một nửa, xuyên qua cửa sổ, thấy Kiều Minh Hảo mang theo túi, nhìn đến bóng dáng rời đi, ngón tay anh hơi run lên, sau đó đưa điếu thuốc đến bên miệng, hùng hằng hút một hơi, ngậm trong miệng hồi lâu mới chậm rãi phun ra, khói lượn lờ xa cách. Anh thấy rõ ràng Kiều Minh Hảo mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó qua không quá nửa phút, khởi động xe rời đi. Lục Phong Đàm đợi cho đến khi xe không còn thấy bóng dáng, mới giơ tay lên tiếp tục hút thuốc. Sau đó dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn ở ban công, tiếp tục đứng ở ban công thượng một lúc, rồi xoay người trở về phòng ngủ. Sau đó nhấc điện thoại di động của mình, gọi đi một cú điện thoại. Hãy để trống vai nữ số 2 của bộ Khuynh Thành thời gian, tôi muốn sắp xếp cho người khác. Ngoài ra, đem tất cả các thông cáo về phim sắp tới của tôi đều hoãn lại, tôi sẽ diễn vai nam số 2 của Khuynh Thành thời gian. Không có gì không ổn, nhiều năm diễn vai nam chính như vậy, thỉnh thoảng diễn nam 2 một lần cũng tốt. Hơn nữa, tôi vốn cũng không muốn diễn nữa. Được rồi, cậu không cần nói nữa, cứ theo lời tôi nói mà làm. Lục Phong Đàm nói xong câu đó, không cho người đầu dây bên kia cơ hội, liền trực tiếp cúp máy. Lục Phong Đàm sau khi sốt, thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh tiện tay vứt điện thoại lên trên giường, sau đó cũng có chút mệt ngoài ngồi bên giường. Ánh mắt không biết làm sao lại nhìn về phía bên thùng rác. Anh nhìn hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu đứng lên,
đi tới trước thùng rác, nhặt lên hộp thuốc hạ sốt bên trong. Lục Phong Đàm nhìn chằm chằm hộp thuốc, đáy mắt có một tia ảm đạm chợt lóe lên. Kiều Minh Hào bị Lục Phong Đàm đuổi rời khỏi biệt thự Nghi Sơn, lái xe thẳng về Cẩm Tú Viên. Cô vốn không có danh tiếng gì, cũng không có gì thông cáo, cho nên 4 ngày kế tiếp cô đều vùi ở trong biệt thự của Cẩm Tú Viên suốt, không có đi ra cửa. Mà trong 4 ngày này, Lục Phong Đàm cũng không về nhà lấy một lần. Lại là một đêm khuya, không biết có phải do buổi chiều ngủ nhiều quá hay không. Kiều Minh Hào nằm ở trên giường, trằn trọc mãi, vẫn không cách nào ngủ được. Cô cầm lên di động một bên, xem đồng hồ, đã sắp 12 giờ khuya. Kiều Minh Hào nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên giường trống rỗng, nghĩ thầm đêm nay, phòng trừng anh cũng sẽ không trở lại. Anh về nhà, cô sẽ khẩn trương bất an. Nhưng anh không trở lại, đáy lòng cô nhưng lại có mất mát gợn sóng. Kiều Minh Hào vén chăn lên, xuống giường, tùy ý khoác một chiếc áo, đi tới trên ban công, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, thần tình cũng theo đó có chút cô đơn. Trong lòng của anh vẫn luôn không xem cô là vợ anh. Cho nên kết hôn hơn 5 tháng, tuyệt đại đa số đều là cô, một người một mình trong phòng. Kiều Minh Hào đứng một lúc thì điện thoại di động bất chợt vang lên. Kiều Minh Hào quay về phòng ngủ, nhấc điện thoại của mình lên, thấy trên màn hình là một dãy số lạ. Trễ như vậy thì ai gọi điện cho cô chứ? Kiều Minh Hào chần chừ một chút. Nhận nghe, giọng nhẹ nhàng. Alo, xin chào, xin hỏi ngài là... Người ở đầu dây bên kia trả lời trọng yếu cô là ai, nói năng cực kỳ ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề. Cuối tuần, chính thức vào tổ phim Khuynh Thành Thời Quang, nữ số 2. Kiều Minh Hào cầm điện thoại trong tay, trong nháy mắt nắm chặt. Cô thực sự không nghĩ tới, cú điện thoại này sẽ là Lục Phong Đàm tự mình đánh tới báo tin của cô. Kiều Minh Hào hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhã nhặn hướng người đầu dây bên kia nói. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lục... Kiều Minh Hào giao thuận miệng, suýt nữa gọi ra tên Lục Phong Đàm, ngừng một chút, sửa giọng nói. Tiên sinh. Kiều Minh Hảo trong lời nói giống như đá chìm đáy biển, căn bản không nhận được bất kỳ trả lời. Nếu điện thoại di động không chuyển đến tiếng sóng điện rè rè, Kiều Minh Hảo sẽ cho rằng điện thoại đã bị cúp. Qua hồi lâu, lâu tới khi Kiều Minh Hảo cho rằng Lục Phong Đàm đã thông báo xong nhưng lại bấm nhầm nút kết thúc cuộc gọi, dẫn đến máy vẫn treo, rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên. Vì vậy, vào lúc Kiều Minh Hảo suy nghĩ không biết có nên cúp điện thoại hay không, bất chợt trong điện thoại đang không có dấu hiệu nào truyền đến, thì tiếng của Lục Phong Đàm bình tĩnh, đạm mạc, mang theo vài phần lạnh lẽo trào phúng. Đây là cô Kiều dùng chính thân thể đổi lấy, không cần nói cảm ơn tôi. Chỉ có điều thân thể của cô Kiều khá đáng tiền, có thể đổi được bộ phim Khuynh Thành Thời Gian này. Lục Phong Đàm ở đầu dây bên kia dường như còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng chợt ngừng lại. Sau đó im lặng chừng 2 giây, điện thoại liền bị tắt. Tuy rằng câu nói kế tiếp Lục Phong Đàm còn chưa nói hết, nhưng Kiều Minh Hảo lại biết chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì. Kỳ thật mấy ngày nay Kiều Minh Hảo vẫn luôn không hiểu, rõ ràng người đã ngủ với cô rồi nói cô muốn hồi báo gì đó cũng là Lục Phong Đàm. Nhưng cho đến khi bản thân thật sự đem giữa bọn họ thành một khoản giao dịch, mở miệng đòi anh này nọ, anh lại trong nháy mắt bày ra bộ dạng hận không thể muốn bóp chết cô, trực tiếp mang cô quăng ra ngoài biệt thự. Bây giờ nghe xong, Lục Phong Đàm trước khi cúp điện thoại nói như thế, cô mới hiểu được ngày hôm đó, anh sở dĩ tức giận như thế là vì anh cho rằng cho cô quá đề cao bản thân mình rồi. Cũng đúng, cô sớm nên nghĩ tới, không phải sao? Anh từ đầu đến cuối căn bản không muốn ngủ với cô. Cho nên đối với anh mà nói, thân thể của cô có chỗ nào xứng để đổi lấy vai nữ hai của Khuynh Thành Thời Gian chứ? Nếu không phải ngày hôm đó anh sốt cao sinh bệnh, có lẽ anh căn bản là khinh thường chạm vào cô đi. Kiều Minh Hảo nghĩ trên cái thế giới này chỉ có cô là người phụ nữ sau khi cùng người ngủ còn bị ghét bỏ. Cũng chỉ có cô là người vợ như vậy, cùng chồng cưới nhau gần nửa năm mới biết được số điện thoại của chồng mình. Kiều Minh Hảo nghĩ đến đây, nhịn không được bưng lấy môi, cười tự giễu, đáy mắt nhưng lại có tia bi ai mỏng manh tràn ra. Dự án phim Khuynh Thành Thời Gian này là truyền thông Hoàn Ảnh đầu tư 2 tỷ, chuẩn bị 2 năm cho phim mới. Mời về đội hậu kỳ chế tác đẳng cấp quốc tế, sử dụng đội ngũ biên kịch nổi tiếng thế giới. Mánh lưới quảng cáo như vậy cũng đủ làm cho người khác chú ý tới bộ phim này. Đương nhiên, phim còn chưa mở máy, nhưng do khí thế ngút trời nên cũng đã được đăng rầm rộ trên Weibo. Dàn diễn viên ngôi sao của bộ phim cực kỳ cường đại, ngoại trừ người mới như Kiều Minh Hảo, ngay cả người đi đường trong bộ này cũng là người biểu diễn tốt nhất nhì trong làng giải trí.
Ngày quay phim đầu tiên của Khuynh Thành Thời Gian chỉ là nghi lễ khởi động máy. Toàn bộ minh tinh tham gia diễn tất cả đều xuất hiện, duy chỉ có vị trí năm hai là còn trống. Bởi vì ngày hôm sau chính thức bắt đầu khởi quay, cho nên sau khi kết thúc nghi lễ khởi động máy, nhà sản xuất và đạo diễn của Khuynh Thành Thời Gian cố ý tổ chức một bữa tiệc mời tất cả các diễn viên. Mục đích là để cho mọi người thông qua dịp này mà hiểu biết nhau một chút, để tránh lúc quay bởi vì không quen nhau dẫn đến khó nhập vai. Khi Kiều Minh Hảo và Triệu Manh chạy tới, ở ghế lô đã đầy người. Trước khi Kiều Minh Hảo vào đoàn phim đã làm qua bài học, cho nên tất cả mọi người ở đây, bất kể là nhà sản xuất, đạo diễn hay là diễn viên, cô đều biết hết. Những người này đều vào showbiz sớm hơn so với Kiều Minh Hảo, cũng coi như tiền bối của cô. Cho nên cô lịch sự bước về phía trước, chào hỏi lần lượt từng người. Nhà sản xuất của Khuynh Thành Thời Gian ngồi tuốt ở bên trong. Lúc Kiều Minh Hảo đang chuẩn bị vươn tay cùng nhà sản xuất chào hỏi, có người lại dành trước cô một bước, dang rộng tay. Tôn Tổng, đã lâu không gặp. Mở miệng nói chuyện là giọng nữ, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Kiều Minh Hảo theo bản năng quay đầu, sau đó nhìn thấy Lâm Thi Ý đứng bên cạnh mình, tươi cười chân thành cùng nhà sản xuất Tôn bắt tay. Nhà sản xuất Tôn, Thi Ý, đã lâu không có hợp tác rồi. Hy vọng lần này cùng Tôn Tổng hợp tác vui vẻ. Trong lúc Lâm Thi Ý và nhà sản xuất Tôn chào hỏi, Triệu Manh dường như chợt nhớ tới cái gì, tiến đến bên tai Kiều Minh Hảo, thấp giọng nói. Kiều Kiều, Lâm Thi Ý vốn là nữ hai của bộ này, kết quả vì cậu bất chợt chặn ngang một cước nên thành nữ ba. Người phụ nữ này từ trước đến nay thù dai, hơn nữa rất khéo giả bộ, nhất là ở trước mặt đạo diễn và nhà sản xuất, liền thích giả vờ có quan hệ tốt với mọi người. Cậu nên cẩn thận một chút. Triệu Manh lời còn chưa nói hết, Lâm Thi Ý trong lúc bất chợt nghiêng đầu. Triệu Manh lập tức ngậm miệng, hướng về phía Lâm Thi Ý hữu nghị cười cười. Lâm Thi Ý cũng mặt mỉm cười hữu hảo, miệng lại hướng về phía Kiều Minh Hảo nói. Minh Hảo, đã lâu không gặp. Kiều Minh Hảo biết Lâm Thi Ý, cô là nữ nghệ sĩ ký được ký hợp đồng nhanh nhất với truyền thông Hoàn Ảnh trong 2 năm qua. Mặc dù cùng thuộc một công ty, thế nhưng Kiều Minh Hảo chưa bao giờ quay lại với Lâm Thi Ý, huống chi là cùng xuất hiện. Lâm Thi Ý này tính tình cao ngạo, làm sao sẽ cùng Kiều An nói chuyện. Cho nên, lúc này, Minh Hảo thấy cô ta thân thiết như vậy, gọi thẳng tên Minh Hảo mà vẻ nhiệt tình trên mặt như là rất quen thân với mình. Đáy lòng nhịn không được, hơi hồi hộp một chút. Sau đó, nhớ đến lời Triệu Manh vừa nói với mình, trong nháy mắt bừng tỉnh. Có thể nhớ được tên của Minh Hảo cô, sợ là đã biết được cô đã đoạt đi vai diễn của cô ta. Sợ là từ rồi trong lòng cô ta đã vô cùng căm hận cô đi. Nhưng cố tình giả vờ bộ dáng thật thân thiết, thật hữu nghị với cô thì cũng thực làm khó cô nha. Cô ta giả bộ thì Kiều Minh Hảo cô cũng sẽ giả nai. Dù sao ai cũng không muốn ở trước mặt nhà sản xuất gây ấn tượng không tốt. Kiều Minh Hảo nháy mắt nở nụ cười. Như thể thực sự cùng Lâm Thi Ý là bạn rất thân, giọng điệu thân thiết nói. Chị Thi Ý lâu như vậy không gặp, chị lại đẹp ra nha. Lâm Thi Ý làm sao không biết Kiều Minh Hảo cũng cùng cô diễn trò, vẻ mặt không lộ ra chút sơ hở, thậm chí nụ cười trên mặt càng dịu dàng và tình cảm hơn. Làm gì có, Minh Hảo cô mới là xinh đẹp hơn đấy. Nói, Lâm Thi Ý quay đầu nhìn về Tôn sản xuất nhân. Toàn thân thiết thay Kiều Minh Hảo làm một giới thiệu. Tôn Tổng, đây là Kiều Minh Hảo. Hí dạm nữ số 2, đừng xem nàng là người mới, hành động không sai. Nói xong, Lâm Thi Ý quay đầu, nhìn hướng về phía nhà sản xuất Tôn, còn thân thiết thay Kiều Minh Hảo giới thiệu. Tôn Tổng, đây là Kiều Minh Hảo, diễn vai nữ 2, đừng nhìn cô ấy là người mới, diễn xuất không tệ đâu. Kiều Minh Hảo làm sao không biết, Lâm Thi Ý giới thiệu cô là diễn cho Tôn Tổng xem, ra vẻ mình nhiệt tình chiếu cố người mới. Về phần diễn xuất, Lâm Thi Ý làm sao thấy qua cô đóng phim, làm sao mà biết cô diễn xuất không tệ? Thật sự là trợn tròn mắt nói mò. Kiều Minh Hảo đáy lòng nghĩ như vậy, trên mặt cười càng thêm sáng lóa, vừa hướng nhà sản xuất Tôn vươn tay vấn an. So với Lâm Thi Ý đứng một bên, còn có thể trợn tròn mắt nói mò bịa chuyện. Tôn Tổng xin chào, ngài đừng nghe chị Thi Ý nói bậy. Tôi là người mới, còn phải học hỏi nhiều. Bất quá bình thường, tôi nghe chị Thi Ý nhắc tới ngài, nói ngài chuyên nghiệp, chị ấy thích nhất hay hợp tác với ngài. Không phải là trợn tròn mắt nói mò, khen người để tạo ấn tượng tốt cho nhà sản xuất Tôn sao? Kiều Minh Hảo cô cũng làm cho coi. Nhà sản xuất Tôn nghe được lời của Kiều Minh Hảo, liền nét mặt tươi cười. Khi ánh mắt hướng nhìn Kiều Minh Hảo, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Những người đẹp trong làng giải trí có rất nhiều người, tuy nhiên không ít thì nhiều, đều qua dao kéo. Nhìn kỹ sẽ thấy vài phần na ná nhau, hoặc sẽ trông không tự nhiên.
Nhưng cô gái trước mặt này xinh đẹp gọn gàng, ngũ quan thanh tú, làm cho người ta trước mắt sáng ngời, thanh lệ thoát tục. Mà Lâm Thi Ý đứng ở một bên, trên mặt vẫn như trước nâng lên nụ cười, chỉ là ánh mắt nhìn Kiều Minh Hảo lộ ra vài phần lạnh. Cùng nhà sản xuất Tôn bắt chuyện xong, người tới cũng không sai biệt lắm, mọi người đều ngồi xuống. Nhà sản xuất Tôn cố tình ngồi ở bên người Kiều Minh Hảo. Đợi cho tất cả mọi người ngồi xong, Kiều Minh Hảo lúc này mới phát hiện mình đối diện với bốn vị trí trống. Còn có ai chưa tới? Đang lúc Kiều Minh Hảo chuyển đảo mắt nhìn mọi người trên bàn, nhìn xem thiếu ai, thì cửa bị đẩy ra, ba người bước vào. Đại đạo diễn Khuynh Thành Thời Gian và nữ chính Tống Tương Tư cùng với nam chính Trình Dạng. Trình Dạng mấy năm nay là người duy nhất nổi tiếng, chỉ sau Lục Phong Đàm, giành lấy vị trí nam minh tinh. Đương nhiên cậu có thể giành, nhưng cũng là nhờ Lục Phong Đàm 2 năm qua, mỗi lần đóng phim và lên truyền hình đều dẫn theo cậu, dìu dắt cậu. Mà Tống Tương Tư cũng là đàn chị trong làng giải trí, diễn viên nữ thần. Lục Phong Đàm phiên bản nữ. Thật xin lỗi, kẹt xe nên đã tới muộn. Đại đạo diễn sau khi ngồi xuống mới cười tủm tỉm mở miệng giải thích. Mà Trình Dạng cũng hơi mang theo vài phần áy náy, nói với mọi người một tiếng, mới nho nhã lễ độ ngồi xuống. Về phần Tống Tương Tư, chỉ nhàn nhạt hướng về phía mọi người gật đầu, xem như chào hỏi qua. Sau đó liền tao nhã hào phóng ngồi xuống. Nhân viên phục vụ trong phòng thấy người ngồi không sai biệt lắm, lúc này mới đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, hiện tại mọi người đã tới đông đủ chưa, để dọn lên đồ ăn ạ? Nhà sản xuất phất phất tay nói, chờ một chút, còn có người chưa tới. Trong đoàn phim, nhà sản xuất nhân và đạo diễn là lớn nhất, hiện tại cả hai người đều đã tới, thế nhưng không gọi món ăn mà nói phải đợi một người. Một bàn người khó tránh khỏi có chút tò mò, trong đó có người mở miệng hỏi, còn có ai chưa tới? Đạo diễn lại nhận nói. Nam 2 của bộ phim chúng ta. Nam 2, mọi người càng vô cùng kinh ngạc. Nam chính 1 cũng chưa tới phiên bắt mọi người chờ, mà Nam 2 lại có thể. Đến tột cùng là ai? Ngay cả Kiều Minh Hảo cũng không nhịn được háo hức theo. Trong kịch bản, vai nữ 2 và Nam 2 là đối thủ diễn, thế nhưng cho tới bây giờ, cô còn chưa biết người hợp tác diễn với mình đến tột cùng là ai. Nhà sản xuất nhìn bộ dáng mọi người hết sức hứng thú, thần bí vừa định mở miệng vạch trần đáp án, kết quả cửa phòng liền lại một lần nữa bị người đẩy ra. Nhà sản xuất theo bản năng quay đầu đứt mắt nhìn, sau đó lời nói liền nghẹn lại nơi cổ họng, lập tức cả người liền nhanh chóng đứng lên. Theo động tác của nhà sản xuất, một bàn người cũng đều quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại. Nhà sản xuất Tôn cười thành tiếng, nhiệt tình ra bắt chuyện. Ông Lục, ngày rốt cuộc cũng tới, mau mời ngồi, mời. Kiều Minh Hảo và mọi người cũng quay đầu, hướng về phía cửa nhìn lại. Chỉ là vừa quay được một nửa, cô liền nghe từ miệng nhà sản xuất Tôn 2 chữ ông Lục. Sau đó, đáy lòng run lên kịch liệt, cả người còn chưa kịp tiêu hóa. Ông Lục rốt cuộc là ai? Lập tức, liền thấy Lục Phong Đàm bước chân trầm ổn, tiêu sái tiến vào. Kiều Minh Hảo nghe thấy chung quanh có người âm thầm đảo hít một hơi, xen lẫn vài tiếng thì thầm. Hóa ra Nam 2 là Lục Ảnh Đế đến diễn. Trời ạ! Thảo nào lúc trước vẫn luôn không tiết lộ tin tức này, đây tuyệt đối là tin tức nặng ký. Phòng trừng đến lúc đó lại khiến trên Weibo một trận oanh động nha. Lục Phong Đàm mặc dù xuất thân là diễn viên, thế nhưng thân phận lại khác nhau rất lớn, là CEO của truyền thông Hoàn Ảnh. 90% ngôi sao đang ngồi ở đây là nghệ sĩ ký hợp đồng với truyền thông Hoàn Ảnh, mà nhà đầu tư lớn nhất đứng sau bộ phim Khuynh Thành Thời Gian này chính là Lục Phong Đàm. Đấy là mọi người một bên cảm thán, khó trách nhà sản xuất và đạo diễn đều phải thành thành thật thật, chờ như vậy, một bên đồng loạt theo nhà sản xuất đứng lên. Kiều Minh Hảo nhất thời hồi lâu có chút tiêu hóa không được tin tức này, thế cho nên thời điểm tất cả mọi người đứng dậy, cô vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế. Thẳng đến khi Triệu Manh vươn tay, hung hăng nhéo cô một cái, cô mới lập tức rề rà đứng lên. Lục Phong Đàm vẻ mặt trước sau như một đạm mạc, đối mặt mọi người đứng dậy. Không có chút nào biểu thị, chỉ là ôn hòa cất bước, đi tới chỗ ngồi trống duy nhất, kéo ra ngồi xuống. Đã từng giao tiếp cùng Lục Phong Đàm, đã quen anh thiên về loại người tính tình ít nói, cho nên nhà sản xuất thấy anh ngồi xuống, mới ngồi xuống theo. Sau đó những người khác cũng cùng theo đều ngồi. Nhà sản xuất gọi nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn, sau đó tự mình đưa cho Lục Phong Đàm. Ông Lục, ngài xem ngài ăn chút gì? Lục Phong Đàm nhìn cũng không liếc nhìn thực đơn, chỉ là không nóng không lạnh phun ra 3 chữ. Gì cũng được. Nhà sản xuất đối mặt với Lục Phong Đàm lạnh lùng, không có nửa điểm khó chịu. Trái lại cười mở thực đơn,
chọn những món ăn đắt nhất tốt nhất, làm thành một tràng. Sau đó còn gọi những người khác trên bàn kêu món. Ở đây trên có ông Tổng, Lục Phong Đàm của truyền thông Hoàn Ảnh, dưới có nhà sản xuất và đạo diễn của đoàn phim. Diễn viên ở nơi này, ai lại không biết xấu hổ gọi món ăn chứ? Cho nên, nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến tay người nào, ai nấy cũng khiêm nhường, cấp cho những người khác. Duy chỉ có Tống Tương Tư tiếp nhận thực đơn, tự nhiên thoải mái mở ra, chọn món mình thích và gọi hai thứ. Mãi cho đến khi thực đơn chuyển tới trước mặt Kiều Minh Hảo, cô mới từ trong tin tức Lục Phong Đàm là năm hai phục hồi lại tinh thần. Cô hướng về phía nhân viên phục vụ, đứng bên cạnh mình mỉm cười lắc lắc tay, ý bảo không cần gọi món ăn. Sau đó, trao lại thực đơn cho người phục vụ. Đợi cho người phục vụ ôm thực đơn, cười nhạt rời đi, Kiều Minh Hảo mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Phong Đàm ngồi ở phía chính diện. Trong phòng bật đèn vàng ấm áp, tia sáng mở nhạt đánh vào trên mặt anh, khiến anh có vẻ xa xa ngoài tầm với. Ngồi bên cạnh anh là đại đạo diễn. Đại đạo diễn không biết lại nói với anh cái gì đó, anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đạm mạc lắng nghe. Anh dường như nhận ra được ánh mắt của Kiều Minh Hảo, bất chợt hơi lướt nhẹ đầu, mắt hướng về phía Kiều Minh Hảo nhìn thẳng. Minh Hảo sợ đến lập tức quay đầu, vừa vịt ra vẻ bộ dạng nói chuyện với Triệu Manh. Chỉ là liếc mắt nhìn Lục Phong Đàm một cái, liền suýt nữa bị anh bắt tại trận. Kiều Minh Hảo mãi cho đến khi phục vụ đưa lên thức ăn, cũng chưa dám liếc nhìn về phía Lục Phong Đàm xem qua chỗ nào. Một bữa ăn như vậy không thể thiếu rượu. Nhà sản xuất Tôn có thể là vì Phong Đàm hào phóng mở hai chai Royal Steel, là một loại Scotch whisky sản xuất bởi Chivas Brothers, rồi để phục vụ rót đầy ly rượu cho từng người. Mọi người làm liên tục ba ly, sau đó bầu không khí trên bàn ăn thoáng cái liền sinh động hẳn lên, tất cả mọi người bắt đầu kéo một số đề tài. Phong Đàm vẫn luôn rất yên tĩnh, người khác tới mở rượu, anh mặc dù không nói lời nào, thế nhưng cũng sẽ nâng ly rượu lên uống. Người khác cùng anh chào hỏi, anh cũng sẽ gật đầu. Chỉ là đôi lông mày anh luôn có nét lạnh lùng, nhìn thế nào cũng khiến người khác nghĩ rằng không cùng anh tồn tại trong một thế giới. Những bữa tiệc như vậy, tất cả mọi người đều bận bịu xây dựng mối quan hệ. Nhưng vì có Lục Phong Đàm nên Kiều Minh Hảo vẫn rất cầu nệ, không như những diễn viên khác không ngừng tìm nhà sản xuất và đạo diễn mời rượu nói chuyện. Chỉ khi nói chuyện với người khác, cô mới có thể trở về với bộ dáng tươi cười ôn hòa. Trái ngược với Kiều Minh Hảo cầu nệ, Tống Tương Tư lại có vẻ cùng với bữa tiệc này càng thêm không hợp nhau. Cô thật ra tới tham gia bữa tiệc để ăn cơm, đoan trang nền nã ngồi ở chỗ của mình, tào nhã nền nã, cầm chiếc đũa gắp thức ăn dùng bữa. Sau đó thỉnh thoảng bưng lên ly nước trắng một bên nhấp một ngụm. Bữa tiệc tiến hành được một nửa, nhà sản xuất ngồi bên cạnh Kiều Minh Hảo bất chợt như là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu, liếc mắt nhìn Kiều Minh Hảo, tiếp đó nói. Tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, các vị đang ngồi đây, ít nhiều đều hợp tác qua. Không quen cũng đều biết, cho nên tôi muốn giới thiệu cho mọi người một người mới, đó chính là người sắm vai nữ hai. Nhà sản xuất vốn định nói tiếp tên Kiều Minh Hảo, nhưng lại chỉ nhớ rõ Kiều Minh Hảo họ Kiều, quên mất phía sau hai chữ tên. Vì vậy dừng một chút, quay đầu nhìn Kiều Minh Hảo nói. Cô tới giới thiệu bản thân với mọi người một chút đi. Nhà sản xuất giới thiệu đột ngột, Kiều Minh Hảo không hề có sự chuẩn bị, nhưng vẫn tự nhiên đứng lên, gật nhẹ đầu đối với những người cùng bàn, thanh âm trong trẻo nói. Chào mọi người, tôi là Kiều Minh Hảo, rất vui khi có thể cùng mọi người hợp tác, cảm ơn. Chờ Kiều Minh Hảo ngồi xuống, nhà sản xuất liền dẫn đầu mọi người vỗ tay. Người vẫn im lặng, chăm chú ăn cơm chính là Tống Tương Tư. Nhưng khi Kiều Minh Hảo giới thiệu xong, liền ngẩng đầu, đối mặt với vẻ đẹp rạng rỡ của Minh Hảo, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, còn kèm theo sự đánh giá. Đợi vỗ tay xong, nhà sản xuất liền thấy sang bắt quàng làm họ với Lục Phong Đàm, quay đầu về phía anh, nói, ông Lục, trong bộ phim này, Minh Hảo chính là bạn diễn của ông. Lục Phong Đàm nghe nói như thế, liền nâng mí mắt lên, nhìn lướt qua chỗ Kiều Minh Hảo. Kiều Minh Hảo khẩn trương đến nỗi, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nhưng lại như trước, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Chung quanh một bàn đầy người, không người nào biết Kiều Minh Hảo cùng Lục Phong Đàm thực ra có quan hệ, chỉ xem bọn họ là người xa lạ. Cho nên nhà sản xuất lại quay đầu đối với Kiều Minh Hảo nói. Minh Hảo, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mau đến mà chào hỏi ông Lục. Quen thuộc, về sau cả hai sẽ phải diễn chung với nhau. Nhà sản xuất nói đến nước này, Kiều Minh Hảo khẩn trương, cũng phải kiên trì bưng lên ly rượu trước mặt, đứng lên. Đối với Lục Phong Đàm nhẹ giọng nói. Ông Lục, rất hân hạnh được biết ông, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Phong Đàm lạnh nhạt ngồi ở vị trí cao, hạ mí mắt,
nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, không phản ứng. Kiều Minh Hảo dùng lực đạo nắm ly rượu, nhịn không được, hơi hơi nâng cao. Cô biết anh vẫn không thích cô, cho nên anh trước mặt người ngoài đều làm bộ như không biết đến cô. Hiện tại cô vốn bất đắc dĩ mới cùng anh mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ cho dù là như vậy, anh cũng không vui lòng để ý tới cô một chút sao? Thật lâu sau, Lục Phong Đàm hơi hơi chuyển rời mắt, cũng không nhìn đến Kiều Minh Hảo một lần, một tay bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Kiều Minh Hảo lúc này mới âm thầm thở nhẹ một hơi, vội vàng cũng giơ ly rượu lên, cạn ly rượu này, ngồi trở lại vị trí của mình. Chính là lúc Kiều Minh Hảo còn chưa có ngồi vững vàng, đột nhiên có một giọng nữ, thanh thúy êm tai vang lên. Minh Hảo là người mới, lại có thể cùng ông Lục hợp tác, vận khí thật là tốt. Mở miệng nói chuyện chính là Lâm Thi Ý, lời nói này của cô chợt nghe không có gì vấn đề, như là thực sự hâm mộ Kiều Minh Hảo vận khí tốt. Nhưng cẩn thận mà nghĩ, mọi người lại đều hiểu được trong lời nói của Lâm Thi Ý, quan trọng nhất chính là bốn chữ, là một người mới. Một người mới có thể cùng Lục Phong Đàm hợp tác, mà ngay cả Lâm Thi Ý ở làng giải trí thời gian dài như vậy, cô bị cô ấy giành lấy vai diễn, chỉ đơn giản là vận khí tốt sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy được Kiều Minh Hảo có chỗ không chính đáng. Bầu không khí trên bàn trở nên có chút ngưng trệ, tất cả mọi người như có như không, từng hướng tầm mắt về phía Kiều Minh Hảo. Kiều Minh Hảo đương nhiên biết trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, nhưng vai này của cô vốn chính là đổi lấy bằng cơ thể, khó tránh khỏi có chút thiếu tự tin. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên phản ứng như thế nào, vì vậy vẻ mặt đờ đẫn ra. Cứ sững sờ như vậy, mà đúng hơn là nó đang bị phơi bày sự thật, bộ dạng luống cuống. Bầu không khí trên bàn càng trở nên trầm thấp hơn. Kiều Minh Hảo xấu hổ và sợ hãi, cảm thấy mình thật xấu xí mà lại dơ bẩn, cứ như thế sẽ bị vạch trần mất. Triệu Minh thân là người đại diện của Kiều Minh Hảo, đáy lòng cũng có chút lo lắng, vắt hết óc nghĩ cách vãn hồi sự bối rối này. Ngay khi bầu không khí cực kỳ căng thẳng, Lục Phong Đàm ngồi đối diện Kiều Minh Hảo chợt nhăn lên mí mắt, nhìn Minh Hảo. Cô gái rũ mi mắt, giả vờ chấn định ngồi yên một chỗ, nhưng khóe môi khẽ mím lại, tiết lộ sự bất an của cô. Lục Phong Đàm nhìn chằm chằm Kiều Minh Hảo chừng 5 giây, sau đó liền bất động thành sắc rời mắt, mở miệng nói chuyện với âm điệu lạnh nhạt, phảng phất có thể đem không khí chung quanh kết thành băng. Cô Lâm, trong làng giải trí lưu truyền một câu nói, cô không biết sao? Vận khí cũng là một biểu hiện của thực lực. Một câu nói của Lục Phong Đàm nhìn như hời hợt, thế nhưng lại nói cho mọi người trên bàn rằng Kiều Minh Hảo lấy được vai diễn này có thể do may mắn. Nhưng thật ra là cô có đủ năng lực để đảm đương vai nữ hai này, căn bản không tồn tại bất cứ yếu tố bất chính nào. Đương nhiên đằng sau ý tứ như vậy cũng đồng thời bày tỏ Lâm Thi Ý có thể bị Kiều Minh Hảo cướp đi vai diễn này là bởi vì thực lực cô ta không đủ. Kiều Minh Hảo tuy rằng không biết vì sao Lục Phong Đàm đột nhiên mở miệng giúp cô giải vây, đáy lòng cô kích động lại nhảy nhót. Thế nhưng cô biết lúc này điều mình thực sự nên làm là thể hiện gì đó, vì vậy lập tức cong khóe môi, giọng khiêm tốn nói. Tôi có rất nhiều điều cần phải học hỏi từ các vị tiền bối và lão sư. Hy vọng khi quay phim sẽ không kéo chân của mọi người. Lục Phong Đàm nói thế, vốn là quyền uy lại có phân lượng. Hơn nữa hiện tại, lời của Kiều Minh Hảo không chỉ tâng bốc tất cả mọi người ở đây, đồng thời cũng ra vẻ mình tương đối khiêm tốn biết lễ, khiến cho mọi người trong nháy mắt liền thay đổi cách nhìn hoàn toàn về cô. Mọi người không thể không khen ngợi Kiều Minh Hảo vài câu, sau đó liền đổi sang chủ đề khác nói chuyện. Lâm Thi Ý ngồi ở một bên, tuy rằng duy trì dáng tươi cười như cũ, nhưng sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Cô vốn muốn gây rắc rối cho Kiều Minh Hảo, ai biết được kết quả lại là rời tảng đá đập chân của mình. Nếu không có Kiều Minh Hảo, thì người hợp tác diễn cùng Lục Phong Đàm sẽ là cô. Phải biết rằng, có thể cùng Lục Phong Đàm đóng phim với nhau là mơ ước khát khao của tất cả nữ minh tinh. Tan tiệc, Kiều Minh Hảo vào toilet, cho đến khi cô đi ra thì người của đoàn kịch đều đã về hết. Bởi vì không có chỗ đậu xe, xe dừng ở giao lộ 200 thước, cho nên Triệu Minh thừa lúc Kiều Minh Hảo vào toilet thì đi lấy xe. Kiều Minh Hảo đứng ở cửa khách sạn, trong lúc chờ Triệu Minh lại nhìn thấy Lục Phong Đàm theo trong khách sạn đi ra. Kiều Minh Hảo đứng ở ngay phía trước khách sạn, Lục Phong Đàm đi thẳng ra, tất nhiên sẽ cùng cô chạm mặt. Lục Phong Đàm không thích cùng cô xuất hiện ở nơi công cộng, coi như là bất đắc dĩ chạm mặt, anh cũng chỉ là xem cô thành không khí, nhắm mắt làm ngơ. Thay vì chờ anh đi tới phớt lờ cô, chi bằng cô ngoan ngoãn thức thời né tránh.
Kiều Minh Hảo thừa dịp Lục Phong Đàm không có chú ý tới mình, liền nhanh chóng xoay người, hướng về phía trước mà đi. Chỉ là cô còn chưa đi bao xa, bất chợt có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong chuyển ra tên cô. Tiểu Kiều. Kiều Minh Hảo nghiêng đầu, nhìn đến chỗ ghế phụ cạnh nhà sản xuất Tôn, lập tức lễ phép mỉm cười mở miệng. Tôn Tổng. Nhà sản xuất Tôn đưa đầu ra ngoài cửa. Tiểu Kiều, sao em đi một mình ở chỗ này, không có xe sao? Nói xong, nhà sản xuất Tôn liền tự mình đẩy cửa xe ra, xuống xe, thay Kiều Minh Hảo mở cửa xe sau. Em ở đâu, anh đưa em về. Kiều Minh Hảo liền vội vàng lắc đầu, nói cảm ơn. Tôn Tổng cảm ơn ngài, không cần làm phiền ngài. Người đại diện của tôi đã đi lấy xe, tôi ở chỗ này chờ cô ấy. Như vậy à? Nhà sản xuất Tôn đáy mắt lóe lên tia tiếc nuối, mắt vẫn nhìn chằm chằm Kiều Minh Hảo. Càng nhìn càng thấy Kiều Minh Hảo lớn lên mỹ lệ động lòng người, nhịn không được tiếp tục hỏi một câu. Tiểu Kiều tốt nghiệp trường đại học nào? Kiều Minh Hảo mặc dù nghĩ cách tránh Lục Phong Đàm, lại cũng không dám đắc tội ông bầu Tôn, cho nên không thể làm gì khác hơn là lễ phép trả lời câu hỏi của ông ta. Đại học X. Đại học X, đó là trường tốt. Trước khi Kiều Minh Hảo thấy Lục Phong Đàm, thì anh cũng đã nhìn thấy cô. Cô chỉ nhìn anh một cái, liền nhanh chóng xoay người, hướng về một bên đi. Rõ ràng là tránh anh. Lục Phong Đàm dừng chân một chút, ánh mắt trở nên có chút lãnh. Anh đang chuẩn bị hướng về phía xe mình đang đậu ở ven đường, lại thấy một chiếc xe dừng lại ở bên Kiều Minh Hảo. Sau đó, ông bầu Tôn từ trong xe bước xuống. Cách một khoảng cách, Lục Phong Đàm không nghe được bọn họ đang nói những chuyện gì, thế nhưng anh có thể nhìn ra được hai người trò chuyện khá tốt. Kiều Minh Hảo thỉnh thoảng hướng về phía ông bầu Tôn, cười khoe cả hàm răng trắng xinh. Cũng không biết cô rốt cuộc nói chút gì, chọc cho ông bầu Tôn vẻ mặt hớn hở, một bộ dạng rất ư là vui vẻ. Thậm chí đến cuối cùng, ông bầu Tôn thế nhưng lấy di động ra, một bên nghe Kiều Minh Hảo nói, một bên bấm điện thoại chốc lát. Sau đó, Kiều Minh Hảo cũng móc điện thoại ra, đèn tín hiệu trên di động sáng ngời, rõ ràng là có cuộc gọi đến. Nói vậy là hai người trao đổi số điện thoại. Kiều Minh Hảo và bầu Tôn tán gẫu một vài chuyện vặt vãnh, trò chuyện một hồi. Bầu Tôn bất chợt hỏi số điện thoại của Kiều Minh Hảo, nói là để tiện liên lạc, cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong tương lai. Kiều Minh Hảo cũng không nghĩ có gì không ổn, liền đọc số của mình. Sau khi hai người lưu số nhau rồi, bầu Tôn cất di động, mở miệng nói. Tiểu Kiều, vậy anh còn có việc, đi trước nhé. Kiều Minh Hảo nhanh chóng mở cửa xe giúp bầu Tôn, chờ ông bầu đi vào rồi. Kiều Minh Hảo mới đóng cửa xe, hướng về phía trong xe vẫy vẫy tay, kèm theo nụ cười nói. Tôn Tổng, tạm biệt. Bầu Tôn cũng hướng về phía Kiều Minh Hảo vẫy tay rồi khởi động xe. Kiều Minh Hảo đợi cho xe đi được một đoạn mới thu hồi nụ cười trên mặt. Sau đó, nhận thấy Triệu Manh lâu như vậy vẫn chưa quay lại. Vì vậy vừa cầm di động gọi Triệu Manh, vừa nhìn quanh một vòng xem liệu có phải Triệu Manh đã đến nhưng không tìm được cô. Nút còn chưa nhấn, Kiều Minh Hảo lại thấy Lục Phong Đàm đang đi về phía mình. Động tác của cô nhịn không được cứng đờ. Sau đó theo bản năng liền rũ mắt xuống. Kiều Minh Hảo vốn tưởng rằng Lục Phong Đàm sẽ như thường ngày phớt lờ cô rồi đi lướt qua. Ai ngờ khi anh tới trước mặt cô thì dừng lại. Kiều Minh Hảo tim loạn lên, đập mạnh một nhịp, lo lắng ngẩng đầu nhìn Lục Phong Đàm. Lục Phong Đàm vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn thẳng chằm chằm vào chiếc di động nằm trong tay Kiều Minh Hảo, không có độ ấm, cũng không có cảm xúc. Kiều Minh Hảo đã quen vẻ mặt như tảng băng trôi của Lục Phong Đàm, chỉ là cô không hiểu anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô làm gì chứ. Kiều Minh Hảo bị Lục Phong Đàm nhìn chằm chọc đến ngón tay cũng đóng băng, cô hơi mất tự nhiên, giật giật đầu ngón tay, cầm di động đụng chặt hơn. Thấy anh một mực không có ý định hé răng, cô mượn đại một đề tài để che đi sự xấu hổ, mở miệng nói. Cái kia, lúc tiệc hồi tối, cảm ơn anh. Thành thật mà nói, Lục Phong Đàm có thể mở miệng giúp cô giải vây, cô được sủng ái mà rất lo sợ. Trong nháy mắt đó, lòng cô như nở hoa, mừng rỡ như điên. Dù đã qua hơn một tiếng, cô hiện vẫn đang nghĩ về điều đó. Đáy lòng vẫn còn nhè nhẹ vui sướng, không thể khống chế mà cứ tràn ngập. Anh vậy mà chịu giúp cô chứ, này có được tính là cho thấy anh kỳ thực, không chán ghét cô đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. Lục Phong Đàm nghe Kiều Minh Hảo nói, ánh mắt mới ôn hòa, chuyển rời từ chiếc điện thoại trong tay Kiều Minh Hảo đến trên mặt cô. Đèn đường mờ vàng, lẳng lặng đánh vào da thịt trắng nõn tỉ mỉ của cô, khiến cho ngũ quan của cô thoạt nhìn điềm tĩnh dịu dàng. Trong đầu Lục Phong Đàm thoáng hiện lên vẻ mặt mỉm cười, vui vẻ của cô với bầu Tôn. Trong nháy mắt, mặt anh lạnh thêm vài phần, mở miệng phát ra âm thanh nhạt nhẽo không chút ấm áp.
Cô suy nghĩ nhiều rồi. Kiều Minh Hảo kinh ngạc ngẩng đầu. Do cô suy nghĩ nhiều sao? Đôi môi mỏng xinh đẹp của Lục Phong Đàm lạnh lùng nhếch lên, giọng nói băng giá lại truyền đến. Không phải tôi muốn giúp cô, chẳng qua tôi ngại bản thân gặp phiền toái. Cô là người mới, có thể diễn vai nữ hai đã là chuyện khiến nhiều người bàn tán. Cố tình lại diễn cùng tôi. Cô không sợ người ta nói cô phải lên giường mới với vai diễn, nhưng tôi cũng không muốn nghe những loại tin đồn không cần thiết này. Thì ra, vốn anh không có ý định giúp cô, chẳng qua anh sợ cô gây phiền phức cho anh, là cô tự mình đa tình. Kiều Minh Hảo rũ mắt xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, đôi môi khẽ run, không hé răng, ngón tay lại dùng sức nắm chặt vạt áo mình. Lục Phong Đàm đứng tại chỗ một lúc khá lâu, thản nhiên liếc mắt nhìn Kiều Minh Hảo, sau đó đôi chân thon dài thẳng tắp bước, lướt qua vai Kiều Minh Hảo rời đi. Lục Phong Đàm đi khá lâu, nhưng Kiều Minh Hảo cũng chưa phản ứng gì. Cho tới khi bên tai cô truyền đến tiếng bóp còi chói tai, cô mới lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn phía Triệu Manh đang đỗ xe ven đường. Kiều Minh Hảo mở cửa xe ngồi xuống. Bên kia xảy ra tai nạn giao thông, cho nên tớ mới đến chậm nửa tiếng. Triệu Manh vừa lái xe vừa giải thích với Kiều Minh Hảo lý do cô tới chậm. Kiều Minh Hảo vẫn im lặng, đầu tựa trên ghế, quay mặt sang hướng cửa sổ, hai mắt nhắm lại. Triệu Manh nhìn đường đằng sau qua kính chiếu hậu, sau đó quay đầu xe. Kiều Kiều, đêm nay ít nhiều gì cũng nhờ Lục Phong Đàm, mình thực sự không nghĩ tới anh ta lại có thể mở miệng giải vây giúp cậu. Kiều Minh Hảo nghe Triệu Manh nói những lời này, cô chỉ ra sức mím môi, nhắm mắt, bên tai lại tiếp tục truyền đến lời Triệu Manh nói. Xem ra, không phải Lục Phong Đàm không nể tình xưa nghĩa cũ, ngẫm lại cũng thấy bình thường. Tốt xấu gì, hai người cũng đã quen nhau nhiều năm, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Tình cảm? Làm sao Lục Phong Đàm có thể vì tình cảm mà giúp cô chứ? Anh bất quá chỉ sợ tin đồn giữa anh và cô có giao dịch ám muội. Là cô đã quá ngây thơ ngu ngốc, thấy anh vừa mở miệng vì mình nói chuyện, lại nảy lên vui mừng như trúng giải thưởng lớn. Cô nên sớm nghĩ đến, đó chẳng qua đều do cô suy nghĩ quá nhiều. Lục Phong Đàm làm sao có khả năng sẽ mở miệng giúp đỡ cô? Tại sao cô có thể quên? Anh từng dùng những lời lẽ lạnh như băng chắc chắn với cô một điều. Mặc kệ người tôi thích là ai, dù sao người đó vĩnh viễn không phải cô. Triệu Manh thấy Kiều Minh Hảo từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói một câu, nhịn không được vươn tay đẩy nhẹ Kiều Minh Hảo một cái. Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt? Không có. Kiều Minh Hảo vẫn nhắm chặt mắt, vì cô sợ mình vừa mở mắt ra, những giọt nước mắt ẩn nhẫn sẽ rơi xuống trước mặt Triệu Manh. Tối nay uống chút rượu nên mình hơi mệt. À, vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi mình sẽ gọi cậu. Kiều Minh Hảo khẽ ử một tiếng. Không khí bên trong xe hoàn toàn lâm vào im lặng. Khuynh Thành thời gian 2 ngày trước không có cảnh quay của Kiều Minh Hảo, nhưng mỗi ngày cô đều đến đoàn làm phim đúng giờ, tới trường quay nhìn một cái. Ngày đầu tiên quay cũng không có phần của Lục Phong Đàm, từ lúc đó anh liên tục không xuất hiện. Buổi chiều ngày thứ hai anh có một màn diễn, 10 giờ sáng anh liền tới hiện trường phim, không gấp gáp đi hóa trang trước mà là tìm một cái ghế dựa, ngồi xuống xem cảnh đang quay. Có thể là vì Lục Phong Đàm xuất hiện, những nhân viên không cảnh quay ngày hôm nay đều đến tham gia náo nhiệt. Chỉ có điều vì thần khí Lục Phong Đàm quá mức lạnh lùng, đừng nói đi đến gần, ngay cả chung quanh anh phạm vi 3 mét cũng không có bóng người. Buổi trưa tập thể đoàn làm ăn cơm hộp, ngay cả Lục Phong Đàm cũng không ngoại lệ. Anh không chút nào ghét bỏ mà nhận lấy hộp cơm trợ lý tới, ung dung thản nhiên ăn hết. Tư thái anh ăn cơm rất ưu nhã, toàn thân tiết ra một cỗ quý khí. Sau khi ăn xong, liền trực tiếp vào phòng hóa trang. Cảnh quay chiều nay của Lục Phong Đàm là cùng Tống Tương Tư phối hợp diễn. Tống Tương Tư buổi sáng có cảnh quay cho nên sớm đã thành hóa trang xong. Đợi được sau khi Lục Phong Đàm đi ra, thợ trang điểm Tống Tương Tư lập tức tiến lên trang điểm lại cho cô. Sau đó, nhân viên ánh sáng và nhân viên công tác đều mỗi người đều vào vị trí của mình. Lục Phong Đàm và Tống Tương Tư hai người trước sau thời điểm vào giới không sai biệt lắm. Trong vài bộ truyền hình điện ảnh hot, hai người đảm nhiệm vai nam chính nữ chính sắm vai tình tứ, nam tuấn mỹ nữ, vì vậy hai người liên tiếp nhiều năm liền đều được bình chọn cặp đôi màn ảnh đẹp nhất. Bởi vì hai người nhiều lần hợp tác, trên cảnh quay cũng có chút quen thuộc nhau, lần này lại cùng diễn. Tuy không đóng cặp, nhưng cả hai vẫn như trước đem kịch bản biểu đạt thành bầu không khí tình cảm, chắc chắn hết sức đúng chỗ. Quá trình quay thuận lợi khiến đạo diễn vẫn không ngừng kêu, tốt, tuyệt, đẹp, tiếp tục. Cảnh quay đến một nửa, đạo diễn hô ngừng, phân phó thợ trang điểm nhanh tới trang điểm lại cho hai người. Trợ lý đưa cho Lục Phong Đàm chai nước suối.
Lục Phong Đàm vặn nắp uống chỉ hai ngụm, liền phất tay cho trợ lý mang đi. Sau đó, chờ thợ trang điểm chỉnh lại hóa trang, liền dẫn đầu đi vào sân. Chờ Tống Tương Tư còn đang trang điểm lại. Tống Tương Tư chỉnh xong hóa trang, hai người tiếp tục quay nửa cảnh sau. Hơn nửa cảnh quay cũng đã làm hai người đều nhập vai, cho nên nửa cảnh quay sau diễn xuất càng mượt, thậm chí trong phút chốc khiến mọi người lầm tưởng rằng đây là cảnh hiện thực. Nửa cảnh sau quay thuận lợi hơn so với nửa cảnh trước. Lục Phong Đàm và Tống Tương Tư, hai người cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát. Đợi khi cả hai diễn xong, toàn trường một mảnh an tĩnh. Qua ước chừng 10 giây, đạo diễn mới hậu chi hậu giác hô, cắt. Cảnh diễn hôm nay dừng ở đây, rốt cuộc quay xong. Đoàn làm phim lựa chọn sân bãi cho một khu sơn trang nghỉ mát ở ngoại thành. Bởi vì áp dụng hình thức quay khép kín, cho nên khu sơn trang nghỉ mát này trực tiếp được đoàn làm phim bao thầu hết, mà nhân viên công tác của đoàn cũng nghỉ tại khách sạn trong sơn trang. Phòng khách sạn thì hạn chế, mà đoàn làm phim thì có nhiều người, bởi vì ngoại trừ một ít đại minh tinh có phòng riêng ở ngoài, những minh tinh khác đều là cùng người đại diện của mình ở chung một phòng. Kiều Minh Hào và Triệu Manh về đến phòng, nghỉ ngơi chốc lát, hai người liền cùng nhau đi lên nhà hàng trên tầng 3 của khách sạn ăn bữa tối. Bữa tối là một bữa tiệc buffet, Kiều Minh Hào và Triệu Manh cầm đĩa đi lấy những món mình thích. Lúc đang tìm chỗ ngồi, Bầu Tôn ngồi cạnh cửa sổ cách đó không xa, hướng về phía Kiều Minh Hào vẫy vẫy tay. Tiểu Kiều, lại chỗ này ngồi, bàn một chút về phần diễn ngày mai. Bầu Tôn ngồi bàn 6 người, nhưng đã có 5 người ngồi, đạo diễn, nam chính Trình Dạng, Tống Tương Tư, còn có Lục Phong Đàm, chỉ còn lại một ghế trống, thật khéo đúng ngay bên cạnh Lục Phong Đàm. Kiều Minh Hảo bưng dĩa đi tới trước bàn ăn, cước bộ hơi dừng lại một chút. Thẳng đến khi Bầu Tôn mở miệng lần nữa dụ cô ngồi, Kiều Minh Hảo mới nâng mí mắt thật nhanh, nhìn thoáng qua Lục Phong Đàm. Anh không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ thờ ơ ăn. Kiều Minh Hảo lúc này mới cẩn thận đặt dĩa lên bàn, sau đó tư thế cứng ngắc ngồi xuống. Đạo diễn đang nói điểm chính của phần quay ngày mai. Thấy Kiều Minh Hảo chỉ hướng cô gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Trong miệng vẫn thao thao bất tuyệt, tiếp tục hua tay múa chân nói. Trên bàn ăn, ngoại trừ Lục Phong Đàm như không có việc gì ngồi ăn phần của mình, tất cả những người khác đều đặt lực chú ý trên người đạo diễn. Vì vậy, Kiều Minh Hảo cũng không dám động đũa, quy quy củ củ ngồi trên ghế chuyên chú nghe đạo diễn nói. Cũng may đạo diễn nói cũng không nhiều, rất nhanh liền nói xong, sau đó mọi người mới đều động đũa. Bầu Tôn ngồi đối diện Kiều Minh Hảo, lúc cầm lấy chiếc đũa, nhìn thoáng qua Kiều Minh Hảo, sau đó cười híp mắt hỏi một câu. Ngày mai Tiểu Kiều có cảnh quay của em, đã thuộc lời kịch chưa? Dạ rồi. Kiều Minh Hảo cười gật đầu một cái, trả lời. Em ăn ít vậy. Bầu Tôn nhìn thoáng qua trong dĩa của Kiều Minh Hảo, mở miệng hỏi. Dạ. Kiều Minh Hảo cười lên tiếng. Như vậy sao được, quay phim rất cực đấy. Nói xong, Bầu Tôn gọi nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Này, thêm một phần cơm bào ngư và bò bít tết. Lục Phong Đàm nghe được đối thoại của hai người, động tác nhai hơi dừng lại. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục nhàn nhã ăn, chỉ là nhiệt độ quanh anh lại thấp đi vài phần. Kiều Minh Hảo ngồi bên cạnh Lục Phong Đàm, cô có thể cảm nhận được rõ ràng lãnh khí của anh thấp xuống không bình thường. Cả người càng thêm căng thẳng, động tác ăn cơm cũng hơi có vẻ câu nệ. Hết lần này tới lần khác, Bầu Tôn thỉnh thoảng nói với cô đôi lời. Kiều Minh Hảo chỉ có thể miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, giả bộ như không có việc gì, cùng Bầu Tôn trò chuyện. Kiều Minh Hảo cảm thấy đây là bữa cơm cực khổ nhất mà cô từng ăn trong đời. Thật vất vả cho đến khi lần lượt đạo diễn, Tống Tương Tư và Trình Dạng ăn xong rồi rời đi, thì Kiều Minh Hảo cũng vội vàng đặt đũa xuống, tỏ vẻ đã ăn no. Lúc cô chuẩn bị mở miệng nói với Bầu Tôn và Lục Phong Đàm mình còn có việc phải đi trước, thì Bầu Tôn dường như nhớ ra việc gì, nhanh chóng mở miệng nói với Kiều Minh Hảo. Tiểu Kiều, gần đây ngoài quay phim thì em còn bận chuyện gì không? Kiều Minh Hảo lắc đầu, không có. Thật đúng lúc, anh có một người bạn, anh ta chịu trách nhiệm cho một thương hiệu mỹ phẩm lớn của châu Âu tại thị trường châu Á. Người phát ngôn của bọn họ đã ký hợp đồng lúc trước, vừa mới đỉnh đến kỳ hạn năm nay. Hiện họ đang chuẩn bị tìm một người phát ngôn mới. Anh ta vừa nhờ anh tiến cử. Anh thấy khí chất và diện mạo của em không tệ, cho nên anh đã giới thiệu em. Lục Phong Đàm nghe Bầu Tôn nói một hơi dài xong, tay cầm đôi đũa, bỗng nhiên tăng thêm sức lực. Kiều Minh Hảo cảm thấy mình và Bầu Tôn không quen thân đến vậy. Nên khi nghe ông ta giới thiệu cho mình phát ngôn, trong lòng cô có cảm giác bất an. Suy nghĩ một chút, liền khéo léo mở miệng từ chối. Tôn Tổng, tôi sợ tôi không có khả năng đảm nhiệm công việc phát ngôn này. Dù sao tôi cũng chỉ là một người mới, muốn danh tiếng không có danh tiếng. Có gì mà không đảm nhiệm được,
Dù sao, anh cũng chỉ giới thiệu, có được hay không còn chưa biết. Đến lúc đó có thời gian, anh sẽ đưa em đi gặp người bạn kia. Đạt được thì đạt, không đạt được thì cũng hết cách. Bầu Tôn đã nói đến vậy, nếu Kiều Minh Hảo lại cự tuyệt thì thật có chút không nể mặt mũi cho ông bầu. Cô đành gật gật đầu nói, vậy được rồi, cảm ơn ông Tôn Tổng. Theo lời chấp thuận của Kiều Minh Hảo, Lục Phong Đàm ngồi bên cạnh chợt đặt đũa xuống bàn. Hành động của anh không hề mạnh, nhưng lại cố tình làm cho người ta cảm giác được áp lực rất lớn. Bầu Tôn thấy Lục Phong Đàm không tức giận, vẻ mặt lập tức tươi cười hỏi, ông Lục, ăn ngon chứ? Lục Phong Đàm không lên tiếng, mà rút ra tờ khăn giấy ở một bên, chậm rãi lau khóe môi. Sau đó anh đặt khăn ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn lướt qua Bầu Tôn, ánh mắt lạnh lùng. Tôn Tổng, tôi có chút chuyện muốn thảo luận với ông, không biết hiện tại ông có thời gian không? Có, đương nhiên là có. Bầu Tôn cũng vội vàng buông đũa xuống, nhanh chóng cầm lấy y phục ở phía sau chỗ ngồi đứng lên. Sau đó khi ông đi qua người Kiều Minh Hảo, vươn tay vỗ lên bả vai cô. Tiểu Kiều, em cứ từ từ ăn, anh và ông Lục đi trước. Kiều Minh Hảo đang mặc một chiếc váy hai dây, lúc tay của Bầu Tôn đặt ở trên vai cô, vừa ngay nơi lộ ra thịt bên ngoài. Đáy mắt Lục Phong Đàm thoáng qua một tia sắc bén, rồi chợt bật người dậy, lại nhìn thoáng qua kịch bản mình đặt một bên, đang tính vươn tay lấy, rốt cuộc cũng dừng lại động tác, liền trực tiếp xoay người, trầm tĩnh lạnh nhạt rời đi. Bầu Tôn nhìn Lục Phong Đàm rời đi, cũng không dám nán lại quá lâu, liền vội vàng đuổi theo. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Minh Hảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy toàn thân đều mệt lả. Ngồi trên ghế đợi tâm tình bình ổn lại đôi chút, lúc này cô mới đứng lên, chuẩn bị rời đi. Kiều Minh Hảo còn chưa đi được hai bước, phía sau chợt chuyển đến thanh âm lễ phép của người phục vụ. Cô ơi, thật ngại, cảm phiền cô chờ một chút. Kiều Minh Hảo ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người phục vụ trên tay cầm kịch bản đưa tới. Có phải đây là của cô bỏ quên không ạ? Lúc đến, Kiều Minh Hảo căn bản không cầm theo kịch bản, liền lắc đầu. Vậy chắc là của người trong đoàn phim bỏ quên rồi, làm phiền cô giúp tôi trao lại. Kiều Minh Hảo nhận lấy. Cảm ơn. Người phục vụ mỉm cười với Kiều Minh Hảo, nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi. Lúc ăn cơm, trên bàn chỉ có cô, Lục Phong Đàm, Tống Tương Tư và Trình Dạng là bốn diễn viên. Kịch bản không phải của cô, thì chắc là của một trong ba người đó. Kiều Minh Hảo vừa nghĩ, vừa tiện tay lật ra kịch bản, muốn tìm ra chút đầu mối từ bên trong, xem có thể đoán ra là của ai hay không. Kết quả cô mới chỉ mở ra trang đầu, liền nhìn thấy ba chữ quen thuộc. Ba chữ kia nét viết mạnh mẽ có lực, tràn đầy khí thế. Lục Phong Đàm. Lục Phong Đàm vậy mà để quên kịch bản ở nơi này. Tim Kiều Minh Hảo bỗng đập mạnh một nhịp. Trở lại phòng khách sạn, Kiều Minh Hảo nằm sấp trên bàn sách, nhìn chằm chằm vào kịch bản kia, trong lòng cân nhắc nên để ngày mai lúc quay phim mới đem kịch bản trả lại cho Lục Phong Đàm hay là bây giờ đưa qua cho anh luôn. Kiều Minh Hảo nghiêng về phương án thứ nhất hơn, nhưng ngày mai đều là quảnh quay của Lục Phong Đàm, ngộ nhỡ buổi tối anh cần phải thuộc kịch bản thì sao? Thật ra, Kiều Minh Hảo có thể để nhân viên khách sạn hoặc Triệu Manh đưa kịch bản qua cho Lục Phong Đàm, thế thì cô sẽ không phải rối rắm như vậy, nhưng cô lại chút không tình nguyện. Kiều Minh Hảo miên man suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là cầm lấy di động, gọi cho Lục Phong Đàm đi qua. Điện thoại reo lên vài tiếng mới có người bắt máy. Lục Phong Đàm hoàn toàn không cho Kiều Minh Hảo dề dà mở miệng, liền trực tiếp ném ra hai chữ. Chuyện gì? Tuy rằng nói chuyện qua điện thoại, nhưng Kiều Minh Hảo vẫn cảm nhận được tâm tình của Lục Phong Đàm dường như không được tốt cho lắm. Kiều Minh Hảo càng căng thẳng nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói. Anh để quên kịch bản trong phòng ăn. Lục Phong Đàm đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó ném ra con số 1001 rồi liền cúp máy. Kiều Minh Hảo nghe tiếng pi 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 thật lớn trong điện thoại, mất một hồi lâu mới phản ứng được. Lục Phong Đàm bỏ lại câu 1001 là số phòng của anh. Anh nói số phòng cho cô để làm gì? Ý là muốn cô đem kịch bản lên phòng của anh sao? Kiều Minh Hảo nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này, nên cô tùy tiện lấy một cái cớ, nói với Triệu Manh rồi cầm kịch bản rời khỏi phòng. Phòng 1001 là phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn. Kiều Minh Hảo đứng ở trong thang máy, nhìn dãy số màu đỏ nhảy liên tục, đáy lòng càng ngày càng khẩn trương. Rốt cuộc đã đến tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra, Kiều Minh Hảo hít sâu một hơi, cầm kịch bản đi ra. Cô dựa theo hướng dẫn ở hành lang khách sạn, đi về phía phòng 1001. Trên đường, đúng lúc đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên tạp vụ tầng trên cùng, cửa phòng không khóa, bên trong có hai nhân viên phục vụ nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Vừa nãy tôi mới đưa cà phê đến phòng 1003, thật đáng sợ mà.
Lục ảnh đế không hiểu sao lại phát cáu đến như vậy, đem lần quay này của bọn họ tất tần tật ra mà bắt bẻ hết. Hình như người kia bị anh bắt bẻ là nhà sản xuất của bộ phim này. Chính là nhà sản xuất đó, nhà sản xuất đun nước nóng đưa cho anh ta vung tay lên khiến nhà sản xuất bị bỏng. Vừa mới gọi bác sĩ đến đây để bôi thuốc cho nhà sản xuất, nghe nói bỏng rất nặng. Có thể không nặng sao? Nước sôi vừa nấu xong mà. Dù sao đêm nay, phòng 1001 muốn phục vụ cái gì, tôi cũng không dám đi đâu. Lúc đó cô đi đi, là gan cô to mà. Kiều Minh Hảo nghe cuộc đối thoại giữa hai người nhân viên kia thì vốn dĩ trong lòng khẩn trương càng trở nên bất an hơn. Cô chậm chậm đi đến trước cửa phòng 1001, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Cô âm thầm hít vài hơi rồi mới vươn tay nhấn chuông trên vách tường. Sau khi ấn xong thì Kiều Minh Hảo mới phát hiện chuông cửa đang trạng thái không làm phiền, vì thế cô đành giơ tay lên gõ cửa. Tuy nhiên cửa lại không khóa, nên khi bị cô chạm liền mở ra. Kiều Minh Hảo đưa đầu vào nhìn, phát hiện trong phòng khách không có người, vì thế lại giơ tay lên gõ. Sau đó cửa phòng ngủ bị Lục Phong Đàm đẩy ra. Không biết có phải vì lúc nãy anh nổi giận với nhà sản xuất không mà nét mặt anh có chút lạnh cứng đờ, toàn thân anh toát ra hàn khí, người lạ chớ đến gần càng mãnh liệt. Kiều Minh Hảo đứng ở ngoài cửa, không đi vào trong, chỉ duỗi ra kịch bản trong tay. Kịch bản của anh. Lục Phong Đàm thản nhiên đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Kiều Minh Hảo, không có ý định muốn đi qua lấy. Kiều Minh Hảo ngừng lại trong chốc lát, đành phải bước vào phòng. Cô không đem kịch bản đến trước mặt Lục Phong Đàm mà đặt ở trên bàn trà trong phòng khách. Tôi để kịch bản ở đây, tạm biệt. Nói xong, Kiều Minh Hảo xoay người ra cửa. Trong phòng hoàn toàn im lặng, ngoài tiếng bước chân rất nhỏ của Kiều Minh Hảo thì không có bất kỳ âm thanh nào của anh. Lúc Kiều Minh Hảo sắp đi đến cửa phòng, chợt nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau. Kiều Minh Hảo cho rằng Lục Phong Đàm đi lấy thứ gì đó, không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi dừng chân lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng còn chưa đi được hai bước, một cánh tay bất chợt vươn ra bên cạnh cô. Cửa phòng vốn định mở, nhưng lại bị dùng sức đóng lại dầm một tiếng. Lục Phong Đàm đột nhiên xuất hiện, dọa Kiều Minh Hảo toàn thân run rẩy, vừa định ngẩng đầu lên nhìn anh, lại chợt bị anh bắt lấy cổ tay, cứng rắn trực tiếp lôi đi về hướng phòng ngủ. Lục Phong Đàm ra sức nắm lấy tay cô, đau đớn, khiến Kiều Minh Hảo dự cảm nguy hiểm, cả người theo bản năng bắt đầu giãy giụa. Kiều Minh Hảo càng giãy giụa, Lục Phong Đàm lại càng dùng sức. Kiều Minh Hảo không tránh thoát, chỉ có thể một đường lảo đảo, nghiêng ngã bị anh kéo tới cửa buồng tắm trong phòng ngủ. Anh vươn tay đẩy cửa ra, dùng sức đẩy mạnh cô vào phòng tắm. Kiều Minh Hảo còn chưa đứng vững, cả người liền bị Lục Phong Đàm theo sát phía sau cùng tiến vào, một phen xốc lên, nắm thẳng vào trong buồng tắm. Sau đó anh cầm lấy vòi hoa sen treo trên vách tường, vặn mức lớn nhất, không nói lời nào, xối lên Kiều Minh Hảo. Vòi hoa sen phun ra dòng nước lạnh như băng, sức nước mạnh mẽ đập vào người cô có chút đau xót. Kiều Minh Hảo dùng rằng muốn nhảy ra khỏi bồn tắm. Lục Phong Đàm bắt lấy cổ tay cô, ném vào trong góc bồn tắm, tiếp tục tận lực xối. Cuối cùng, tầm mắt Lục Phong Đàm đột nhiên dừng lại ở trên bả vai Kiều Minh Hảo bị bầu tôn chụp lên. Ngay lập tức, vòi sen liền thẳng tắp dọn tới. Dòng nước chếch thẳng về một chỗ, càng đau đớn gấp bội. Kiều Minh Hảo theo bản năng né tránh. Nhưng mà mặc kệ cô trốn tránh thế nào, Lục Phong Đàm vẫn duy trì vòi hoa sen xối vào vai cô. Đến cuối cùng, Kiều Minh Hảo không dãy dụa nữa, cô nhắm mắt lại, co ro thân thể vùi mình trong góc bồn tắm. Nước lạnh dữ dội xối xuống người, làm toàn thân Kiều Minh Hảo lạnh như băng, không ngừng run rẩy. Lục Phong Đàm thấy vậy, bờ môi mím chặt lại, sau đó ném thẳng vòi hoa sen xuống đất, vươn tay đem Kiều Minh Hảo từ trong bồn tắm ra ngoài, đẩy vào tường, cả người gắt gao ép chặt lên. Kiều Minh Hảo không biết Lục Phong Đàm muốn làm gì, chỉ là cảm giác được cơ thể anh đè lên nên theo bản năng cô nhắm chặt mắt lại. Gương mặt Lục Phong Đàm lạnh lẽo, cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc Kiều Minh Hảo, chỉ ra sức lấy thịt đè người, ngoài ra không có bất kỳ cử động gì. Toàn thân Kiều Minh Hảo ướt đẫm. Lục Phong Đàm cũng không ngoại lệ, y phục trên người cũng ẩm ướt dì từng giọt nước tí tách. Trong phòng tắm, chỉ có tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen mà Lục Phong Đàm tùy tiện ném trong bồn. Trừ âm thanh đó ra thì không có tiếng của anh. Một mảnh tĩnh lặng và căng thẳng khiến cho Kiều Minh Hảo càng bất an nhưng lại không dám hé mắt nhìn. Cuối cùng không biết vì lạnh hay khẩn trương mà bả vai cô không nhịn được khẽ run lên. Chỉ một hành động nhỏ như vậy rơi vào mắt Lục Phong Đàm rõ ràng. Mi tâm hơi trao lại, đột nhiên anh cúi đầu xuống, dùng sức cắn lên vai Kiều Minh Hảo nơi bầu tôn chạm qua. Anh hùng hằng ra sức cắn,
Sự đau đớn từ bả vai chuyển đến khắp các dây thần kinh trong cơ thể, khiến Kiều Minh Hảo vươn tay đẩy người đàn ông ra. Cử chỉ của cô càng khiến cho Lục Phong Đàm mạnh bạo gặm cắn hơn. Toàn thân Kiều Minh Hảo đau bắt đầu run rẩy, thậm chí cô còn cảm nhận rõ vai mình chảy ra dòng chất lỏng sền sệt. Nhưng tên đàn ông vẫn không có ý muốn dừng lại. Kiều Minh Hảo đau chịu không được, nước mắt bất chợt liền tách rơi trên cổ Lục Phong Đàm. Chất lỏng ấm áp theo cổ Lục Phong Đàm chậm rãi chảy xuôi xuống, sạch qua bên ngực trái của anh. Toàn thân anh cứng đờ, dừng lại lục cắn bả vai Kiều Minh Hảo, nhưng cánh môi vẫn áp trên vai cô. Sau một lúc lâu, lại một giọt lệ rơi xuống cổ anh. Toàn thân Lục Phong Đàm run mạnh một chút. Sau đó anh ngẩng đầu lên, chặn ngay môi của Kiều Minh Hảo. Nụ hôn của anh có chút thô bạo, xen lẫn vị máu tươi. Tay anh trực tiếp cởi đi chiếc váy ẩm ướt trên người cô. Nói đúng hơn, không phải cởi mà là xé. Anh dùng hết sức xé nát y phục của cô, rồi bắt đầu xé quần áo chính mình. Tiếng vải rách toạc truyền đến bên tai Kiều Minh Hảo, cũng không đợi cô kịp định thần, một cảm giác bị anh mạnh mẽ xông vào trong cô. Sau đó một cỗ đau đớn lan khắp toàn thân. Hai người đã hơn hai lần thân mật, mặc kệ cô có tức giận hay không. Nhưng hai lần trước làm chuyện đó, động tác của anh rất dịu dàng, mặc dù hai lần đó cũng không phải anh cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc này lại không hề giống như lúc đó, động tác của anh tàn nhẫn vừa mạnh bạo, tựa như chiếm lấy lại như giày vò, đau đớn khiến cô cảm thấy không còn là chính mình nữa. Người ta nói rằng lần đầu tiên của người con gái là đau đớn nhất, thực sự rất đau. Nhưng Kiều Minh Hảo lại cảm thấy lúc này mới thực sự đau thấu xương. So với lần đầu tiên thì không thể chịu được. Có lẽ là do đêm đầu tiên đó, rượu gây tê cảm giác đau của cô, nhưng cũng có thể là cô yêu anh. Đêm đó động tác của anh rất nhẹ nhàng, cho nên dù anh làm cô đau thì sự đau đớn kia vẫn rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ, Kiều Minh Hảo lại cảm thấy đau đến không sống nổi. Không có tốt đẹp, không có rung động, nếu có cũng chỉ là tra tấn vô tận. Đúng vậy, tra tấn. Kiều Minh Hảo cảm thấy anh như đang trừng phạt cô, hoặc đang phát tiết sự khó chịu trong lòng. Mỗi một cái nhấp của anh đều không có bất kỳ cảm xúc, như thể dùng toàn lực điên cuồng cho cô đau đớn, muốn đau chết cô. Và cô thật rất đau, không chỉ đau thể xác mà tâm lại càng đau hơn. Đột nhiên, Kiều Minh Hảo chợt hối hận khi tự mình đem kịch bản đưa anh. Đáng lẽ cô nên nhờ Triệu Minh, hoặc lúc cô nghe nhân viên nói tâm tình của anh không tốt liền xoay người rời khỏi. Cô không nên đụng tới họng súng này. Cô biết rõ anh không ưa mình, thậm chí ghét mình. Cô còn tự đưa mình đến tận cửa, hoàn hảo trở thành nơi cho anh phát tiết. Đáng nói hơn là anh hoàn toàn tỉnh táo, cùng cô làm ra sự việc này. Chính mình cũng là bộ dạng này. Hai lần trước cô cảm thấy tốt đẹp là vì một lần anh say, một lần anh sốt mơ hồ. Sao cô có thể quên anh đã từng nói với cô? Kiều Minh Hảo, cô muốn chơi với tôi? Được lắm, tôi sẽ đùa chết cô. Cho nên lúc anh tỉnh táo, làm sao có thể dịu dàng với cô? Kiều Minh Hảo nghĩ lại, khóe mắt nhịn không được ướt át. Qua hồi lâu, mọi thứ cuối cùng yên tĩnh trở lại. Kiều Minh Hảo uể oải nằm trên sàn nhà ở phòng tắm, bởi vì đau đớn nên thân thể cô thoáng run bần bật. Lục Phong Đàm nhìn chằm chằm Kiều Minh Hảo đầy chật vật, đang nhắm mắt một chút. Anh nuốt nước bọt rồi nhanh chóng quay đầu. Theo động tác của anh, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tầng bi thương và thống khổ. Nhưng mà chỉ trong phút chốc, đáy mắt anh liền bình lặng lại, vẫn là cái loại từ chối người cách xa ngàn dặm, lãnh khốc vô tình vô dục. Anh đứng lên, kéo một chiếc khăn tắm quấn lại cơ thể. Sau đó, anh thuận tay tắt vòi hoa sen đang chảy nước lại, xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Không còn tiếng nước chảy của vòi sen, trong phòng tắm im lặng đáng sợ, cửa phòng tắm không đóng. Kiều Minh Hảo nằm sấp trên mặt sàn lạnh như băng, lờ mờ nghe được tiếng người đang mặc quần áo bên ngoài. Sau đó cô lâm vào mê man. Lục Phong Đàm ăn mặc chỉnh tề, cầm ví tiền, di động và chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Lúc anh đi ngang cửa phòng tắm, bước chân hơi dừng một chút, dường như muốn liếc nhìn vào phòng tắm. Nhưng cuối cùng lại không nhìn, chỉ là khuôn mặt băng giá, tiếp tục sải bước nghênh ngang rời đi. Khi Kiều Minh Hảo tỉnh lại, bên tai im lặng đến đáng sợ. Cô mở mắt, xung quanh đều lạnh như băng, ngây người trong chốc lát, mới nhớ lại chính mình vừa cùng với Lục Phong Đàm ở trong phòng tắm. Kiều Minh Hảo miễn cưỡng bỏ dậy, chịu đựng toàn thân đau nhức, bước đi lảo đảo ra khỏi phòng tắm, thì phát hiện trong phòng hoàn toàn trống không. Lục Phong Đàm đã rời đi từ lúc nào? Kiều Minh Hảo nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã 1 giờ sáng. Lúc cô đi lên, đưa kịch bản cho Lục Phong Đàm không có mang theo di động, muộn thế này vẫn chưa trở về. Không biết, Triệu Minh có vì tìm cô mà làm kinh động đến cả đoàn làm phim không?
Kiều Minh Hảo lập tức cầm lấy điện thoại bàn trong phòng gọi cho Triệu Manh, rất nhanh có người bắt máy. Cô mới alo một tiếng, điện thoại nhanh chóng vang đến giọng nói đầy lo lắng của Triệu Manh. Kiều Kiều, cậu chạy đi đâu vậy? Kiều Minh Hảo không có trả lời câu hỏi của Triệu Manh, yếu ớt dặn dò một câu. Cậu cầm quần áo đến phòng 1001. Ngắt điện thoại không bao lâu, Triệu Manh đã mang theo quần áo chạy đến. Ban đầu, Triệu Manh vừa thấy Kiều Minh Hảo liền chuẩn bị tuôn một tràng chất vấn. Cô làm sao lại chạy đến phòng 1001? Kết quả là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kiều Minh Hảo, toàn thân đầy những vết thâm xanh tím, thì lập tức nuốt xuống lời định nói. Lúc này đã là đêm khuya, ngày mai vẫn còn phải quay nên người trong đoàn phim đã đi ngủ hết. Vì vậy suốt dòng đường từ phòng 1001 trở lại phòng mình, Kiều Minh Hảo và Triệu Manh không đụng phải ai cả. Về đến phòng, Triệu Manh mới mở miệng hỏi. Kiều Kiều, là Lục Phong Đàm sao? Kiều Minh Hảo nhấp môi, lảng tránh câu hỏi của Triệu Manh. Cậu không vì không tìm thấy mình mà làm kinh động đến mọi người trong đoàn làm phim đấy chứ? Không có. Triệu Manh đáp xong lại chuẩn bị hỏi Kiều Minh Hảo, thì Minh Hảo đã giành trước nói. Mình muốn đi tắm. Sau đó không đợi Triệu Manh phản ứng, Kiều Minh Hảo liền nhanh chóng đi vào phòng tắm. Lúc cô từ phòng tắm đi ra, Triệu Manh còn chưa ngủ, trong ánh mắt xen lẫn đau lòng. Kiều Kiều. Triệu Manh, mình không sao, muộn rồi, chúng ta mau ngủ đi. Kiều Minh Hảo lại một lần nữa đánh gãy lời nói của Triệu Manh. Triệu Manh giật giật khóe miệng, cuối cùng đành thở dài, cái gì cũng không nói, liền leo lên giường. Kiều Minh Hảo cũng theo lên giường, vươn tay tắt đèn rồi mới kéo chăn trùm đầu, trốn ở trong chăn, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Buổi sáng hôm sau, Kiều Minh Hảo mở mắt, liền thấy đầu đau như búa bổ, mũi bị nghẹt khó thở. Chắc do tối qua bị ngâm nước lạnh, lại bị nằm trên sàn nhà lạnh lẽo lâu như vậy, thành ra bị cảm rồi. Triệu Manh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhịn không được lo lắng nói. Hay là gọi điện thoại cho đạo diễn, xin rời lịch diễn lại một chút, đã bị cảm như vậy, làm sao còn quay phim được nữa? Kiều Minh Hảo mệt mỏi lắc đầu. Thế là hết, mình làm nữ hai vốn đã khiến người khác không phục. Ở bữa tiệc hôm trước, Lục Phong Đàm còn nói mình là dựa vào năng lực mới lấy được vai này, khiến nhiều người chú ý đến mình. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem. Nếu lúc này nói vì bệnh xin rời lại lịch diễn, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Nói mình thấy khó nên lâm trận bỏ chạy, Kiều Minh Hảo chỉ có thể miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, giả bộ như không có việc gì, cùng bầu tôn trò chuyện. Kiều Minh Hảo cảm thấy đây là bữa cơm cực khổ nhất mà cô từng ăn trong đời. Thật vất vả cho đến khi lần lượt đạo diễn, Tống Tương Tư và Trình Dạng ăn xong rồi rời đi, thì Kiều Minh Hảo cũng vội vàng đặt đũa xuống, tỏ vẻ đã ăn no. Lúc cô chuẩn bị mở miệng nói với Bầu Tôn và Lục Phong Đàm mình còn có việc phải đi trước, thì Bầu Tôn dường như nhớ ra việc gì, nhanh chóng mở miệng nói với Kiều Minh Hảo. Tiểu Kiều, gần đây ngoài quay phim thì em còn bận chuyện gì không? Kiều Minh Hảo lắc đầu, không có. Thật đúng lúc anh có một người bạn, anh ta chịu trách nhiệm cho một thương hiệu mỹ phẩm lớn của châu Âu tại thị trường châu Á. Người phát ngôn của bọn họ đã ký hợp đồng lúc trước, vừa mới đỉnh đến kỳ hạn năm nay. Hiện họ đang chuẩn bị tìm một người phát ngôn mới. Anh ta vừa nhờ anh tiến cử. Anh thấy khí chất và diện mạo của em không tệ, cho nên anh đã giới thiệu em. Lục Phong Đàm nghe Bầu Tôn nói một hơi dài xong, tay cầm đôi đũa, bỗng nhiên tăng thêm sức lực. Kiều Minh Hảo cảm thấy mình và Bầu Tôn không quen thân đến vậy, nên khi nghe ông ta giới thiệu cho mình phát ngôn, trong lòng cô có cảm giác bất an. Suy nghĩ một chút, liền khéo léo mở miệng từ chối. Tôn Tổng, tôi sợ tôi không có khả năng đảm nhiệm công việc phát ngôn này. Dù sao tôi cũng chỉ là một người mới, muốn danh tiếng không có danh tiếng. Có gì mà không đảm nhiệm được, dù sao anh cũng chỉ giới thiệu, có được hay không còn chưa biết. Đến lúc đó có thời gian, anh sẽ đưa em đi gặp người bạn kia. Đạt được thì đạt, không đạt được thì cũng hết cách. Bầu Tôn đã nói đến vậy, nếu Kiều Minh Hảo lại cự tuyệt thì thật có chút không nể mặt mũi cho ông Bầu, cô đành gật gật đầu nói. Vậy được rồi, cảm ơn ông Tôn Tổng. Theo lời chấp thuận của Kiều Minh Hảo, Lục Phong Đàm ngồi bên cạnh chợt đặt đũa xuống bàn. Hành động của anh không hề mạnh, nhưng lại cố tình làm cho người ta cảm giác được áp lực rất lớn. Bầu Tôn thấy Lục Phong Đàm không tức giận, vẻ mặt lập tức tươi cười hỏi. Ông Lục, ăn ngon chứ? Lục Phong Đàm không lên tiếng, mà rút ra tờ khăn giấy ở một bên, chậm rãi lau khóe môi. Sau đó anh đặt khăn ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn lướt qua Bầu Tôn, ánh mắt lạnh lùng. Tôn Tổng, tôi có chút chuyện muốn thảo luận với ông, không biết hiện tại ông có thời gian không? Có, đương nhiên là có. Bầu Tôn cũng vội vàng buông đũa xuống, nhanh chóng cầm lấy y phục ở phía sau chỗ ngồi đứng lên. Sau đó khi ông đi qua người Kiều Minh Hảo
vươn tay vỗ lên bả vai cô. Tiểu Kiều, em cứ từ từ ăn, anh và ông Lục đi trước. Kiều Minh Hảo đang mặc một chiếc váy hai dây, lúc tay của Bầu Tôn đặt ở trên vai cô, vừa ngay nơi lộ ra thịt bên ngoài. Đáy mắt Lục Phong Đàm thoáng qua một tia sắc bén, rồi chợt bật người dậy, lại nhìn thoáng qua kịch bản mình đặt một bên, đang tính vươn tay lấy, rốt cuộc cũng dừng lại động tác, liền trực tiếp xoay người, trầm tĩnh lạnh nhạt rời đi. Bầu Tôn nhìn Lục Phong Đàm rời đi, cũng không dám nán lại quá lâu, liền vội vàng đuổi theo. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Minh Hảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy toàn thân đều mệt lả. Ngồi trên ghế đợi tâm tình bình ổn lại đôi chút, lúc này cô mới đứng lên, chuẩn bị rời đi. Kiều Minh Hảo còn chưa đi được hai bước, phía sau chợt chuyển đến thanh âm lễ phép của người phục vụ. Cô ơi, thật ngại, cảm phiền cô chờ một chút. Kiều Minh Hảo ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người phục vụ trên tay cầm kịch bản đưa tới. Có phải đây là của cô bỏ quên không ạ? Lúc đến, Kiều Minh Hảo căn bản không cầm theo kịch bản, liền lắc đầu. Vậy chắc là của người trong đoàn phim bỏ quên rồi, làm phiền cô giúp tôi trao lại. Kiều Minh Hảo nhận lấy. Cảm ơn. Người phục vụ mỉm cười với Kiều Minh Hảo, nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi. Lúc ăn cơm, trên bàn chỉ có cô, Lục Phong Đàm, Tống Tương Tư và Trình Dạng là bốn diễn viên. Kịch bản không phải của cô, thì chắc là của một trong ba người đó. Kiều Minh Hảo vừa nghĩ, vừa tiện tay lật ra kịch bản, muốn tìm ra chút đầu mối từ bên trong, xem có thể đoán ra là của ai hay không. Kết quả cô mới chỉ mở ra trang đầu, liền nhìn thấy ba chữ quen thuộc. Ba chữ kia, nét viết mạnh mẽ có lực, tràn đầy khí thế. Lục Phong Đàm. Lục Phong Đàm vậy mà để quên kịch bản ở nơi này. Tim Kiều Minh Hảo bỗng đập mạnh một nhịp. Trở lại phòng khách sạn, Kiều Minh Hảo nằm sấp trên bàn sách, nhìn chằm chằm vào kịch bản kia, trong lòng cân nhắc nên để ngày mai lúc quay phim mới đem kịch bản trả lại cho Lục Phong Đàm hay là bây giờ đưa qua cho anh luôn. Kiều Minh Hảo nghiêng về phương án thứ nhất hơn, nhưng ngày mai đều là quảnh quay của Lục Phong Đàm, ngộ nhỡ buổi tối anh cần phải thuộc kịch bản thì sao? Thật ra, Kiều Minh Hảo có thể để nhân viên khách sạn hoặc Triệu Manh đưa kịch bản qua cho Lục Phong Đàm, thế thì cô sẽ không phải rối rắm như vậy, nhưng cô lại chút không tình nguyện. Kiều Minh Hảo miên man suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là cầm lấy di động, gọi cho Lục Phong Đàm đi qua. Điện thoại reo lên vài tiếng mới có người bắt máy. Lục Phong Đàm hoàn toàn không cho Kiều Minh Hảo dề dà mở miệng, liền trực tiếp ném ra hai chữ. Chuyện gì? Tuy rằng nói chuyện qua điện thoại, nhưng Kiều Minh Hảo vẫn cảm nhận được tâm tình của Lục Phong Đàm dường như không được tốt cho lắm. Kiều Minh Hảo càng căng thẳng nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói. Anh để quên kịch bản trong phòng ăn. Lục Phong Đàm đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó ném ra con số 1001 rồi liền cúp máy. Kiều Minh Hảo nghe tiếng pi 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 thật lớn trong điện thoại, mất một hồi lâu mới phản ứng được. Lục Phong Đàm bỏ lại câu 1001 là số phòng của anh. Anh nói số phòng cho cô để làm gì? Ý là muốn cô đem kịch bản lên phòng của anh sao? Kiều Minh Hảo nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này, nên cô tùy tiện lấy một cái cớ, nói với Triệu Manh rồi cầm kịch bản rời khỏi phòng. Phòng 1001 là phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn. Kiều Minh Hảo đứng ở trong thang máy, nhìn dãy số màu đỏ nhảy liên tục, đáy lòng càng ngày càng khẩn trương. Rốt cuộc đã đến tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra, Kiều Minh Hảo hít sâu một hơi, cầm kịch bản đi ra. Cô dựa theo hướng dẫn ở hành lang khách sạn, đi về phía phòng 1001. Trên đường, đúng lúc đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên tạp vụ tầng trên cùng, cửa phòng không khóa, bên trong có hai nhân viên phục vụ nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Vừa nãy tôi mới đưa cà phê đến phòng 1003, thật đáng sợ mà. Lục ảnh đế không hiểu sao lại phát cáu đến như vậy. Đem lần quay này của bọn họ, tất tần tật ra mà bắt bẻ hết. Hình như người kia bị anh bắt bẻ là nhà sản xuất của bộ phim này. Chính là nhà sản xuất đó, nhà sản xuất đun nước nóng đưa cho anh ta vung tay lên, khiến nhà sản xuất bị bỏng. Vừa mới gọi bác sĩ đến đây để bôi thuốc cho nhà sản xuất, nghe nói bỏng rất nặng. Có thể không nặng sao? Nước sôi vừa nấu xong mà. Dù sao đêm nay, phòng 1001 muốn phục vụ cái gì, tôi cũng không dám đi đâu. Lúc đó cô đi đi, là gan cô to mà. Kiều Minh Hảo nghe cuộc đối thoại giữa hai người nhân viên kia thì vốn dĩ trong lòng khẩn trương càng trở nên bất an hơn. Cô chậm chậm đi đến trước cửa phòng 1001, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Cô âm thầm hít vài hơi rồi mới vươn tay nhấn chuông trên vách tường. Sau khi ấn xong thì Kiều Minh Hảo mới phát hiện chuông cửa đang trạng thái không làm phiền. Vì thế cô đành giơ tay lên gõ cửa. Tuy nhiên cửa lại không khóa, nên khi bị cô chạm liền mở ra.
Kiều Minh Hảo đưa đầu vào nhìn, phát hiện trong phòng khách không có người, vì thế lại giơ tay lên gõ. Sau đó cửa phòng ngủ bị Lục Phong Đàm đẩy ra. Không biết có phải vì lúc nãy anh nổi giận với nhà sản xuất không mà nét mặt anh có chút lạnh cứng đờ, toàn thân anh toát ra hàn khí, người lạ chớ đến gần càng mãnh liệt. Kiều Minh Hảo đứng ở ngoài cửa, không đi vào trong, chỉ duỗi ra kịch bản trong tay. Kịch bản của anh. Lục Phong Đàm thản nhiên đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Kiều Minh Hảo, không có ý định muốn đi qua lấy. Kiều Minh Hảo ngừng lại trong chốc lát, đành phải bước vào phòng. Cô không đem kịch bản đến trước mặt Lục Phong Đàm mà đặt ở trên bàn trà trong phòng khách. Tôi để kịch bản ở đây, tạm biệt. Nói xong, Kiều Minh Hảo xoay người ra cửa, trong phòng hoàn toàn im lặng. Ngoài tiếng bước chân rất nhỏ của Kiều Minh Hảo thì không có bất kỳ âm thanh nào của anh. Lúc Kiều Minh Hảo sắp đi đến cửa phòng, chợt nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau. Kiều Minh Hảo cho rằng Lục Phong Đàm đi lấy thứ gì đó, không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi dừng chân lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng còn chưa đi được hai bước, một cánh tay bất chợt vươn ra bên cạnh cô. Cửa phòng vốn định mở, nhưng lại bị dùng sức đóng lại dầm một tiếng. Lục Phong Đàm đột nhiên xuất hiện, dọa Kiều Minh Hảo toàn thân run rẩy, vừa định ngẩng đầu lên nhìn anh, lại chợt bị anh bắt lấy cổ tay, cứng rắn trực tiếp lôi đi về hướng phòng ngủ. Lục Phong Đàm ra sức nắm lấy tay cô, đau đớn, khiến Kiều Minh Hảo dự cảm nguy hiểm, cả người theo bản năng bắt đầu giãy giụa. Kiều Minh Hảo càng giãy giụa, Lục Phong Đàm lại càng dùng sức. Kiều Minh Hảo không tránh thoát, chỉ có thể một đường lảo đảo, nghiêng ngã bị anh kéo tới cửa buồng tắm trong phòng ngủ. Anh vươn tay đẩy cửa ra, dùng sức đẩy mạnh cô vào phòng tắm. Kiều Minh Hảo còn chưa đứng vững, cả người liền bị Lục Phong Đàm theo sát phía sau cùng tiến vào, một phen xốc lên, nắm thẳng vào trong buồng tắm. Sau đó anh cầm lấy vòi hoa sen treo trên vách tường, vặn mức lớn nhất, không nói lời nào, xối lên Kiều Minh Hảo. Vòi hoa sen phun ra dòng nước lạnh như băng. Sức nước mạnh mẽ đập vào người cô có chút đau xót. Kiều Minh Hảo dùng rằng muốn nhảy ra khỏi bồn tắm. Cô ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà ga. Kết quả chỉ mới chạy đến một nửa, mưa to tầm tã chút xuống. Kiều Minh Hảo không thể làm gì khác hơn là ôm cặp, chạy tới dưới mái hiên gần nhất bên ven đường trú mưa. Đó là một ngôi nhà rất cũ, lúc cô chạy vào, vừa vặn cũng có người theo sát tới, hoàn toàn là vì tò mò. Kiều Minh Hảo ngẩng đầu, liếc nhìn về phía bên cạnh. Đó là một nam sinh, da rất trắng, tay đeo headphone, túi đeo chéo vai, tay đút túi quần dựa lưng vào tường. Vì anh nghiêng đầu, Kiều Minh Hảo không thấy rõ mặt, nhưng chú ý thấy bộ đồng phục trên người anh giống y cô, chỉ có điều anh là mặc quần, còn cô là mặc váy ngang gối. Lúc đó trong trường, Kiều Minh Hảo là nữ sinh có chiều cao, thậm chí cao hơn so với vài nam sinh. Thế nhưng chàng trai này còn cao hơn cô tới mấy cái đầu. Dưới mái hiên, chỉ có hai người bọn họ trú mưa. Vì không quen biết nhau nên ai cũng không mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến khi mưa tạnh dần, anh chàng mới bất chợt vươn tay, kéo túi trên vai đứng thẳng lưng. Theo động tác, gương mặt của anh quay lại, Kiều Minh Hảo thấy rõ được tướng mạo đẹp trai của anh. Đó là gương mặt tuấn tú nhất mà Kiều Minh Hảo từng được gặp, một sự gọn gàng hiếm thấy. Trong nháy mắt đó, Kiều Minh Hảo cảm thấy vai nam chính trong tiểu thuyết mà cô hay ảo tưởng trong mộng cứ thế đột ngột nhảy ra trước mắt cô. Chàng trai dường như nhận ra có người đang chằm chằm nhìn mình, tầm mắt liền quét về phía Kiều Minh Hảo. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, ánh mắt rất thờ ơ, rất đơn độc lạnh lùng, khiến Kiều Minh Hảo chợt bừng tỉnh từ trong kinh diễm sự tuyệt mỹ của gương mặt ấy. Trong khi chàng trai lại phảng phất xem cô như không khí, không có nửa điểm cảm xúc, liền cất bước rời đi. Cho tới khi không còn thấy bóng lưng chàng trai, Kiều Minh Hảo mới ôm cặp chạy đến trạm xe. Xe buýt cũng vừa mới tới. Cô quẹt thẻ lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn cảnh thành phố được cọ rửa sau trận mưa ngoài cửa sổ, trước mắt liền thoáng qua khuôn mặt chàng nam sinh cùng chú mưa dưới mái hiên. Đầu tháng 3 bài vở rất nặng, Kiều Minh Hảo rất nhanh liền ngập đầu trong núi sách. Nhưng thỉnh thoảng khi nghỉ ngơi rảnh rỗi, trong đầu cô luôn hiện ra gương mặt của người nam sinh kia. Tuy nhiên mãi cho đến tốt nghiệp trung học cơ sở, cô chưa từng được gặp lại chàng trai ngày hôm đó. Thẳng đến lớp 10, khi đi nộp bản báo cáo trong trường, Kiều Minh Hảo đụng phải Hứa Gia Mộc, cũng là học sinh mới như cô. Tiếp đó, đụng phải người nam sinh kia. Mà người nam sinh ấy lại phảng phất như đã sớm quên vụ việc trước kia. Đang lúc Hứa Gia Mộc tự giới thiệu bọn họ, anh lạnh nhạt gật nhẹ đầu, nhưng không hé một câu. Cuối cùng, vẫn là Hứa Gia Mộc nói cho cô biết, anh tên là Lục Phong Đàm. Lục Phong Đàm, buổi tối hôm đó, Kiều Minh Hảo nằm sấp xuống bàn, trước túi sách giáo khoa lớp 10 nhà trường Pháp, cô không kìm lòng,
cầm bút viết lên giấy ba chữ này. Ba chữ đó có rất nhiều nét, cô viết rất từ tốn, rất nghiêm túc. Mỗi một nét sổ, mỗi một nét ngang đều quy quy củ củ theo từng nét bút của cô. Ba chữ Lục Phong Đàm này cứ như vậy lặng yên không tiếng động khảm vào tuổi xuân mỏng manh tốt đẹp của cô. Trường trung học phổ thông chia lớp theo thành tích, Hứa Gia Mộc có thành tích tốt ở lớp 11, cùng lớp với Lục Phong Đàm, Kiều Minh Hào và Kiều An Hạ thành tích không xê xích lắm nên đều ở lớp 13. Hứa Gia Mộc rất thân với chị em Kiều An Hào, Kiều Minh Hào và Kiều An Hạ, thường hay nói chuyện với nhau, vì vậy Kiều Minh Hào càng ngày càng được gặp mặt Lục Phong Đàm nhiều hơn, cô càng ngày càng để tâm đến anh. Khi đêm khuya vắng người, lúc một mình nằm trên giường, số lần nghĩ đến anh cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Kiều Minh Hảo gần như là mê luyến. Mỗi khi đi vệ sinh trong giờ học, cô đều cố ý đi ngang qua cửa phòng lớp 11, sau đó giả vờ vô tình quét mắt vào phòng học của bọn họ. Nhìn thấy bóng dáng của anh ở chỗ ngồi quen thuộc thì tim cô đập rộn lên, không nhìn thấy thì mất mát ảm đạm. Lúc tan học, cô cố ý lôi kéo bạn cùng lớp đi chạy bộ quanh sân thể dục, ra vẻ bộ dạng rèn luyện thân thể. Thật ra chỉ là muốn xem anh đá banh. Vậy là tập 1 của câu chuyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Các bạn hãy dành một chút thời gian để đăng ký kênh và bấm vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.